Chị Navarro Nhân Tây chia sẻ 3 giùm em hôm nay là em sẽ kho đồng giá 39.000 bán đầu like nha mấy chị yêu nha. Đây những cái đồ lễ size em sẽ bán đồng giá cho mấy chị là 39.000 một bộ nha. Bên này thì nó không thấy comment, sẽ dùng cái điện thoại này. Rồi. Chứ không thấy comment, nó mấy chủ nó đâu có hiện comment đâu. Rồi chị nào mình vào rồi mình chào nhau một tiếng nha mấy chị nha. Mình chào em một tiếng nha, tại em không thấy được comment của mấy chị nên mấy chị cứ chào em, đợi em xíu xíu dùng sẽ dùng thêm một cái máy nữa để đọc comment của mấy chị thôi nha. Hôm nay đầu like là em sẽ xẻ kho là những cái bộ đồ lễ size. Đó, giá bán cho mấy chị là 39.000 đồng giá luôn nên là nhưng mà lưu ý là chị chốt cho chị nào có chia sẻ bài viết có hiển thị lên logo người chia sẻ thì bên em mới bán cho mình giá là 39.000. Đó nên là chị yêu nào đã vào rồi thì mình nhanh tay chia sẻ giùm em. Đó, để hiển thị lên logo trước xong xíu nữa em lên mẫu thì để mình khỏi bị trột cái mẫu đó nha mấy chị yêu nha. Đó, nhanh tay luôn giùm em mấy chị ơi. Hôm nay em không tính like tại em bận quá không tính like nhưng mà hôm nay là có nhiều chị hỏi là hôm nay có like không, rồi ai cũng nhắn tin hỏi em hết nên thật ra là hôm nay em lên em like cho mấy chị một tí nha. Đó, rồi ngày mai là bên em sẽ nghỉ một hôm để gọi điện chốt đơn. Lại ngày mai em cũng có việc nên là ngày mai không like được. À, chị yêu nào muốn mua đồ giá rẻ thì hôm nay mình cố gắng mình tag tên bạn bè đó gì đó để vào mình cùng xem và mua hàng giá sale nha mấy chị nha. Đồng giá 39.000 rất rẻ luôn, chị không ở đâu bán hết đó, thật sự luôn không ở đâu bán mà 39.000 một bộ như thế này đâu. Nên là chị nào đã vào rồi thì mình chào em một tiếng nha mấy chị yêu nha. Hãy để em thấy mấy chị, em nhớ tên mấy chị xíu em chốt hàng cho nó nhanh nha để mình khỏi bị ảnh comment nha. Hôm bữa mà cái bữa like mà còn đây nhất á, trời em coi lại cái video phát lại nhà em á, nó ổn quá trời comment luôn, hầu như là những chị nào mà comment xíu nữa mà comment sau lại nó bị ảnh hết, em xem lại em phải bỏ ảnh comment đó. Nên là Facebook dạo này nó chặn tương tác rất nhiều nên là chị yêu nào đã vào rồi mình chào em một tiếng nha mấy chị nha. Rồi đợi em xíu để em dùng một cái điện thoại nữa để em đọc comment chứ nãy giờ em không thấy được comment của chị nào luôn. Mấy chủ trước mặt em là chỉ có like thôi chứ không, rồi cho em mượn một cái máy đi. À, mấy chủ trước mặt em là chỉ có like thôi không có đọc được comment nên là nãy giờ em không biết là mấy chị à đưa rồi xong không biết được mấy chị yêu là đã comment cái gì trong này luôn nè. Rồi đây ở chỗ cái này luôn hả à, vô giùm chị ấy. Nhớ không chắc nhớ mày quá. Rồi chị yêu nào mình vào rồi mình chào em một tiếng với chị nha, đợi em xíu xíu em vô một cái không hỏi chị hai là không tới 19 826 7. Ủa số kia hả? Nó vừa đổi này. Rồi chị yêu nào mình vào rồi mình chào em một tiếng nha mấy chị nha. Không gì hay. Rồi em thấy chị Võ Tuyết Trinh. Rồi em thấy chị Trúc Thảo, em thấy chị Tường Vi Nguyễn. Rồi em thấy chị Thành Danh. Rồi em thấy chị Diễm Phương. Rồi em thấy chị Xuân Hồng rồi nha chị yêu ơi. Rồi mấy chị nhanh tay chia sẻ bài giùm em 3 lần vào trang cá nhân và 5 lần vào hội nhóm giùm em nha mấy chị, chuẩn bị. Rồi mấy chị đợi em xíu nha, để em
Đợi em một xíu nha mấy chị nha, để em vô thêm một cái máy nữa em mới đọc được comment của mấy chị. Nãy giờ em không thấy được comment luôn, mấy chữ trước mặt em là chỉ có like thôi mấy chị, nó không hiển thị cái gì luôn. Nó không hiển thị một cái comment hay bất cứ cái gì luôn. 038. Rồi chị nè. 038 7. Chị này em chưa thấy thì mình chia sẻ bài giùm em và chấm bài tương tác em để em thấy mình nha chị yêu ơi. Rồi đợi em một xíu nha mấy chị nha. Sao rồi cho em mượn một cái điện thoại để em coi comment, nãy giờ em không thấy được comment của mấy chị nè. Đó, chị nào vào rồi mình chào nhau một tiếng nha mấy chị nha. Rồi em thấy chị Nguyễn Thị Xuân Hồng nè, em thấy tất cả các chị nè, em thấy chị Hồng Anh Nguyễn nè. Rồi em thấy nha mấy chị yêu nha, chị Tường Vi Nguyễn hồi bộ sai đại hả chị? Sai đại thì em còn ít rồi chị Tường Vi Nguyễn ơi, sai đại là biết gì chị bao nhiêu ký vậy chị ơi? Bao nhiêu ký lên giùm em số ký để xíu nữa em lên mẫu cho mình xem nha. Rồi em chào chị Võ Thuyết Trinh nè, em chào tất cả các chị này. Chị nào mình vào rồi thì mình chào em một tiếng nha mấy chị yêu nha, chuẩn bị em lên mẫu luôn. Rồi chị nào muốn vào rồi thì nhanh tay chia sẻ giùm em, sau đó là comment giùm em là đã chia sẻ mấy chị. Comment giùm em là đã chia sẻ, chuẩn bị là em tặng quà cho mấy chị yêu mình luôn nha. Rồi comment nhanh tay giùm em là đã chia sẻ. Rồi mấy chị mà muốn mua hàng thì mình vào trực tiếp vào livestream của em để mình mua nha mấy chị nha, chứ để mình vào trong nhắn tin thì em không có thời gian em chết tin nhắn mình được. Đấy, em không có thời gian chết tin nhắn nên là nhắn cho anh này. Vậy hả? Ý là nhắn chưa? À vậy hả? Rồi ok. Cô được chưa? Rồi thôi để em bắt đầu em lên mẫu quà tặng cho mấy chị luôn nha. Rồi đầu like tặng cho mấy chị cái bộ siêu hot hit này em mới về nè mấy chị yêu ơi. Đó cái bộ siêu hot hit này em mới về nhưng mà số lượng cũng còn hết rồi. Còn mấy bộ đưa cái cọc đó vô cho em coi coi còn mấy bộ nè. À cái bộ siêu hot hit này luôn mấy chị ơi, cực kỳ dễ thương luôn. Cho em cái bộ size số 1 đi. Cho em cái bộ size số 1 đi. Rồi đầu like tặng cho mấy chị cái bộ này luôn nè. Đấy, đầu lan tặng cho mấy chị cái bộ siêu dễ thương siêu cưng này nha mấy chị nha. Mới về ngày hôm qua nhưng mà em bán còn hết rồi. Bây giờ nó lẻ ra còn đúng vài bộ cuối cùng. Chị nào nhanh tay thì chị đó có. Nhưng mà bây giờ là đầu lan sẽ tặng quà luôn. Chứ em cũng không bán đâu nha mấy chị nha. Tặng luôn cho mấy chị luôn. Đấy, tặng luôn cho chị nào chia sẻ nhiệt tình mấy chị ơi. Chị nào đã chia sẻ nhiệt tình rồi comment nhanh tay để em thấy mấy chị yêu nha. Đấy, comment nhanh tay luôn để em thấy mấy chị yêu em. Còn có 3-4 bộ cuối cùng thôi, không bán nữa để dành tặng quà mấy chị. Nhanh tay luôn giùm em, chị nào đã chia sẻ rồi comment nhanh giùm em là đã chia sẻ kèm số ký của bé và kèm số điện thoại luôn. Đấy, để chia sẻ kèm số ký của bé và kèm số điện thoại giúp em trên cùng một dòng. Đấy, em sẽ tặng cho những chị nào mà đã chia sẻ nhiệt tình và comment rất là nhiệt tình luôn. Em sẽ tặng cho còn vài bộ, còn bao nhiêu bộ tặng hết nha mấy chị nha. Đấy, còn bao nhiêu bộ là tặng hết luôn, không bán mấy chị. Còn có vài bộ thôi, không còn nhiều. Ở trên dưới là vài bộ, 5-6 bộ, 10 bộ gì đó mấy chị, không còn nhiều. Đấy, nên là nhanh tay luôn giùm em nha mấy chị nha. Rồi chỉ có vài bộ cuối cùng, mẫu này siêu cưng luôn, em đang về thêm lô thứ hai nữa mấy chị, ngày hôm qua em mới về mà bán còn hết. Rồi còn vài bộ để tặng quà và em sẽ về tiếp cho mấy chị là lô thứ hai luôn. Đấy, siêu cưng luôn mấy chị ơi, nhanh tay nha. Chị nào muốn được nhận cái bộ đồ này thì comment nhanh tay giùm em là để chia sẻ kèm số ký của bé và kèm số điện thoại luôn giúp em trên cùng một dòng nha. Đấy, em sẽ tặng cho chị nào có chia sẻ nhiệt tình và comment nhiệt tình. Đó, cứ chia sẻ nhiệt tình là trên trang cá nhân là 3 lần và hội nhóm là càng nhiều là sẽ được nhận quà mấy chị. Đó, trên 10 lần là sẽ được nhận quà luôn. Em sẽ tặng ngay cho mấy chị cái bộ siêu cưng như thế này luôn. Trời ơi, cưng lắm luôn mấy chị, cái bộ này mà mặc không cưng nữa là bộ nào nữa thật sự luôn. Đấy, ở phía bên là nó có cái gài như thế này nha chị nha, bé trai bé gái đều mang được. Đấy, sẽ lựa cái bộ mẫu này là bé trai bé gái đều mang được cho mấy chị luôn. Đó, nên là chị nào muốn được nhận cái bộ này thì mình comment nhanh tay luôn để em bắt đầu em tặng quà cho mấy chị nha. Hôm nay đầu like em sẽ bán cho mấy chị là giá tri ân đồng giá 39.000 một bộ. Bán tri ân đồng giá 39.000 nha. Rồi. Rồi đầu like bán tri ân rồi, đưa một cái máy nữa để đọc comment. Rồi để chia sẻ kèm số ký của bé và kèm số điện thoại luôn giúp em trên cùng một dòng này, nó hơi mờ mấy chị thấy rõ không mấy chị ơi, thấy rõ không? À, thấy bình thường hả? Rồi ok nè. Đó, chị nào muốn được nhận cái bộ này nữa thì comment nhanh tay, đợi em 3 phút em sẽ công bố là chị nào được nhận quà nha mấy chị yêu nha. Nên là nhanh tay luôn giùm em. Đấy, cứ chia sẻ nhiệt tình và comment rất là nhiệt tình luôn thì sẽ được nhận quà.
Đấy, bao cưng, bao xịn sò luôn mấy chị, vải đẹp lắm. Vải hàng nhà em là bao nhận hàng trước khi thanh toán luôn dùm em nha mấy chị nha. Nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận dùm em luôn. Đấy, nên là cứ comment nhiệt tình là sẽ được có quà. Đợi em một xíu siêu thì em sẽ công bố nha mấy chị nha. Em sẽ cho mấy chị là thời gian là 2 phút nha. Đấy, nên là chị nào chia sẻ muốn được nhận cái bộ này thì comment dùm em là để chia sẻ kèm số ký của bé và kèm số điện thoại luôn giúp em trên cùng một dòng. Đấy là sẽ được nhận quà, em chỉ còn vài bộ cuối cùng thôi nên là nhanh tay luôn giúp em. Đấy, hiện tại là em thấy rất là nhiều chị comment rồi nè mấy chị, hiện tại thấy rất là nhiều chị comment luôn rồi nè. Đó. Nhưng mà quà thì chỉ có vài vài set thôi, trên dưới 10 set thôi nên là em sẽ quà rất là hạn chế nha mấy chị nha. Đấy, nhiều chị comment nhưng mà quà hạn chế nên là mình phải nhiệt tình thì em mới tặng quà cho mình được nha mấy chị yêu nha. Rồi đợi em xíu xíu. Hiện tại mới có 100+ bình lượt chia sẻ mấy chị ơi, đẩy lên giùm em là 300 lượt chia sẻ đi. Đấy, mạng nó hơi yếu này, không thấy comment, không thấy ai luôn. Rồi mạng nó hơi yếu nên mấy chị đợi em xíu nha mấy chị nha, đợi em coi lại xíu nha. Úc đổi qua giùm chị cho cái wifi hay cái 3G cho nó nhanh một xíu. Mạng nó hơi chậm quá không thấy được comment được. Rồi đổi cái bài nhạc, coi cái bài nhạc gì mà. Rồi, trời ơi, không thấy comment nha, hiện comment chưa, cho em mượn cái điện thoại của chị Hai với. Rồi, bây giờ em công bố luôn nha mấy chị nha. Đấy, bây giờ em công bố luôn này, chị nào chia sẻ nhiệt tình đâu rồi, comment lên cho em biết mấy chị ơi, đẩy lượt view, đẩy lượt chia sẻ lên giúp em. À, đẩy lượt view, đẩy lượt chia sẻ nhanh giúp em để em chuẩn bị em tặng quà luôn nè. Lưu ý là những chị mà được nhận quà thì mình cố gắng lựa thêm giùm em 2-3 sản phẩm nữa thì bên em mới đi hàng cho mình được nha chị yêu nha. Đấy, cố gắng lựa giùm em 2-3 sản phẩm thì bên em mới đi hàng cho mình được. Rồi người đầu tiên nhận quà mấy chị ơi, người đầu tiên nhận quà ngày hôm nay nè, để em coi chị nào nãy giờ chia sẻ nhiệt tình rồi nè. Đấy, chị nào chia sẻ nhiệt tình rồi comment rồi cái máy này. Chị nào chia sẻ nhiệt tình rồi mấy chị yêu ơi, rồi tặng cho người đầu tiên là cho chị Hòn Nữ Nhật Ngon nè, số đuôi là 964 nè, cho bé 9kg nè, em ok cho chị Hòn Nữ Nhật Ngon nha chị yêu nha. Đấy, chị yêu cố gắng lựa thêm giùm em là đơn trên 100.000 để bên em gửi kèm quà với lại đồ quà tặng cho mình luôn. Đó, gửi đồ kèm quà cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi chị nào muốn được nhận quà nữa comment thật là nhanh và thật là nhiệt tình để em thấy mấy chị nè. Đấy, chỉ còn vài bộ cuối cùng thôi, em còn bao nhiêu bộ thì em tặng hết nha mấy chị nha. Đấy, tặng luôn mấy chị ơi, siêu cưng luôn. Rồi cái bộ này biết trai biết gái đều mang được nên mấy chị cứ comment nhiệt tình là em sẽ thấy mấy chị nè. Đấy, comment rất là thật là nhiệt tình luôn giùm em, hiển thị lên logo người chia sẻ và comment càng nhiệt tình là em sẽ càng thấy mấy chị nha. Đấy, 3 lần vào trang cá nhân và khoảng 5-7 lần, 10 lần gì đó vào hội nhóm là em sẽ thấy mấy chị rồi, sẽ tặng quà liền cho mấy chị yêu luôn. Rồi người thứ hai là cho chị Võ Tuyết Trinh nè. Ok, chị Võ Tuyết Trinh số đuôi là 943 nè. Rồi ok cho chị Võ Tuyết Trinh nha chị yêu nha, bé 15kg nè, ok nè. Đó, rồi người thứ tư mấy chị yêu ơi, người thứ tư nha. Rồi người thứ tư là cho chị mấy chị nào đây, nãy giờ chị nào comment nhiều nhiều rồi nữa mấy chị ơi. Đấy. Đó. Rồi đây, rồi ok nè, người thứ tư nè mấy chị ơi, người thứ tư nè, chị nào chia sẻ nhiệt tình nữa rồi nữa comment cho em biết nha mấy chị yêu nha. Đấy, chị nào đã chia sẻ nhiệt tình rồi nữa thì comment lên cho em biết mấy chị ơi, comment trời cung lắm luôn. Cái mẫu này em hết rồi nên em còn vài bộ em sẽ dành tặng đầu like cho mấy chị. Rồi em sẽ về thêm lô thứ hai nữa. Đó, vải này là vải 4 chiều mấy chị nha, vải 4 chiều mát lắm, hàng đẹp chứ không phải là hàng cạc tơ, hàng gì đó là nhà em không có bán nha mấy chị nha. Rồi người thứ ba đúng không? Rồi người thứ ba là cho chị Bảo Ngọc nè, ok cho chị Bảo Ngọc. Đó, số đuôi là 534 nè. Số đuôi là 534 cho chị Bảo Ngọc nè, bé 15kg nè, ok chị Bảo Ngọc luôn nè. Đó, rồi người thứ tư mấy chị ơi, người thứ tư nhanh tay luôn giùm em mấy chị. Đấy, nhanh tay còn hết rồi, hình như còn một bộ cuối cùng. Em chỉ có hình như còn 4-5 bộ gì à, hết rồi. Trên dây còn không? Hết luôn rồi mấy chị ơi, còn một bộ cuối cùng, còn một suất cuối cùng mấy chị ơi, nên là chị nào chưa comment nhiệt tình, chưa được nhận quà thì mình cố gắng comment nhiệt tình luôn giùm em. Rồi cho chị người cuối cùng là ok cho chị
Rồi em ok cho chị nào đây mấy chị ơi. Rồi ok cho chị Trâm Ngọc nè. Ok chị Trâm Ngọc nè, cho bí 14kg nè. Đó, số đuôi là 099 nè. Ok cho chị Trâm Ngọc nè. Rồi ok chị Trâm Ngọc, số đuôi là 14kg, số đuôi là 099 nè. Em ok chị Trâm Ngọc là người cuối cùng nha mấy chị nhá. Rồi chị nào chưa được nhận quà ngày hôm nay thì mình cố gắng ngày mai. Không, ngày mai bên em không like, bữa nào bên em like nữa thì mình cố gắng mình vào mình săn quà, ngày nào bên em cũng tặng quà hết. Rồi người cuối cùng là chị Trâm Ngọc nha. Cảm ơn mấy chị yêu nha. Rồi chị nào mà được nhận quà cố gắng lựa đô giùm em là 100.000 để bên em gửi kèm quà với lại là đồ cho mình luôn. Đó, lưu ý là bên em không có cho dồn đơn nha mấy chị nha. Quà ngày nào tặng ngày đó và đơn ngày nào sẽ đi đơn ngày đó luôn. Không có dồn đơn, nếu mình mua không đủ đơn thì xin phép là nhà em sẽ xẻ đơn và hôm sau mình vào mình đặt lại giúp em. Chứ còn mà em không có giữ đơn được đấy, thật sự luôn nha, không giữ đơn được. Rồi ngày hôm nay đầu like sẽ bán cho mấy chị đồng giá là 39.000, nhưng mà em chỉ chốt, lưu ý là chị chốt cho chị nào hiển thị lên logo người chia sẻ thôi nha. Út với lại chị Hai nha. Đó, lưu ý em chỉ chốt cho chị nào có lượt chia sẻ và hiển thị lên logo người chia sẻ bên em mới chốt, còn không hiển thị bên em không chốt nha. Đó, do những mẫu như thế này người ta vẫn đang bán 70-80.000 một bộ đấy. Nhà em sẽ đầu like cho mấy chị 39.000, sẽ tri ân thôi nha mấy chị nha, tri ân đầu like 39.000. Đó, chị chốt cho chị nào có lượt chia sẻ hiển thị lên logo thì bên em mới chốt. Rồi em lên mã đầu tiên là mã nhện 39.000, ghim cho chị một cái bình luận là đồng giá 39.000 luôn. Đó, rồi để bên em ghi một cái bình luận là đồng giá 39.000 nha mấy chị nha. Em lên mã đầu like là toàn là 39.000 luôn. Đó, rồi chị nào mà có chia sẻ thì chị nào mà chưa hiển thị lên logo mình cố gắng mình hiển thị lên đi. Đó, xíu nữa em lên toàn là siêu phẩm là để mình nếu mà mình chưa hiển thị lên logo bên em không có chốt được là mình sẽ bị trọt mẫu đó rất là uổng luôn nha. Rồi em lên mọi mã đầu tiên là mã nhện nè. Đấy, bộ này là tầm khoảng 15-16kg mang vừa, 14-15kg mang vừa nha mấy chị nha. 14-16kg mang vừa nè. Đó, chị nào lấy con nhện đây comment giùm em mã nhện sale luôn cho mấy chị, tri ân cho mấy chị là 39.000. Đấy, bộ con nhện nè 39.000, chị nào lấy nhện chú em mã nhện 39.000. Nhện 39.000, chị chốt cho chị nào có lượt chia sẻ hiển thị lên logo người chia sẻ thì mới chốt được, em nhắc lại nha. Rồi, nhện này chị nào lấy nhện comment cho em mã nhện 14-16kg mang vừa 39.000. 39.000 một bộ con nhện nè. Rồi lấy nhện chốt nhện luôn giùm em. Rồi mình số ký lên mấy chị ơi. Rồi chị Trúc Dương ơi, chị chưa hiển thị lên logo người chia sẻ bên em không chốt hàng được nha chị yêu nha. Cố gắng chia sẻ vào trang hội nhóm giúp em cũng được, để hiển thị lên logo người chia sẻ thì bên em mới chốt hàng được. Đó, dạ chị cứ chia sẻ là nó sẽ hiển thị thôi chị Diễm Phương nha. Chị cứ chia sẻ là nó sẽ hiển thị lên thôi. Đấy, mình cứ chia sẻ lên trang cá nhân để chế độ công khai với lại lên trang hội nhóm là nó sẽ hiển thị lên nha chị yêu nha. Đó, chia sẻ giùm em là 5-6 lần gì đó là nó sẽ hiển thị lên. Rồi chị nào vừa số ký con nhện thì comment giùm em mã nhện đồng giá 39.000, chị bỏ thuyết trinh ấy con này ghi bình luận của chị ấy. Rồi em ghi cái bình luận, em cảm ơn chị Võ Tuyết Trinh, em xin phép ghi bình luận của chị nè. À, dạ chị cứ chia sẻ là nó sẽ hiển thị thôi chị ơi, cứ chia sẻ vào trang hội nhóm đấy, hoặc là vào trang cá nhân gì đó cũng được, tầm 5-6 lần là nó sẽ hiển thị thôi nha chị yêu nha. Vải đẹp lắm đấy, vải đẹp nha mấy chị nha. Không, nhà em không bao giờ bán hàng xấu, nhận hàng kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em luôn. Hàng thun cô tôm có dạng 4 chiều, 14-16kg, có chị nào vừa không mấy chị yêu ơi, có chị nào vừa không nè. Đấy, 14-16kg sale cho mấy chị đồng giá 39.000. Bộ nhện 39, chị nào lấy nhện 39 chú ý mã nhện 39. Em có một bộ cuối cùng, em có một bộ thôi 14-16kg, nên là mấy chị comment số ký lên để nhân viên em coi thử có vừa không nha mấy chị yêu nha. Đấy, coi thử có vừa không, bên em mới chốt hàng chị Võ. Chị Nguyễn Tuyết Ngân ơi, không vừa nha chị nha, 10kg không vừa. Đấy, em rồi không hiện thôi chị, dạ đợi xíu nha chị nha, đợi xíu xíu nó sẽ hiển thị lên thôi. Rồi đây em còn một bộ cuối cùng sale cho mấy chị luôn 39.000 mấy chị. Trời ơi, bộ đây người ta đang bán 70-80.000 nè. Đấy, rồi chị Trúc Dương là hiển thị lên rồi nè. Rồi ok chị Trúc Dương, em có một bộ 14-16kg mấy chị, nghe rõ số ký giùm em cho đỡ chậm rộng chạy, em không có sai mà em đổi cho mình nha mấy chị yêu nha. Đấy, rồi bộ này comment giùm em là mã vịt hồng, comment giùm em là mã vịt hồng mấy chị ơi, vịt hồng sale cho mấy chị đồng giá 39.000 luôn. Vịt hồng nha mấy chị nha, size này là tầm từ 10 cho đến khoảng 12-13kg mang vừa. Đó, từ 11 cho đến khoảng 13kg mang, 12kg mang vừa nha. Đấy, 10-11-12kg mang vừa, mã vịt hồng 39.000, chị nào lấy vịt hồng chút nhanh em mã vịt hồng, em like nhanh lắm mấy chị ơi. Nên là chị mấy chị nghe rõ số cưới giùm em nha, mỗi mẫu còn 1-2 bộ em sale cho mấy chị luôn. Vịt hồng 39.000, chị nào lấy vịt hồng chút em mã vịt hồng 39. Ôi vịt hồng 39.000 mấy chị ơi. Vịt hồng 39.000 lên giùm em là kèm ký và kèm số điện thoại để nhân viên nhà em xác nhận lại một lần nữa là mấy chị đã nghe rõ số ký cho nha, để có vừa thì nhà em mới gửi hàng nha, chứ để mình không comment số ký là nhiều khi là em sợ nó không vừa mình không nghe rõ nha. Chú Nguyễn 14 cho chị Trúc Dương.
Rồi nhện 14kg chị cho chút dư. Em còn một bộ là con vịt màu hồng. Chị nào lấy vịt hồng, chút vịt hồng 39.000, size tầm 11kg cho đến khoảng 12-13kg tùy bí nha. Nếu bí nào ốm ốm thì 13kg mang vừa. Rồi váy này 39.000, váy mèo. Váy mèo, chị nào lấy váy mèo chút em mẹ. Váy mèo 39.000, size này tầm 90kg mang vừa. Rồi 90kg mang vừa, váy mèo sẽ luôn cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy váy mèo chút váy mèo nha mấy chị nha. Đấy, cái này màu vàng mấy chị, màu vàng mà nó hơi ngã ngã qua màu vàng chanh á. Rất là đẹp luôn, váy công chúa này phía sau có dây kéo, phía sau có một cái buộc eo cho bé luôn nè. Rồi váy mèo 39.000, size tầm 90kg mang vừa. Chị nào lấy váy mèo chú em mẹ, váy mèo 39.000. Rồi váy con mèo 39.000, lấy váy con mèo chú em mẹ, váy con mèo 39.000 nha mấy chị yêu nha. Đấy, váy con mèo 39.000. Rồi bộ khủng long sẽ luôn cho mấy chị là 39.000 một bộ khủng long luôn. Đấy, bộ khủng long màu đen nè. Đấy, khủng long thì em còn vài bộ thôi nên là bây giờ rồi vịt hồng 16kg không vừa chị ơi. Chị Như Nguyễn ơi, mình lấy vịt hồng bao nhiêu ký, comment số ký lên giùm em nha. Rồi comment số ký lên giúp em mấy chị ơi. Chị Như Nguyễn lấy cái bộ vịt hồng bao nhiêu ký lên giùm em số ký nha. Vịt hồng em còn size từ 11 cho đến 13kg á chị. Đó, mình ghi rõ số rồi, ký em chốt vịt hồng 13 cho chị Như Nguyễn. Rồi vịt hồng 13 cho chị Như Nguyễn nè, em ok nè. Rồi bộ khủng long 39.000, chị nào lấy khủng long màu nào lên giùm em là khủng long kèm màu. Em có 3 màu là màu đen nè, màu vàng và màu xanh. Đấy, nhưng mà em chỉ còn size nhỏ thôi mấy chị, size số 1 là cho bé tầm 6 cho đến 8 kg mang vừa. Đấy, 6 cho đến 8 kg, bé nào mà bọn ôm thì tầm 9 kg cũng mang vừa nha mấy chị nha. Sẽ luôn cho mấy chị là 39.000, chị nào lấy khủng long màu nào lên giúp em là khủng long kèm màu 39.000 mấy chị ơi. Đấy, mẫu này người ta đang bán 70-80 ngàn một bộ nè. Nhà em còn size số 1 thôi, gần hết rồi. Chỉ còn size số 1 nên em sẽ cho mấy chị là 39 ngàn, bán tri ân cho mấy chị luôn. Đấy, chị nào lấy khủng long màu nào lên giúp em là khủng long kèm màu nha mấy chị nha. Chỉ còn size số 1 là cho bé từ 5-6kg cho đến khoảng 8-9kg là mang vừa. 9kg mà hơi mang hơi chọc chọc nha mấy chị nha. Đấy, tầm 8kg, 8kg rưỡi thì ok. Rồi sale cho mấy chị là bộ khủng long 39 ngàn. Chị nào lấy khủng long chốt khủng long 39. Rồi khủng long em chỉ còn size số 1 thôi mấy chị ơi, 39 ngàn. Lấy khủng long chốt mẹ khủng long 39 ngàn nha. Rồi khủng long 39 ngàn. Rồi em chốt cho chị Lê Ngọc Yến khủng long vàng. Em chỉ còn khủng long size số 1 thôi mấy chị ơi, comment khủng long size 1 kèm màu giùm em nha. Rồi khủng long size 1 thôi mấy chị, nên là chị nào vừa thì mình hẳn lấy nha mấy chị yêu nha. Khủng long size 1 thôi, chị nào vừa thì mình hẳn lấy. Rồi áo con Mickey em còn vài cái sẽ luôn cho mấy chị là 39 ngàn. Áo con Mickey nè. Đấy, áo con Mickey 39 ngàn, chị nào lấy áo comment cho em mà áo Mickey nha. Áo Mickey nè 39 ngàn, size tầm khoảng 15kg đổ lại là mang vừa. Áo này em có. Rồi áo con Mickey nè. Đó, chị nào lấy áo Mickey comment cho em mà áo Mickey em có 3 màu là màu vàng với lại màu hai màu hồng. Đấy, nhưng mà bây giờ em màu vàng còn một cái và màu hồng còn một cái thôi nên là bây giờ cũng không chọn màu được. Chị nào vừa số ký của màu vàng thì em sẽ chốt cho nha. Rồi chị Như Nguyễn có vịt hồng 13 rồi nha chị yêu ơi. Rồi cái áo này em có tổng cộng là 3 màu, sẽ luôn cho mấy chị là 39.000 một cái. Đấy, mà màu vàng với màu hồng nhạt thì còn có một cái cuối cùng thôi nên là chị nào vừa thì em chốt, cũng không em không cho chọn màu nha, chủ yếu là còn màu hồng đây. Đấy, màu hồng dâu này mặc rất là cưng luôn. Rồi chị nào lấy áo chốt mi mà áo sẽ boloso cho mấy chị luôn là 39.000. 39.000 áo con Mickey, chị nào lấy áo Mickey chốt em mà áo Mickey. Đấy, màu vàng còn cái thôi nên là giờ cũng không chọn sai được. Đó, lấy thì comment giùm em mã áo Mickey nha, áo Mickey 39.000. Rồi áo con Mickey 39.000 này, lấy áo Mickey comment cho em mã áo Mickey 39. Rồi áo Mickey 39.000. Rồi em còn một cái váy con gấu này mấy chị cưng chưa? Trời ơi, váy con gấu 2 tầng nha mấy chị nha, sẽ luôn cho mấy chị 39.000. Đấy, đồng giá 39.000, chị chú chị nào có chia sẻ nha, lưu ý rồi nãy giờ Út nhớ chú rồi cho chị nào có chia sẻ thôi nha. Đó, còn chị nào không chia sẻ mà bên em không chốt hàng nha mấy chị yêu nha. Không chia sẻ không chốt hàng, do giá này là đa số là giá em bán lỗ. Đấy, giá em bán lỗ để lấy tương tác thì chị chốt cho chị nào có lượt chia sẻ hiển thị lên logo thì bên em mới chốt hàng được. Đấy, rồi chị Minh Thư em thấy chị rồi nha chị ơi, em chốt hờ cái bộ nhện cho chị Thảo My nha chị ơi. Rồi áo của Mickey á, chị Như Nguyễn lấy áo Mickey á. Đấy, áo của Mickey sẽ luôn cho mấy chị 39.000. Mấy chị thật sự hôm nay bán giá này đâu, toàn bộ là hàng bán shop và hàng bao chất cho mấy chị nha. Đấy, nên rồi chị này chưa có đơn thì comment là mã kèm số ký kèm số điện thoại em chốt đơn cho mình nha. Rồi cái váy con gấu đây em còn một cái cuối cùng, size này tầm 9 cho đến 11kg mang vừa. 9 cho đến 11kg mang vừa, sẵn cho mấy chị váy con gấu này 39.000, váy con gấu 2 tầng nha mấy chị nha. Đó, váy con gấu 2 tầng này nó màu đen nên nhiều khi lên không thấy rõ, váy con gấu 2 tầng này. Đấy, 39.000 váy gấu 9 cho đến 11kg mang vừa, chị nào lấy váy gấu chốt váy gấu. Đấy, cố gắng chia sẻ cho em thì bên em mới chốt hàng nha mấy chị yêu nha. Váy con gấu 39.000, lấy váy gấu chốt em mẹ váy gấu 39.000. Rồi em sẽ từ từ mấy chị ơi, mấy chị cứ ngồi đợi em lên từ từ rồi mình hẳn chốt nha chị ơi. Rồi
Rồi em thấy tất cả các chị, em thấy chị chi tay luôn nha. Rồi em thấy hết nha mấy chị nha, nhưng mà hàng có hơi ít nên là em đợi em từ từ nha. Rồi em chốt váy gấu đen cho chị Lê Ngọc Yến. Rồi váy gấu đen chị Lê Ngọc Yến, cố gắng lựa giùm em 2-3 sản phẩm để bên em đi hàng. Và lưu ý giùm em là nhớ là chia sẻ giùm em đi, để chị lên logo người chia sẻ. Xíu nữa em sẽ lên toàn là mẫu siêu phẩm và hàng lẻ size cho mấy chị, sẽ giá đồng giá là 39.000 đó. Nếu mấy chị nào không chia sẻ, không chốt hàng được là rất là tiếc luôn. Rồi chốt, em chỉ có một bộ thôi nên mình chốt thì chốt chắc chắn giùm em, lấy giùm em nha chị ơi. Rồi bộ con nhện này xả luôn cho mấy chị 39.000 mấy chị ơi, không ở đâu bán luôn. Con nhện này là size số 4, là tầm khoảng 13-14kg mang vừa. Rồi 13-14kg mang vừa nha, nhện 39.000, chị nào lấy nhện chú em mã nhện 39.000. Nhện 39.000 mấy chị ơi, chị nào lấy nhện chút nhện 39.000, có một bộ cuối cùng thôi, đa số là em sẽ xả hàng lẻ size và đồng giá 39.000. Đấy, đồng giá 39.000, chị nào lấy nhện chút em mã nhện 39.000 nha. Chia sẻ giùm em mấy chị ơi, chia sẻ giùm em để em thị lên logo người chia sẻ giùm em, bên em mới chút hàng toàn mã đẹp đẹp thôi mấy chị cứ ngồi đợi em một xíu. Rồi cái đó tầm 13-14kg mang vừa. Rồi bộ chữ ốp nè. Đấy, đẹp chưa? Bộ chữ ốp nha mấy chị nha. Bộ đây là size tầm khoảng 10-11kg mang vừa. 11-12kg mang vừa mấy chị. Bộ đây tầm 11-12kg mang vừa, bộ chữ ốp nè. Đó, đen. Đó, chị nào lấy bộ đen chốt em mã bộ đen 39.000. Rồi em chốt 39.000. Chốt nhện đỏ chị Thi Nguyễn 12. Rồi nhện đỏ chị Thi Nguyễn 12 nè. Rồi bộ đen bé gái nha mấy chị nha, một cái áo hơi rất tốt như này và kèm cho mình cái quần ống hơi rộng rộng ống suông như này. Siêu cưng luôn, bộ này bán mới ở tại shop em là 80.000 nè. Đó, bữa nay còn rớt ra một bộ cuối cùng sale cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy đen chốt em mã đen size 11-12kg mang vừa. Đen 39.000, chị nào lấy đen chốt đen 39.000 nha mấy chị yêu nha. Rồi lấy đen thì chốt em mã đen 39.000. Đấy, nhớ là chia sẻ giùm em để thị, chị nào mà chưa theo dõi cái fanpage nhà em thì nhanh tay nhấn theo dõi. Đó, để hôm sau nhà em có like thì mình cập nhật mẫu mới cho mấy chị yêu nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Rồi comment số ký lên giùm em, mã kèm số ký của bé và kèm số điện thoại là em chốt đơn cho mình luôn nha. Rồi mã kèm ký và kèm số điện thoại nha mấy chị nha. Rồi có một cái áo này, rồi cái áo này tặng nè. Rồi chị hình chung chỉ ơi, mình lấy bao nhiêu ký comment số ký lên và chia sẻ bài giùm em chốt đơn cho mình nha. Rồi nhớ là chia sẻ comment kèm số ký giùm em để nhân viên nhà em nó biết là chắc chắn là mấy chị đã nghe rõ số ký, cho để ngày mai mấy chị nó ôi không vừa xảy ra em chị là tại vì mất công em nha mấy chị nha, nên mấy chị cố gắng lên giùm em số ký để nhân viên nhà em họ xác nhận lại là có vừa hay không. Rồi cái áo quả chuối này tặng cho mấy chị luôn. Rồi quả tặng mã tặng này, chị nào lấy tặng chú em mã tặng, cái áo này tầm khoảng 15-16kg mang vừa, 15-16kg mang vừa tặng này, chị nào lấy tặng chú em mã tặng nha mấy chị nha. Rồi em chốt luôn. Em chốt bộ ốp đen cho chị Mỹ Hiền 11kg. Rồi tặng này, chị nào lấy tặng chú em mã tặng này nhanh tay luôn giùm em, hôm nay nhiều đồ lắm mấy chị ơi, hôm nay nhiều đồ đồng giá 39.000. Rồi cái bộ hình mặt cười nè. Đấy, bộ hình mặt cười người thị trường người ta vẫn đang bán 70-75.000. Hôm nay nhà em còn có hai bộ cuối cùng size số 1 thôi, sale luôn cho mấy chị 39.000 size số 1 nha mấy chị nha. Đấy, chị nào lấy mặt cười thì chú em mã mặt cười size số 1 là tầm từ 6 kg cho đến 8 kg là mang vừa. 6 cho đến 8 kg mang vừa này, chị nào lấy cái mặt cười chú em mã mặt cười, em còn 2-3 bộ cuối cùng ở bên kia còn bộ nào không hai để biết họ bán. Rồi em tặng cho chị Phan Trang. Đây nè, cái trắng với cái đen. Rồi chị nào có đơn thì tranh thủ lựa giùm em đủ 100.000 để em đi đơn cho mình nha. Cố gắng lựa giùm em đủ đơn 100.000 để bên em gửi hàng cho mình nha. Rồi em có hai màu, màu trắng và màu đen, size số 1 là tầm 6 cho đến 8 kg mang vừa. Đấy, mặt hơi ôm xíu nha mấy chị nha. Mẫu đây mặt hơi ôm nó mới cưng. Rồi 6 cho đến 8 kg mặt cười, chị nào lấy mặt cười chốt mặt cười luôn giùm em 39.000. Rồi mặt cười 39.000 này có hai màu trắng và màu đen. Đấy, lấy mặt cười chốt mặt cười nha, mặt cười 39.000. Rồi em chốt cho chị Lê Ngọc Yến mặt cười đen. Rồi mặt cười 39.000, lấy mặt cười chốt em mã mặt cười 39.000 nè. Rồi em còn rồi em chốt cho chị An Nhi một bộ mặt cười sang một màu trắng. Rồi mặt cười 39.000 mấy chị yêu ơi, chị nào lấy mặt cười chốt mặt cười giùm em nha. Rồi em hết mặt cười rồi. Rồi mặt cười còn hai bộ hết rồi mấy chị ơi. Rồi em lên mã tiếp theo là cái áo Dior này, chị nào lấy áo Dior chú em mã áo Dior, bé trai bé gái đều mang được nha. Size cho bé là tầm khoảng 10 size này tầm 16kg đổ lại là mang vừa. 16kg đổ lại là mang vừa áo Dior, chị nào lấy áo Dior chút mã áo Dior luôn 39.000, size nhỏ nhất là tầm từ 8kg cho đến 16kg nha. 8 cho đến 16kg mang vừa xả luôn cho mấy chị 39.000 mã áo Dior. Chị nào lấy áo Dior chút mã áo Dior này, bé trai bé gái đều mang được luôn. Đấy, mặc với một cái quần sọt lĩa là bao cưng luôn nha mấy chị nha. Đấy, toàn bộ là hàng thun cô tông co dạng 4 chiều nha mấy chị nha. Không có hàng này vải rất là mát chứ không có nóng đâu mấy chị. Đấy, hàng nhà em là mấy chị là đa số là khách quen thôi, thì những chị khách mê quen nhớ comment phản hồi giùm em coi hàng nhà em nó như thế nào nha mấy chị yêu nha. 39.000 ngày hôm nay duy nhất một ngày
hôm nay chưa bao giờ từng có luôn mấy chị ơi. Và một ngày hôm nay có lẽ ngày cuối cùng ngày nhà em sẽ xẻ kho đồng giá coi như là chống dịch mấy chị. Xẻ kho đồng giá 39.000 áo Dior. Chị nào lấy áo Dior chút nha, em mã áo Dior nha. Rồi chị nào mấy chị ơi, chị yêu nào có chia sẻ bài em chốt đơn cho mình nha. Rồi, rồi em chốt áo Dior 10 kg chị Minh Thư. Trời ơi cái áo này mấy chị, áo đính đá này mấy chị ơi, áo đính đá này bây giờ giữ đơn của khách nào mà nó xẻ ra của em. Còn một cái cuối cùng nè, áo đính đá hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Luôn chị vỡ thân gian ơi, mình lên số điện thoại chốt đơn cho mình nha. Rồi nhớ lên số điện thoại và nhớ là phải chia sẻ bài viết thì bên em mới chốt, còn chị nào không chia sẻ thì bên em không chốt hàng được. Đấy, chị nào mà không hiển thị lên logo người chia sẻ thì bên em không chốt hàng được nha. Đấy, không có chị Hà Nội anh có. Đấy rồi không chia sẻ thì bên em không chốt hàng được nè. Đấy rồi một cái áo đính đá này, chị nào lấy áo đính đá chốt nhanh giùm em mã áo đính đá sale luôn cho mấy chị luôn. Áo đính đá này 39.000 cho nó máu mấy chị, hàng đây hàng cao cấp nha mấy chị nha. Đấy đợt trước nhà em đang bán là 100.000 hàng bán Tết nè. Đó cái này là tầm khoảng 20, cái này tầm khoảng 25 cho đến 27 kg mang vừa, 25 cho đến 27 28 kg mang vừa xẻ luôn cho mấy chị. Áo đính đá là giá là 39.000. Áo hình con hổ là nguyên một cái hình con hổ này là nó đính đá nha mấy chị nha, hàng Quảng Châu nha. Đấy nhận hàng không đẹp cứ hoàn trả lại cho em luôn. Sale luôn cho mấy chị, áo đính đá này 39.000, chị nào lấy áo đá chú em mã áo đá 39. Rồi áo đá 39 size tầm từ 24 25, nếu em bé nào mà tròn tròn thì tầm 24 kg. Đấy hai tầm 25 cho đến 27 28 kg là ok. Được nha. Chị Nguyễn Thị Huệ có chốt thêm thì chốt lẹ giùm em để em gửi đơn cho mình nha. Em chốt áo Dior 16 chị Xuân Hồng. Rồi áo Dior 16 chốt với chị Xuân Hồng. Dior 16 với chị Chi Tây. Rồi Dior chị Chi Tây nè, em ok nè, áo đá mấy chị ơi. Rồi áo hình con chó nè. Đấy áo hình con chó mặc sờ này mấy chị, toàn bộ là hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Hàng 2-3 tim mạc như thế này nha. Đấy hàng 2-3 tim mạc. Rồi áo hình con chó là 39.000, chị nào lấy áo đỏ cho em mã áo đỏ 39. Rồi áo đỏ 39 còn một cái cuối cùng size này là tầm khoảng 12-13 kg mang vừa. Rồi 12 cho đến 14 kg mang vừa này xẻ luôn cho mấy chị. Áo hình con chó này 39.000, áo hàng Quảng Châu quá đẹp. Chị Phạm Diễm Dior 16. Em chốt áo hổ chị Pha Lê. Rồi nhớ là phải chia sẻ bài viết giùm em thì bên em mới chốt hàng, còn không chia sẻ bên em không chốt hàng nha mấy nàng. Chốt Dior 10 chị Võ Ngon Giang. Rồi Dior 10 cho chị Võ Ngon Giang nè, em ok nè. Rồi cái mẫu này em còn vài bộ cuối cùng em sale cho mấy chị luôn cho nó máu luôn nè. Đấy mẫu này còn vài bộ cuối cùng. Rồi mình chốt đơn mình chốt chắc giùm em nha mấy chị, em có một bộ thôi mình sẽ ra sẽ vô tội nghiệp em nha chị ơi. Rồi chú hàng văn minh lịch sự, nhớ là nhận hàng giúp em nha mấy chị yêu nha. Chứ đừng còn chị nào mà chắc chắn mua thì mình hẳn đặt, còn chị nào mà chưa chắc chắn thì mình cố gắng mình ngồi mình đợi mình xem coi thử hàng hóa như thế nào thì mình hẳn đặt nha mấy chị yêu nha. Rồi bộ này bộ xuất hàng này sẽ luôn cho mấy chị 39.000. Đấy bộ xuất hàng 39, chị nào lấy xuất hàng chú em mã xuất hàng 39.000 nha mấy chị nha. Đấy bộ xuất hàng trong túi hàng Quảng Châu này phải đẹp cực kỳ luôn, bộ xuất hàng luôn ở phía trên này phải mịn và đẹp cực kỳ luôn. Em còn vài bộ cuối cùng thôi, size này là size 55 thôi, còn size 55 là cho bé tầm khoảng từ 9 cho đến 11 kg mang vừa. Rồi 9 cho đến 11 kg mang vừa bộ xuất hàng, chị nào lấy xuất hàng cho em mã xuất hàng. Đấy xuất hàng vải đẹp nha mấy chị nha. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em luôn. Cứ hàng ok thì nhận và không ok cứ gọi điện báo lại cho em, sau đó hoàn trả lại hàng cho em vẫn được, không sao hết nha mấy chị yêu nha. Cái này em nói trước luôn, thật tâm luôn. Đấy rồi bộ con bộ xuất hàng này 39.000, chị nào lấy xuất hàng cho em mã xuất hàng 39.000. Rồi xuất hàng 39.000 úp với cho chị cái cọc bị. Em chốt áo chó đỏ cho chị Lê Thị Gái. Rồi áo chó đỏ chị Lê Thị Gái cho chị em cái cọc bị. Rồi xuất hàng này chị lấy xuất hàng cho em ạ, xuất hàng 39.000 mấy chị yêu ơi, xuất hàng 39.000. Rồi mình chốt nhanh giùm em để em thấy mình nha mấy chị yêu ơi. Rồi đây nè. Đó xuất hàng em còn vài bộ cuối cùng này mấy chị, nó là hàng trong túi như thế này nha mấy chị nha. Bộ xuất hàng đẹp luôn. Đấy bộ xuất hàng đẹp luôn, sẽ cho mấy chị 39.000, chị nào lấy xuất hàng cho em ạ, xuất hàng 39. Rồi comment số ký lên em biết rồi em chốt đơn cho mình nha. Rồi. 55. Nhớ là chia sẻ bài viết giùm em thì nhân viên nhà em mới chốt hàng. Mấy chị mới vào nhớ là chia sẻ giùm em thì nhân viên nhà em mới chốt hàng, còn không chia sẻ không chốt hàng nha mấy chị yêu nha. Không hiển thị lên logo người chia sẻ bên em không chốt hàng được. Rồi một cái váy caro mấy chị ơi 39.000 luôn. Váy caro này là size cho bé tầm 87 khoảng 78 kg, 79 kg. Xuất hàng 11 cho chị Trúc Dương. Rồi xuất hàng 11 kg vậy Trúc Dương nè, ok nè. Xuất hàng cho chị Hoàng Nữ Nhật Ngân. Rồi chị Hoàng Nữ Nhật Ngân nè, em ok nè. Đó xuất hàng đó của bé gái chị à, xuất hàng đó của bé gái nha. Bé trai thì mình đợi em mẫu khác em sẽ cho nha, chứ mẫu đó là mẫu của bé gái. Em chốt áo đá cho chị My.
Rồi áo đá chị My nè, ok chị My nè. Rồi váy caro mấy chị size tầm 89kg mang vừa 39 ngàn. Váy caro 39 ngàn, chị nào lấy váy caro chú ý mẹ váy caro 39 ngàn nha mấy chị yêu nha. Váy caro 39 ngàn, chị nào lấy váy caro chú ý mẹ váy caro cưng lắm luôn mấy chị ơi. Size tầm 89kg, khoảng 89kg là mang vừa nè cho mấy bé nhỏ nhỏ nha. 89kg váy caro à, chị nào lấy váy caro chút nhanh em mẹ váy caro 39 ngàn. Rồi váy caro 39 ngàn này, lấy váy caro chú ý mẹ váy caro 39. Rồi em còn một cái áo. Rồi em chốt xuất hàng cho chị Mai Thảo. Chị nào đặt đơn bên em mà xẻ đơn là em không chốt lại nha chị ơi. Chị nào mà thứ nhất là xẻ đơn, thứ hai là nghe không, gọi điện không nghe máy thì bên em không chốt đơn được nha mấy chị yêu nha. Chốt caro cho chị An Nhiên. Chị nào mà hay xẻ đơn mà gọi điện mà không nghe máy, bên em đều lưu lại hệ thống hết mấy chị ơi. Bên em đều lưu lại hoặc là bơm hàng bên em đều lưu lại hết. Nên tốt nhất mình đừng mua đặt hàng nữa. Nên là chị nào mà chưa tin tưởng thì cố gắng mình đợi tin tưởng rồi mình hẳn mua nha. Chứ bơm hàng đồ này nọ xẻ hàng của em tội nghiệp nha. Em ngồi đem like rất là mệt luôn. Đó, rồi cái này là hình con bọ này nó thêu luôn nè mấy chị. 39 ngàn luôn. Áo cam 39. Chị nào lấy áo cam chú em mẹ áo cam 39 ngàn. Cái size này là size tầm khoảng size 150, size này tầm khoảng 18-19kg mang vừa. Rồi 18-19kg mang vừa 39 ngàn toàn bộ áo hàng Quảng Châu. Cái lô bán Tết bây giờ nó rớt ra nè mấy chị. Còn một hai cái nên em xẻ luôn. Đó, đáng lẽ là em để dành nhưng mà giờ chờ lâu lắm nên là em sẽ xẻ luôn cho mấy chị về cho mấy bé mặc luôn. Đó, hàng Quảng Châu lô này bao đẹp luôn mấy chị. Rồi xẻ luôn cho mấy chị 39 ngàn áo cam 39 size khoảng 18-19kg mang vừa. Chị nào lấy áo cam chú ý mẹ áo cam 39 ngàn. Rồi áo cam 39 ngàn nha. Lấy áo cam chú áo cam giùm em 39 ngàn. Rồi em sẽ lên cái bộ đây xẻ luôn cho mấy chị. Bộ này 39 ngàn luôn cho nó máu nè. Hả? Rồi áo cam 39 ngàn. Chị nào lấy áo cam chú ý mẹ áo cam. Chị hai đứng dậy lấy cho em mấy cái bộ ngũ hình quả cam đồ này nọ. Còn rớt ra một hai bộ xẻ hết luôn rồi chị hai. Đó, rồi em lên bộ tiếp theo là cái set áo một cái set áo ba lỗ như này kèm cho mình một cái quần ống rộng nha mấy chị nha. Một cái quần ống rộng như này nè. Đẹp chưa, xinh chưa. Rồi sale luôn cho mấy chị bộ này 39 ngàn. Chia sẻ bài viết giùm em, nhắc lại chia sẻ bài viết giùm em, bên em mới chốt, cũng không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha mấy chị yêu nha. Giá này giá truy on à, giá là này giá truy on nên là chị chốt cho chị nào có chia sẻ bài viết thì bên em mới truy on cho mình được nha. Rồi mẫu này 39 ngàn luôn, bộ cái này em còn size số 1 thôi, sale luôn cho mấy chị 39 ngàn. Đấy, mẫu này comment giùm em mã ba lỗ đỏ nha mấy chị nha. Comment giùm em mã ba lỗ đỏ. Ba lỗ đỏ nguyên một set bao gồm một cái áo và một cái quần ống hơi, quần váy như thế này nè mấy chị. Xinh chưa, phía trên cái lưng của nó nè. Đấy, cưng cực kỳ. Em còn hai set cuối cùng, size này là tầm khoảng từ 10 cho đến khoảng 10-11kg mang vừa nha mấy chị nha. 12kg bé nào mớm cũng mang được luôn. Đấy, 10 cho đến 11-12kg gì đó là mang vừa. Rồi sale cho mấy chị luôn 39 ngàn. 39 ngàn, chị nào lấy ba lỗ đỏ comment với mẹ ba lỗ đỏ nha mấy chị nha. Rồi 10 cho đến khoảng 11-12kg, bé nào gầy gầy là 12kg mang vừa ba lỗ đỏ nè. Đó, chị nào lấy ba lỗ đỏ chút thì mẹ ba lỗ đỏ còn hai set cuối cùng. Rồi ba lỗ đỏ 10 cho đến 12kg mang vừa. Chị nào lấy ba lỗ đỏ chút thì mẹ ba lỗ đỏ nè. Chị Su Si ơi, em bây giờ em đang like thì mình canh mình chọn giùm em luôn nha chị ơi. Rồi chọn luôn trên like giúp em nha mấy chị nha. Chút xíu nhắn tin không còn hàng đâu, do mỗi mẫu như này em còn một hai bộ bán tri ân thôi. Rồi em còn một hai bộ bán tri ân nên là chốt luôn trên like giùm em, còn tắt like sẽ không còn hàng. Và cái thứ nhất, cái thứ hai là sẽ không được bán với giá yêu thương như này nha mấy chị yêu nha. Lưu ý giùm em luôn. Chốt ba lỗ đỏ cho chị Lê Ngọc Yến. Rồi ba lỗ đỏ chị Lê Ngọc Yến. Rồi một cái bộ quả cam này mấy chị, hàng này hàng của người lớn là họ bán tới 200 mấy chục ngàn một bộ này mấy chị. Đấy, nhà em bán cũng bé thôi nhưng mà bữa trước là em còn bán 70 mấy ngàn đó. Bữa nay còn một bộ cuối cùng rớt ra cho mấy chị, bán cho mấy chị luôn 39 ngàn. Đấy, quả cam 39 ngàn. Chốt ba lỗ số 1 cho chị Anna. Rồi ba lỗ số 1 chị Anna nè. Rồi cam 39 ngàn, chị nào lấy quả cam chú ý mẹ quả cam 39 ngàn nha mấy chị nha. Rồi size này cũng tầm từ 10 cho đến 10-11-12kg mang vừa nè. 10 cho đến 11-12kg, bí nào nhỏ nhỏ thì tầm 12kg vẫn mang vừa nha mấy chị nha. Bí nào ốm ốm thì 12kg mang vừa. 10 cho đến 12kg mang vừa nè. Quả cam này chị nào lấy cam chú ý mẹ cam 39 ngàn. Rồi cam 39 ngàn nha mấy chị nha. Chị nào lấy cam chốt cam 39. Dạ em ở thị trấn Diên Khánh Khánh Hòa chị ơi, em ở gần cầu Thành chợ Thành. Đó, chị nào mà muốn ở gần khu vực Diên Khánh thì muốn qua shop em lựa thì mấy chị cứ inbox cho em sẽ chạy đường mình vào shop nha mấy chị yêu nha. Đó. Rồi chị nào chưa có đơn thì lên là cái mã kèm số ký của bí và kèm số điện thoại em chốt đơn cho mình luôn nha. Rồi, em nhớ. Chốt xuất hàng 9kg cho chị Tài Hà. Rồi xuất hàng 9kg chị Tài Hà, em ok nè. Rồi bộ ốp em còn một bộ nè mấy chị ơi. Bộ ốp còn một bộ nè, chị nào lấy bộ ốp chú em mẹ bộ ốp nè. Đấy, bộ ốp còn một bộ cuối cùng luôn. Size này cũng tầm khoảng từ 10-11-12kg mang vừa. 11-12kg mang vừa 39 ngàn. Chị nào lấy bộ đen comment với em mẹ bộ đen nè. Chốt quả cam xinh lắm mấy chị ơi. Quả cam size số 1 cho chị Phan Trang.
Rồi chị Phan Trang nè, em ok nè. Đó, rồi chị nào lấy cái bộ đen comment cho em mã đen nha mấy chị yêu nha. Đen 39.000 còn bộ cuối cùng luôn. Đen 39.000 chị nào lấy đen chút em mã đen. Cái quần của nó ống hơi, ống suông mấy chị. Nãy em có hai bộ này nè. Đó, nãy em chốt rồi, bây giờ nó rớt ra một bộ sale luôn cho mấy chị luôn 39.000. Đó, chị nào lấy đen chút em mã đen 39.000 nha mấy chị yêu nha. Đen 39.000. Rồi em còn bộ đen size số 1 comment đen size 1 em chốt đơn cho mình nha mấy chị yêu ơi. Rồi có mình điên sai một là em chốt đơn, chị này chưa có số điện thoại lên số điện thoại em chốt đơn cho mình ạ. À, rồi cái áo này mấy chị, áo FF nè 39.000 luôn nha. Đấy, áo đen và áo đỏ, áo này em có hai màu đen và đỏ, chị nào lấy áo màu nào lên giùm em là áo kèm màu 39.000. Áo này là bé trai bé gái đang mặc được luôn đó, chữ Fendi FF nè. Chị nào lấy áo màu nào lên giùm em mã áo kèm màu nha mấy chị nha, 39.000 một cái luôn, áo kèm màu giúp em. Đấy, lấy áo màu nào lên giùm em mã áo kèm màu, em có hai màu, màu đen và màu đỏ 39.000. Chị nào lấy áo màu nào lên giùm em mã áo kèm màu nha mấy chị nha. Rồi áo kèm màu luôn giúp em 39.000. Rồi, rồi em thấy chị hình chung chỉ comment đen nhưng mà không có số ký chị ơi, comment số ký em còn size số 1 thôi. Lên giùm em số ký để nhân viên nhà em xác nhận thử là mình có nghe rõ số ký bên em đọc hay không nha mấy chị yêu nha. Chứ để mất công mấy chị chốt mà không nghe rõ là ngày mai về vẫn không có vừa. Rồi đó, em chốt đen size số 1 cho chị Anh nè, Anh nè. Rồi áo FF 39.000, áo 39, chị nào lấy áo áo FF comment cho em mã FF 39.000 nha mấy chị yêu nha. Rồi áo 39.000. Rồi em còn một cái váy này. Rồi em thấy tất cả các chị hết nhưng mà mình comment mã kèm ký kèm số điện thoại là em đọc cho mình liền. Rồi áo FF này chị tài hà một cái này. Rồi áo 39.000, chị nào lấy áo chú em mã áo 39.000. Rồi cái set đây mấy chị ơi, set này cung lắm nè, set này hiện tại shop em đang bán 89x nè, bữa nay xả luôn cho mấy chị 39.000 vì em còn một set cuối cùng. Em còn một set cuối cùng thôi, quần có hai túi hai bên cực kỳ sang chảnh và cực kỳ xịn sò nha mấy chị nha. Toàn bộ là hàng cao cấp, nói thật hôm nay luôn là toàn bộ là hàng cao cấp và hàng đẹp. Nhưng mà vì lý do là hôm nay là em truy ân lâu lắm rồi, từ Tết tới giờ em chưa truy ân cho mấy chị. Đó, nhưng một ngày đẹp trời, ngày mai em có việc nên em ốp nên ngày hôm nay em sẽ lấy lọc cho mấy chị yêu luôn. 39.000 mong mấy chị là nhớ chia sẻ giùm em. Đó, để hiển thị lên logo người chia sẻ 2-3 lần gì đó, để hiển thị lên logo người chia sẻ thì bên em mới chốt hàng. Còn chị nào không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha mấy chị yêu nha. Không, chị Thương Võ ơi, chị chưa chia sẻ bên em không chốt hàng được. Chị Người Quế chưa chia sẻ chưa chốt hàng được chị yêu ơi. Đấy, chưa chia sẻ chưa chốt hàng được nha. Chị Lê Ngọc Yến chưa chia sẻ bên em chưa chốt hàng được luôn. Đấy, rồi đợi em một xíu nha mấy chị nha. Rồi bộ này comment cho em mã cô gái mấy chị. Rồi chị nào lấy mã cô gái comment cho em mã cô gái này cưng lắm luôn. Cái này còn một bộ, size này cũng tầm khoảng 10-11 ký mang vừa. 10-11 ký mang vừa, comment cho em mã cô gái nha mấy chị nha. Quần có hai túi hai bên nè. Đấy, không ở đâu bán bộ này 39.000 luôn, cam kết với mấy chị luôn vì bộ này là em lấy vô cũng đã 6x rồi. Đó, bữa nay em sale cho mấy chị 39.000 còn bộ cuối cùng thôi. Rồi em chốt FF cho chị Tài Hà đen 9. Em chốt FF cho chị My đỏ 15. Rồi bộ cô gái nè, rồi áo này nè mấy chị, áo này áo hàng cao cấp nha mấy chị nha, áo này áo hàng cao cấp. Rồi, áo này là 89x em bán đợt Tết vừa rồi nè, em còn một cái cuối cùng sale luôn cho mấy chị luôn 39.000. Rồi áo xanh 39, chị nào lấy áo xanh chú em mã áo xanh 39.000, size này là cho bé tầm khoảng 16-17 ký mang vừa. Em chốt size đỏ cho chị Anh nè, Anh nè. Rồi 16-17 ký mang vừa nè, chị nào lấy áo thì áo xanh comment cho em mã áo xanh nha mấy chị nha. Áo xanh 16-17 ký mang vừa nè 39.000 mã áo xanh. Lấy áo xanh comment nhanh giùm em mã áo xanh 39.000. Rồi áo xanh 39.000 này, chị nào lấy áo xanh chú em mã áo xanh 39.000. Rồi áo xanh 39.000 nha mấy chị yêu nha. Rồi em có một cái áo trắng này, kiểu nó hơi hip hop như thế này, bé trai bé gái đều mang được luôn. Đấy, kiểu nó hơi hip hop như thế này nha. Size này tầm khoảng 23-24 ký mang vừa nè. 23-24 ký mang vừa, áo trắng 39, chị nào lấy trắng chú em mã trắng 39.000, đẹp lắm mấy chị. Toàn bộ áo này là áo hàng Quảng Châu nha mấy chị nha. Đấy, toàn bộ áo này hàng tim mạc nè, xinh chưa? Đấy, hàng Việt Nam nói thật một câu không bao giờ có giá như thế này luôn mấy chị. 39.000 hàng Quảng Châu nè. Đó, tim mạc đầy đủ hàng Quảng Châu. Rồi áo trắng 39.000, size tầm 23-24 ký mang vừa, chị nào lấy áo trắng chốt áo trắng giùm em. Cô gái em chốt cho chị Anh nè rồi nha chị yêu ơi. Em chốt áo xanh cho chị Chi Tây. Rồi áo xanh cho chị Chi Tây nè, em ok chị Chi Tây nè. Rồi cái này của chị nào đây, trời ơi giữ hàng lâu lắm rồi đó, khách quen nè mấy chị ơi. Đấy khách quen kêu em giữ hàng, vì giữ hàng từ hồi Tết tới giờ là tính ra là 4 tháng rồi mấy chị. Đấy dọn lắm luôn đó nè. Bên em là không giữ hàng nữa nha mấy chị yêu nha. Khách quen khách lạ giờ bên em nói trước một câu, đó, được làm trước mắt làm sau. Giữ hàng của khách quen rồi mấy chị, từ Tết tới giờ là 4 tháng rồi mà không nhận hàng giúp em nè. Đấy bữa nay em phải đem ra xẻ như thế này luôn nè. Đấy thật sự không, chịu nổi không? Đó rồi là em không thấy giữ chị hàng với mấy chị yêu nha. Nha chị ơi.
cứ comment là mã kèm số ký kèm số điện thoại về có chia sẻ bài lên sẽ đọc tên mình ngay luôn nha. Rồi bộ quả chuối nè mấy chị ơi, chuối xẻ luôn cho mấy chị là 39.000 luôn nha mấy chị nha. Chị nào lấy chuối chúc em mã chuối 39.000. Rồi chuối 39.000 cái size này là tầm khoảng 9-10 ký mang vừa. Rồi 9-10 ký mang vừa quả chuối nè, chị nào lấy chuối chúc em mã chuối 39.000. Đấy, chuối 39.000 nha mấy chị nha. Hàng trong túi như thế này nè mấy chị. Đấy, hàng trong túi như thế này luôn. Rồi 39.000 quả chuối 9-10 ký mang vừa nè. 9-10 ký mang vừa chuối 39.000. Chị nào lấy chuối chúc em mã chuối 39. Rồi chuối 39.000 mấy chị ơi, chị nào lấy chuối chúc em mã chuối nè. Rồi cái này là mã cá mập nè. Đấy, còn hai bộ này rớt ra của khách này giữ đơn nè. Đấy, rồi cá mập 39.000, chị nào lấy cá mập chúc em mã cá mập 39.000. Rồi cá mập 39.000 90 ký mang vừa. 90 ký mang vừa này, cá mập này, chị nào lấy cá mập chút cá mập 90 ký mang vừa nè. Đấy, cá mập luôn, chị nào lấy cá mập chút nha giùm em mã cá mập nha mấy chị yêu nha. Cá mập 39.000. Em còn chuối 90 ký, chị nào comment chuối cộng số ký kèm số điện thoại chốt đơn cho mình nha, về có chia sẻ bài ạ. À. Đó, rồi cái này là một cái váy suông cho bé nè mấy chị, một cái váy suông cho bé gái nè. Váy suông này là size tầm khoảng 22 23 ký. 20 nếu mà bé nào coi cao cao là tầm 22 ký, còn bé nào mà tròn tròn là tầm 23 24 ký gì đó là mang vừa nha mấy chị nha. Tầm độ là tầm 22 cho đến khoảng 26 27 ký mang vừa cái váy suông này. Sẽ luôn cho mấy chị váy suông 39.000 nè. Đó, váy suông hàng 8X nè mấy chị, hàng size đại nè, bữa nay em sẽ luôn cho mấy chị 39.000. Rồi váy suông chị nào lấy váy suông với mẹ váy suông này mấy chị. Ấy váy suông cho bé bọn nhà bao xinh luôn chị, hàng Quảng Châu nha, rất đẹp luôn, hàng 8X nhà em nè. Đó, sẽ luôn cho mấy chị 39.000 từ 22 ký cho đến khoảng 26 27 ký gì đó là mang vừa. Áo trắng chị Dung không vừa nha chị ơi, 23 ký không vừa. Em chốt chuối cho chị Thanh Châu, chốt cá mập cho chị Hoàng Nữ Ngọc Ngân. Rồi. Rồi một cái set váy riêng luôn mấy chị ơi, một cái set váy riêng nè. Đó, một cái set váy riêng này được xẻ luôn cho mấy chị luôn 39.000 set váy này, chị nào lấy váy riêng comment cho em mã váy riêng. Cái này là mình mặc ở trong và kèm cho mình một cái váy riêng ở phía ngoài như thế này nha mấy chị yêu nha. Đấy, nguyên một set như thế này xẻ luôn cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy váy riêng chú em mã váy riêng 39.000 nè. Đấy, váy riêng 39.000, cố gắng cho em số điện thoại đúng nha mấy chị nha. Chứ để cho số điện thoại sai là ngày mai. Đó, một bữa live như thế này có ít nhất là 3-4 chị đó cho em số điện thoại sai bên em không gọi được. Đó, nên là cho số điện thoại nhớ là kiểm tra lại giùm em coi thử nó có đúng số điện thoại cho chưa nha. Đấy, rồi một cái váy riêng 39.000, chị nào lấy váy riêng chốt váy riêng, à em quên báo số ký. Váy riêng này tầm khoảng 15-16 ký, 10-15 khoảng 16-17 ký mang vừa. 16-17 ký mang vừa set váy riêng này. Đó, một cái váy suông ở phía trong như thế này và kèm ở một cái set váy ở ngoài như thế này luôn. 39.000 xẻ luôn cho mấy chị luôn. Váy riêng 39.000. Rồi lấy váy riêng comment nhanh giùm em mã váy riêng nha mấy chị yêu nha. Váy riêng 39.000. Rồi váy riêng 39.000 nè. Rồi em lên mẫu tiếp theo cho mấy chị luôn là một cái áo siêu hot như thế này. Đấy, một cái áo Kenzo siêu hot hit như thế này, mẹ nào cũng săn đón cái áo này luôn. Rồi áo Kenzo 39.000, chị nào lấy áo Kenzo comment dây mã áo Kenzo này mấy chị. 39.000 nha mấy chị nha, biết trai biết gái đều mang được luôn. Rồi váy riêng là 14 kg, chị nào comment váy riêng 14 kg em chốt đơn cho mình nha. Hai cái, còn một cái nữa kìa. Đâu, còn một cái nữa. Đây này, còn đủ size. Rồi comment số ký lên em mới chốt đơn cho mình được ạ. À, váy riêng em còn hai cái này, chị nào comment số ký em sẽ đỡ hàng nha mấy chị nha. Váy riêng em còn hai cái. Đấy, lên giùm em số ký để bên em xác nhận lại là mình để mình biết nha mình bao nhiêu ký để bên em gửi hàng cho nó chính xác nha mấy chị nha, chứ để gửi hàng sai về mấy chị không mặc được. Đó, rồi gửi trả lại cho em cũng tội nghiệp em tốn tiền ship nha. Đấy, cứ lên số ký để bên em canh sai cho mình. Rồi áo Kenzo 39.000, áo 39, chị nào là áo 39 chú em mã áo Kenzo 39.000 nè. Size cho biết tầm khoảng 10 giờ. Cái áo này tầm khoảng 17, 18 kg đổ lại là mang vừa. 18 kg đổ lại mang vừa nha mấy chị nha. Từ 8 cho đến 18 kg mang vừa. Chị nào lấy áo chú em mã áo Kenzo 39.000. Rồi áo Kenzo 39.000 này, chị nào lấy áo chú em mã áo nè. Đó, lên giùm em là kèm số ký và kèm số điện thoại. Đấy, chị Trâm Ngọc ơi, chị chưa chia sẻ bên em chưa chốt hàng được nàng ơi. Chị Trâm Ngọc ơi chưa chia sẻ chưa chốt hàng được nha chị yêu nha. Chị Dung Phan chưa chia sẻ bên em chưa chốt hàng được luôn. Đấy, chưa chia sẻ bên em chưa chốt hàng được, nhớ là phải chia sẻ giùm em thì bên em mới chốt, còn không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha chị yêu nha. Đấy, không chia sẻ bên em không chốt hàng được. Rồi áo 39.000 xẻ luôn cho mấy chị luôn, size tầm từ 8 cho đến khoảng 18 kg mang vừa đây này, chốt áo nè. Chốt váy riêng 17 cho chị Chi Lê. Rồi váy riêng 17 kg chị Chi Lê nè. Đấy. Rồi chị nào lấy áo comment cho em mã áo nha mấy chị nha. Bộ nội sau lưng em là giá là 55.000 một bộ chị ơi. Bộ nội 55.000, chị nào muốn lấy bộ nội comment cho em mã bộ nội. Đó, nội đó thị trường người ta đang bán 70.000 nhưng mà nhà em bán cho mấy chị giá rất là yêu thương luôn. Giá chỉ có 55.000 một bộ thôi.
Đấy, nhưng mà em chưa like được, đầu like em sẽ like cái hàng 39.000 trước, nên là mấy chị đợi em xíu em mới like được cái hàng đó nha. Rồi áo Kenzo 39.000 một cái, chị nào lấy áo Kenzo comment cho em áo Kenzo 39.000. Bé trai bé gái đều mang được cái áo này, nó có áo gia đình nữa nè mấy chị ạ. Đấy, áo này là áo gia đình đó, cái chữ đây rất là hot luôn, đặc biệt mặc vô thấy cưng rồi, cái chữ đây không hiểu sao mà mặc Trâm Ngọc chưa sang. Chia sẻ không chốt luôn được cho mình nha. Rồi chị Trâm Ngọc ơi, chưa chia sẻ không chốt hàng được, chị nào chưa chia sẻ bên đấy. Em không chốt hàng lưu ý giùm em nha mấy chị yêu nha. Đấy, phải chia sẻ giùm em. Cô gái em hết rồi chị ơi. Rồi chị Phi Phi ơi, đơn của chị em gửi hàng rồi á chị à. Những chị mà đã ok là bên em đều gửi hàng hết rồi. Thì mình muốn lựa thì mình cố gắng mình lựa đủ đơn để hôm nay em gửi đơn sau nha chị nha. Chứ còn đơn trước là cứ ok là bên em gửi hàng hết rồi. Đấy nha mấy chị lưu ý giùm em cái đó nha. Cứ mấy chị ok là hàng là đi liền luôn trong lúc đó luôn rồi. Rồi áo Kenzo 39.000, chị nào lấy áo nữa comment nhanh giùm em áo Kenzo 39. Rồi áo Kenzo 39 em sẽ lên tiếp cho mấy chị một cái áo này. Rồi cái áo này phải nói là đỉnh của đỉnh luôn mấy chị ơi, đỉnh của đỉnh luôn nha mấy chị yêu nha. Ai nhưng mà cái áo này form nó hơi to một xíu, để em coi thử là size số mấy đây. Áo Kenzo còn kìa, nếu mà ấy nữa em thiếu em lấy thêm cho. Đọc đi. Rồi đây đưa em đọc tên chốt hàng áo Kenzo nè. Đấy rồi cho chị Thanh Châu 20kg một cái áo này em ok nè. Chị Thanh Châu này, chị Thuy Nguyễn 12kg em ok nè. Rồi chị Trúc Dương 13kg em ok. Chị Trúc Dương, chị Linh Phan 8kg em ok. Chị Linh Phan này, chị Chi Tây 18kg ok. Chị Như Nguyễn 16kg em ok nha. Rồi những chị đọc tên là có đơn, chị nào muốn lấy nữa comment giùm em. 39.000 một cái thôi mấy chị ơi. Ngày hôm nay là đồng giá 39.000. Đó, ngày hôm nay duy nhất một ngày hôm nay thôi đồng giá 39.000. Đấy, nên là qua ngày mai cái nhiều khi em bán cái giá khác thì đừng có kiện cáo em nha mấy chị yêu nha, tội nghiệp nha. Giá này em chỉ lâu lâu em mới chi on cho mấy chị, nên là cố gắng là ngày nào bên em chi on mình cố gắng mình mua cho nó đủ đơn để bên em đi hàng nha mấy chị yêu chốt nha. Chốt Kenzo 16 chị Dương Đức Cẩm Thúy, Kenzo 14 chị Trinh Tú. Rồi ok này, chị nào lấy áo Kenzo nó comment nhanh tay và thật là nhiệt tình cho em luôn nha mấy chị yêu nha. Thật là nhanh tay và thật là nhiệt tình để em chuẩn bị em qua mẫu mới cho mấy chị luôn. Ở hàng hôm nay 39.000 rất là nhiều, nên là cố gắng comment nhanh tay để rồi chị Như Nguyễn có Kenzo nha. Rồi chị Chi Tây có Kenzo rồi nha. Chị Hồng Loan Nguyễn chưa chia sẻ bài em không chốt đơn được cho mình ạ. Chị Trâm Ngọc chưa chia sẻ bài em không chốt đơn được nha. Rồi những cái bộ sau lưng em 19 cưới thì tùy mẫu chị ơi, có đồ thể thao thì vừa chứ còn mà mấy mẫu kia thì không vừa nha chị yêu nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo là cái này là áo con hạt, mấy chị cũng bé trai bé gái mang được luôn. Rồi áo hình con hạt nè. Đấy, đẹp không, cái áo nó lạ lắm mấy chị, cái áo này nó lạ cực kỳ, mấy chị có thể phối với cái yếm nè. Đấy, em sẽ lên hai màu luôn cho mấy chị luôn. Đây nha, em móc một cái yếm nè. Rồi chị Thanh Châu có Kenzo một cái rồi nha. Đấy, chị Trinh Tú có Kenzo nha. Cái này là mấy chị mua để dành có dịp đi đâu mặc với yếm với đồ hay mặc với quần sọt quần đồ đều đẹp luôn. Rồi mẫu áo con hạt này em cũng tương tự như vậy, em cũng có hai màu. Ngày duy nhất ngày hôm nay tri ân mấy chị tốt nhất lên lấy hai màu về cho bé mang, chỉ có 39.000 thôi. Đấy, chỉ có 39.000 thôi, mấy chị có hai màu, màu đen với lại màu trắng. Chị nào thích lấy màu nào comment giùm em là kèm màu luôn. Đấy, mua về mặc với quần sọt quần đồ rất là cưng, là cái thứ nhất. Cái thứ hai, cái hình này nó lạ nữa mấy chị. Đó, quan trọng cái giống như cái tâm lý của em, em cũng nghĩ là mấy chị cũng giống em thôi. Mặt thứ nhất là nó lạ, nó không đụng hàng. Thứ hai nhìn vô nó sang. Đấy, chứ không phải giống như hình chuột, hình mèo, hình ấy đồ ngồi chợ nó bán là nhìn vô là thấy sale, thấy nó rẻ tiền. Đó, nhưng mà thật sự cái áo này mấy chị nhìn vô thấy nó sang rồi, nó lạ rồi, không ở đâu bán hết. Đó, 39.000 một cái áo hình con hạt. Em có hai màu, một trắng với màu đen. Chị nào muốn lấy màu nào lên giùm em là kèm màu, cái chị nào lấy trắng em lấy ri màu trắng xuống luôn cho chị chốt nha. Đấy, hai màu trắng và màu đen rồi em sẽ lấy luôn cái ri màu trắng xuống cho nhân viên chốt hàng luôn. Thôi, rồi chú lên nhiệt tình giùm em nha mấy chị yêu nha. Chị nào comment hạt trắng hoặc hạt đen kèm số ký về kèm số điện thoại là em chốt đơn cộng theo có chia sẻ bài nha mấy chị. Rồi chị chốt thì chị nào có chia sẻ thôi, chị nào không chia sẻ không chốt. Ở nhà em về một lần là cả chồng như thế này nè mấy chị. Đấy, em bán còn hết rồi, còn ở nhiêu đây nên em sẽ lấy ra em tri ân cho mấy chị luôn. Đấy, lô này là phải nói là bao cơm luôn mấy chị, em về rất là nhiều áo lẻ luôn mà từ buổi giờ em chưa like thật sự luôn, em không có thời gian, với lại em lười like mấy cái này, nó lâu lâu em mới like thôi. 39.000 một cái không đâu bán mấy nàng ơi, cố gắng mua về cho bé mặc với quần sọt quần đồ để dành đó, để dành thời buổi đi học đi đồ ông cưng. Cái hình này mấy chị đi chợ nhiều khi nó bán cái hình nhìn nó quê lắm mấy chị, thật sự em cũng không thích mua đồ ở chợ vì cái hàng đó là hàng xưởng Việt Nam mấy chị ạ. Họ lên nhìn vô là thấy không thấy sang, không thấy đẹp. Đấy, nhà em là phải sang, phải đẹp, phải lạ, mặc vô phải không giống ai, nhìn vô thấy sang, thấy chảnh rồi. Thấy sang chảnh cuộc đời, có 39.000 thôi, đâu ai ngờ mình mua cái áo có 39.000 mấy chị. Hai màu trắng và đen, cố gắng chốt luôn hai màu để cho nhân viên em làm cho nó nhanh nha mấy chị nha. Cho một cục đen. Rồi cho một cục đen thấy em ok nè. Rồi đen cũng chắc cũng gần hết rồi nè, đây nè. Rồi chị này chốt hạt đen hoặc là hạt trắng em chốt đơn cho mình cộng số ký về số điện thoại ạ. À. Rồi lên đầy đủ cú pháp giùm em để nhân viên nhà em chốt đơn nha mấy chị yêu nha. Có hai màu, hạt màu đen và hạt màu trắng. Đấy, lên nhanh giùm em luôn nha để em chuẩn bị qua mẫu nè.
cưng lắm đó chị ơi. Mặc cái quần sọt á, cái em hết quần sọt với gái rồi chứ không em phối cho mấy chị xem. Đấy, mẫu này trai gái đều mang được nha mấy chị nha, trai gái đặc biệt cơ. Này mà nếu mà nó không có áo gia đình, chứ có áo gia đình em cũng lấy một cái em mang rồi. Nhìn cái hình nó lạ nữa, cái hình con hạc nó lạ lắm mấy chị đây nè. Đấy, nó hơi phản phản quen như thế này, nhìn nó lạ cực kỳ luôn. 39.000 luôn, xẻ luôn cho mấy chị luôn. Rồi chị nào lấy nhanh tay nha. Rồi em sẽ ngừng lại một thời gian để em chốt hàng nha mấy chị nha. Em bắt đầu đọc tên chốt đơn luôn. Chị nào lấy áo hạt màu nào lên giùm em, mã áo hạt kèm màu luôn 39.000. Duy nhất ngày hôm nay sẽ đồng giá 39.000 nha. Đó nên là cố gắng mình mua đó để mình đi hàng nha. Rồi với chị Thanh Châu 13 kg màu trắng em ok. Chị Thanh Châu của hàng màu trắng 13 kg em ok. Rồi tiếp theo là cho chị Chi Tây 18 kg màu trắng em ok. Chị Chi Tây 18 kg màu trắng nè. Rồi chị Tài Hà này 9 kg màu đen nè. Ok chị Tài Hà, chị nào chưa chia sẻ cố gắng chia sẻ để nhân viên em họ mới chốt đơn cho mình nha, lưu ý giùm em luôn. Đấy. Rồi chị Lê Phương Thanh nè. Chị Lê Phương Thanh 9 kg này màu đen nè. Ok chị Lê Phương Thanh, cố gắng lựa giùm em hai sản phẩm để bên em đi hàng nha mấy chị nha. Ở quên, cố gắng lựa giùm em đơn 100.000 bên em mới đi hàng cho mình được. Đấy, còn dưới 100.000 là bên em mặc nhiên là sẽ xả đơn của mình. Đó nên là cố gắng lựa giùm em 100.000 nha. Rồi chị Võ Ngân Giang nè, màu đen 11 kg. Ok chị Võ Ngân Giang. Rồi cho chị Trà Chanh nè, 17 kg nè, màu trắng nè. Ok chị Trà Chanh. Rồi chị nào lấy nữa thì nhanh tay nha mấy chị nha. Rồi chị Phạm Diễm ơi, mình chia sẻ bài giùm em nha. Rồi chế Phạm Diễm ơi, yêu thương em, chia sẻ giùm em mới bán cho mấy chị giá yêu thương như thế này. Cứ mấy chị yêu thương em, mấy chị chia sẻ giùm em thì em cũng sẽ yêu thương lại mấy chị và sẽ bán cho mấy chị giá rất là rẻ luôn. Thật sự mỗi cái như này là em đang bán lỗ cho mấy chị nè. Đấy, ngồi đây hôm nay xác định là ngày hôm nay sẽ bán lỗ cho mấy chị nè. À, tại vì ngày mai là thật sự là em có việc em đi công để lấy lọc. Nên ngày hôm nay em sẽ ngồi đây em sẽ bán cho mấy chị để lấy lọc của mấy chị thôi, chứ còn mà không lời lãi gì mấy chị. Đó, mấy chị nghĩ một cái áo như này 39.000 ở đâu mà có. Đấy, nội xưởng là tiền vải này, tiền may, tiền ấy, và hàng này là hàng Quảng Châu nha mấy chị yêu nha. Đấy, ở đâu mà có một cái áo này 39.000, xẻ luôn cho mấy chị luôn. Cố gắng là chia sẻ giùm em nha mấy chị yêu nha. Rồi cho chị Phạm Diễm 16 kg nè. Đấy, nàng chị Phạm Diễm là lâu lắm thấy chị Phạm Diễm mua đồ nè. Rồi chia sẻ nhiệt tình giùm em sẽ lấy mẫu tiếp theo để lên cho mấy chị. Nhiều mẫu lắm mấy chị, chủ yếu là có thời gian để xem em livestream hay không thôi. Rồi cho chị Nghiêm Duyên hả? Nghiêm gì? Nghiêm Nguyễn. À, Nghiêm Nguyễn này, cho chị Nghiêm Nguyễn này 10 kg là màu đen nè. Ok chị Nghiêm Nguyễn này 10 kg màu đen. À, rồi ok chị nha. Rồi cho chị Lâm Vĩnh nè 10 kg màu đen nè. Ok chị Lâm Vĩnh này có hai màu đen và trắng, mấy chị muốn lấy màu nào cứ lấy nha mấy chị nha. Màu trắng về mặc với yếm với đồ cũng cưng nữa nè. Đấy, mặc màu trắng mặc với yếm với đồ cũng cưng luôn, màu nào cũng đẹp hết mấy chị. Trai gái đều mang được luôn, trai gái đều mang được. Đấy, xíu nữa em chuẩn bị qua mẫu khác xong tí nên em sẽ quay lại cái áo lẻ như này, mẫu hình con khủng long mấy chị. Hình con khủng long nha mấy chị nha, cũng xảy cho mấy chị 39.000 luôn, nên là em báo trước để chị nào mà có bé trai thì mình cố gắng mình đợi thêm xíu nữa sẽ lên luôn cái hình con khủng long. Đấy, khủng long là hầu như bé trai những cái bé trai đa số là đều thích cái hình con khủng long hết mấy chị, nên đợi em xíu xíu sẽ lên luôn nha. Rồi với chị Như Nguyễn này màu trắng 13 kg. Ok chị Như Nguyễn nè. Rồi chị Tiên Nguyễn là 16 kg màu đen nè. Ok chị Tiên Nguyễn nè. Rồi chị Ngọc Trâm 22 kg có đơn luôn nha chị yêu nha. Rồi chị Ngọc Trâm có đơn luôn. Rồi chị nào muốn lấy nữa thì nhanh tay để chuẩn bị em qua mẫu nè. Chị Tô Hiệp ơi, mình lên sao số điện thoại không chốt đơn được cho mình nha. Chị Thanh Thư ơi, lên số điện thoại giùm em ạ. Rồi chị Thanh Thư lên số điện thoại cùng chị Tô Hiệp kiểm tra lại số điện thoại giùm em. Hiện tại số điện thoại bị sai, bên em không chốt đơn được nha mấy chị yêu nha. Ấy, kiểm tra lại số điện thoại để ngày mai em gọi điện chốt đơn, chứ để mẫu đẹp như này mà mấy chị giá rẻ như này mà mấy chị cho sai số điện thoại gọi không được là cứ gọi không được là bên em sẽ xả đơn, là cái thứ nhất cứ thuê bao là chắc chắn là xả rồi, cái thứ hai là gọi không nghe máy chừng hai lần là bên em cũng xả đơn. Ấy, thật sự luôn. Bên em là khi mà gọi điện đều để lại một cái tin nhắn cho mấy chị, hoặc là trong Facebook hoặc là tin nhắn trên điện thoại đều để lại là ví dụ như chị ơi gì đó bên shop em gọi chị không được, là bên em đều là để lại tin nhắn đó. Ví dụ như lúc đó mấy chị đang có việc gì đó không nghe máy được thì khi mà nhận được tin nhắn của em, mấy chị cố gắng phản hồi lại để bên em biết là mình mong muốn nhận hàng nha mấy chị nha, chứ để mà ấy là bên em sẽ đơn hết của mình đó. Rồi màu trắng đen chị nào lấy nữa em qua mẫu nha, em qua mẫu nhanh luôn. Rồi em chốt đen cho chị Thảo My 15, chốt trắng cho chị Hoàng Nữ Ngọc Ngon 12. Rồi ok rồi đây. Rồi em sẽ qua mẫu nè, chị nào lấy nữa thì thật là nhanh tay và thật là nhiệt tình giùm em luôn. Em chốt đơn nha mấy chị yêu nha. Rồi em chốt. Có một cái yếm nè, em chốt sẽ lên trắng hàng sẽ lấy size nè. Trắng 14 chị Tô Hiệp. Rồi trắng 14 chị Tô Hiệp. Rồi em có một cái yếm này là size tầm 12-13 kg mang vừa nè mấy chị, xẻ luôn cho mấy chị 39.000 nguyên một cái set yếm như thế này. Đấy, bao gồm cho mình một cái áo sọc ở phía trong và một cái yếm ở phía ngoài như thế này nha. Rồi yếm 39.000, chị nào lấy yếm cho em mẹ yếm 39.000. Yếm này tầm 12-13 kg đó là mang vừa nè. Rồi em chốt đi 15 cho chị Thanh Thư ghi lấy. Rồi Thanh Thư ghi lấy. Ồ chị Thanh Thư như còn đơn.
cô chị hình như là có chị Thanh Thương nào kêu ghé là ngày hôm nay ghé hay sao đó, thì cố gắng ghé sớm giùm em. Chị nào mà ở khu vực Diên Khánh thì nói ghé thì cố gắng ghé sớm, bên em sẽ giữ đơn nha mấy chị, là tầm 3 đến 4 ngày. Đấy, sau thời gian đó mình xin phép là xả đơn chứ bên em không giữ đơn lâu được nha mấy chị nha. Đấy, em vừa giữ một cái đơn cho cái chị kia. Chị Linh Phan em chốt đơn cho mình rồi. Em vừa giữ đơn cho chị kia từ hồi Tết tới giờ tính ra 4 tháng rồi, khách quen cực kỳ quen luôn mà giờ không ghé lấy phải xả ra nè. Đấy, giận lắm luôn. Rồi cái yếm này chị nào lấy yếm giúp em mà yếm này nha mấy chị nha, 12-13 kg mang vừa. Chị nào lấy yếm giúp yếm 39.000 nguyên set như này, gồm một cái áo một cái yếm luôn 39.000. Rồi lấy yếm giúp yếm nè, rồi lấy yếm giúp yếm giùm em nha mấy chị nha. Rồi có một số chị không chia sẻ bài, em không chốt đơn được nên mình em có thấy nhưng mà em không chốt đơn được cho mình nha, nên cố gắng chia sẻ bài giùm em ạ. Rồi chia sẻ giùm em khách quen rồi chị ghi lấy không à? Dạ vâng, rồi đúng rồi chị Thanh Thương, bên em đang bán đa số khách quen thôi chị, đa số khách quen tại vì cũng bán ở khu vực Diên Khánh nhiều á. Chị nào mà ở khu vực Diên Khánh mà muốn chị nào mà mới mua em lần đầu muốn qua ghé shop em thì cứ inbox cho em sẽ chỉ đường nha. Rồi em có một cái áo sơ mi 39.000 luôn, chị nói sơ mi chút sơ mi 39.000, cái này tầm 14-15 kg mang vừa, 14-15 kg mang vừa, sơ mi 39.000 lấy sơ mi chút em mã sơ mi không, cái này tầm 13-14 kg mang vừa nè, 39.000. Rồi lấy sơ mi chút em mã sơ mi nha, sơ mi 13-14 kg mang vừa. Chú yếm 12 cho chị Tiên Nguyễn. Rồi yếm 12 cho chị Tiên Nguyễn nè, ok. Rồi sơ mi 39.000 chị nói lấy sơ mi chút sơ mi. Trời, cái bộ đây bữa trước mấy chị biết em bán bao nhiêu mấy chị ơi. Đấy, thật sự cái mẫu đây đáng lẽ là em không ngồi đây em bán, nhưng mà vì lý do em ngồi đây em xả bơm luôn mấy chị ơi. Đấy, em xả bơm em đốt vía luôn nên là ngồi đây em mới xả cho mấy chị cái bộ này. Thật sự cái bộ đây bộ hàng cao cấp mấy chị, bộ hàng Quảng Châu, không bao giờ có giá như thế này, nhưng mà em giận quá em ngồi đây em xả bơm cho mấy chị luôn. Đấy, 39.000 luôn cho nó máu luôn nè, em có hai màu trắng và màu đen luôn, làm luôn cho nó máu nè. Đó, trời ơi. Rồi cơ mình là FF đen hoặc là FF trắng giùm em đi. Rồi chị đang nhận được cái bộ này lời lắm luôn, nhớ cho em một cái phản hồi và nhớ là thả tim giùm em nha mấy chị nha. Nhớ là vào thả tim nhắn cho em một lúc like và nhớ chia sẻ giùm em. Đấy, nhớ chia sẻ. Rồi chị nào lấy mã đây nhớ comment giùm em mã Trion mấy chị. Rồi comment giùm em mã Trion luôn mấy chị ơi, Trion nha. Rồi size này tầm 10 Rồi cái này tầm 13-14 kg mang vừa. 13-14 kg mang vừa, có hai màu trắng và màu đen này mấy chị, 39.000 ở đâu bán mấy chị ơi, sang chưa, đẹp chưa, chữ FF là thêu luôn nha mấy chị nhá. Thêu luôn, toàn bộ là hàng Quảng Châu, hàng cao cấp nha em, mà nó bị xả bơm nè. Đấy, vừa xả bơm xong này 39.000, chị nào lấy cái FF màu nào lên giùm em mã FF kèm màu. FF kèm màu luôn giùm em, màu trắng và màu đen nè. Rồi cái bộ đây là size số 2, bộ đây thì nhỏ hơn, bộ này là tầm 90 kg mang vừa. Rồi bộ màu trắng là 90 kg mang vừa này, trắng thì 90 kg và đen thì tầm 13-14 kg nha mấy chị nhá. Trắng là 90 kg và đen là 13-14 kg giùm em. Đấy, còn hai bộ, bộ này size số 2 39.000 luôn, xẻ luôn cho mấy chị luôn cho nó máu nè. Rồi comment giùm em mã chuy on trắng hoặc là chuy on màu đen. Chuy on màu trắng hoặc là chuy on màu đen, chia sẻ giùm em, nhóm cho em một nút like, em sẽ chốt cho chị đó nha. Bộ này rất là đẹp luôn, bộ hàng cao cấp. Rồi chị này chưa theo dõi trang fanpage nhà em thì nhanh tay theo dõi trang fanpage nhà em để em chốt đơn mẫu này cho mình. Em thấy chị nào nhấn theo dõi thì em sẽ chốt đơn hai bộ này đen và trắng nha. Em chốt áo kim vô trắng cho chị Trâm Ngọc là 14. Rồi Trâm Ngọc 14 kg là ok nè. Rồi bộ FF đó là bộ cao cấp, chị nào chốt được bộ đó là sướng luôn mấy chị ơi. Ngày hôm nay là sướng tê luôn mấy chị. Đó, thật sự luôn, bộ đó là bao đẹp luôn. Em còn hai bộ màu trắng là size số 2 là tầm 90 kg và size màu đen là size số 5 là tầm 13-14 kg là mang vừa. Rồi chị nào lấy comment giùm em nha. Đó, rồi một cái áo mấy chị, đây hàng Quảng Châu luôn nè. Đó, đa số đợt trước mà đợt chưa dịch đó mấy chị. Đó, chị nào mà hay theo dõi hàng nhà em thì biết đợt trước mà chưa dịch là 95% hàng nhà em bán là toàn là hàng Quảng Châu. Đấy, vì hàng Quảng Châu nó đẹp lắm chị, thật sự nó giá nó mềm mà nó đẹp vải, nó đẹp cực kỳ luôn. Nhưng mà từ đợt dịch tới giờ thì em cũng hạn chế, nói chung hàng nào mà nó ok thì em mới lấy luôn. Đó, đẹp chưa? Đấy, áo này nha mấy chị nha, còn vài cái cuối cùng, đặc biệt cái này là cái gì rubble hay cái gì trong đội chó cứu hộ này mấy chị ạ. Rồi cái chàng gì nè, em chốt áo FF, bộ FF đen cho chị My Lê, em chốt FF trắng cho chị Lê Phương Thanh 9 kg. Rồi ok nè, những chị mà mua hàng thì mình nhờ mua hàng văn minh lịch sự cho mấy chị nha, đặt hàng chắc chắn nhận hàng giúp em nha. Đó thì hôm sau em mới bán được, chứ còn mà mình cứ hay xả đơn với lại gọi điện không nghe máy là lần sau em sẽ không bán hàng được cho mình. Rồi cái áo kia quên, cái áo hình con chó cứu hộ này mấy chị, ấy bé nhỏ nào cũng thích luôn, bé trai bé gái đời mang được nha, 39.000 áo hàng Quảng Châu. Rồi áo hình con chó nha, áo chó, chị nào lấy áo chó comment cho em mã áo con chó nè. Đấy, trong phim một hình đội chó cứu hộ, cái anh chàng này là anh chàng cứu hỏa mấy chị, anh chàng cứu hỏa đó, rất là đẹp luôn. 39.000 rồi, cái size tầm khoảng 14 kg đổ lại là mang vừa, 14 size nhỏ nhất là tầm từ 8-9 kg cho đến 14 kg nha. Rồi chị nào lấy áo chó comment cho em mã áo chó nè. Trong phim một hình đội chó cứu hộ thì mấy bé hay coi, mấy bé nhỏ hay coi rất là thích luôn. Đấy, anh chàng cứu hỏa.
Rồi 39.000, chị nào lấy áo comment cho em mã áo. Rồi em qua mẫu tiếp theo là cái áo ba lỗ. Em sẽ lên mẫu tiếp theo cho mấy chị là cái áo ba lỗ nha. Rồi em ép hết rồi mấy chị ơi. Em ép hết rồi, em ép xả bơm á chứ đâu mà còn bây giờ nó thật sự em giữ cho khách quen chứ làm gì còn đến bây giờ nó bộ đó. Rồi chị Lê Phương Thanh đâu? Chị Lê Phương Thanh inbox cho em để em chỉ mình địa chỉ vô shop nha chị. Rồi áo này em có bây giờ em lên từng màu trước nha mấy chị nha, cho nó khỏi lộn xộn nha, do mỗi màu em còn ít thôi nên em sẽ lên từng màu trước. Rồi em lên màu trước là màu đen mấy chị, 39.000 một cái luôn, áo ba lỗ cao cấp luôn nè. Đấy áo này mà mặc với quần sọt, quần đồ là quần kiểu quần ống hơi rộng rộng mà quần ống đồ là bao xịn luôn mấy chị, bao quần ống tứ hợp đồ này nọ là bao cưng luôn. Đấy bao cưng luôn, 39.000 một cái áo cua nha. Chị nào lấy áo đen comment cho em áo đen. Áo đen 39.000, áo này để em coi còn size bao nhiêu nè, size số 1, số 3 nè, số 7 nè. Rồi số 1, số 3, số 7 mấy chị ơi, số 7, số 4, số 7 luôn. À còn đủ size. Đó, gần còn đủ size, số 7 là tầm khoảng 15kg đổ lại là mang vừa. Rồi 15kg đổ lại là mang vừa, size nhỏ nhất là tầm từ 6 cho đến 15kg mang vừa nha mấy chị nha. 6kg cho đến 15kg mang vừa. Chị nào lấy áo hình con cua comment cho em áo hình con cua. 39.000 một cái, mặt không cưng không đẹp cứ hần. Inbox cho em hần trả tiền lại cho mấy chị luôn. Thật sự cam kết một câu như vậy luôn. Đấy áo cua không cô tông coi dạng 4 chiều nha mấy chị yêu nha. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái, cứ mở ra cứ thoải mái. Đấy cứ co kéo thoải mái giùm em luôn. Đấy hàng ok thì nhận mà không ok cứ hần trả lại cho em nha. 39.000 một cái áo hình con cua. Chị nào lấy áo cua comment cho em mã áo cua nha. Rồi hỏi mà không trả lời hồi chị nãy giờ em không thấy comment. À, xin phép là cái máy chủ trước mặt em là nó không hiển thị comment, em phải dùng thêm một máy nữa mà em đang like quá em không có đọc được comment của mấy chị. Nên là thông cảm giùm em nha mấy chị nha, thông cảm giùm em phải dùng thêm một cái máy nữa nè mới thấy comment nè. Rồi chị Tường Vi Nguyễn ơi lên số điện thoại chốt đơn cho mình nha. Rồi chị em cảm ơn chị Mai Nguyễn rất nhiều nè, hàng nhà chị khỏi chơi vào đâu được rồi. Em cảm ơn chị yêu nha, rồi đẹp mà rẻ nữa, em cảm ơn chị yêu nè. Đấy rồi mấy chị hỏi thì thông cảm giùm em là mấy nãy em có nói trước là cái máy chủ trước mặt em ngày hôm nay nó không hiển thị comment mấy chị. Em chỉ ngồi đây và em like nhìn cái mặt em thôi chứ em không thấy được comment của ai luôn. Em phải dùng thêm một cái máy nữa mà em đang like thì em không thể đọc được comment. Em bỏ cái máy dưới đất này em không thấy được. Đấy nên là thông cảm giùm em, có thể là mấy chị hỏi em không trả lời được nha. Bây giờ em cũng không biết để máy sao để em thấy nó nè. Rồi chị Ảnh Nguyễn chốt áo đen số 7. Rồi áo... chị Ảnh Nguyễn chưa chia sẻ bài em không chốt đơn nha. Rồi chị Ảnh Nguyễn ơi chia sẻ bài giùm em nha mấy chị yêu nha. Duy nhất ngày hôm nay thôi em nói trước là em bán đồng giá 39.000 nhưng mà chị chốt cho chị nào có được chia sẻ thôi, hiển thị lên logo người chia sẻ bên em mới chốt. Còn không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha mấy chị yêu nha. Rồi áo đen 39.000. Em thấy tất cả các chị, em thấy chị Phùng Mini nha. Rồi chị Yên Khánh ơi mình inbox giùm em để em chỉ đường mình vô shop nha. Em ở thị trấn Yên Khánh ạ. Rồi em ở gần cầu Thành đó mấy chị ơi, em ở gần cầu Thành có cái chỗ Bách Hóa Xanh, mấy chị cứ đứng ngay chỗ Bách Hóa Xanh chỗ cầu Thành thì cứ gọi cho em có ghi cái số điện thoại trên cái ảnh bìa. Em cứ gọi cho em thì em sẽ chỉ đường mình vào shop nha. Nhà em nó nằm trong hẻm một chút xíu, còn một cái áo size số 2 nữa nè. Đấy, cưng mấy chị ơi 39.000 một cái thôi, cái áo size số 2 này. Chị nào lấy áo hình con cua comment cho em áo hình con cua 39.000. Đấy, áo hình con cua 39.000 nha mấy chị yêu nha. Em chốt chị Phan Trang là được một áo hình con cua 9kg nha chị yêu ơi. Em chốt cho chị Tường Vi Nguyễn áo đen 13. Chốt cho chị Ảnh Nguyễn áo đen số 7. Rồi ok nè, sáng nhận ba bộ ba lỗ đẹp tuyệt vời thôi chị. Dạ vâng, cảm ơn chị Phạm Dung rất nhiều nha. Cảm ơn mấy chị yêu nha, thật sự mấy chị lên phản hồi là cái động lực rất là lớn để em thật sự rất là biết ơn mấy chị luôn. Đấy, cảm ơn mấy chị đã yêu thương và ủng hộ em nha. Rồi em lên mẫu tiếp theo mấy chị ơi. Mẫu tiếp theo là cái áo hình này là cái hình con gì đây mấy chị, em không rõ nữa. Nhưng mà cái áo này thật sự nó đang rất là hot mấy chị. Những cái hình em đang cầm như thế này nó rất là hot luôn. Đấy, rồi em lên mẫu tiếp theo là áo cam, ba lỗ cam. Chị nào lấy ba lỗ cam cho em áo ba lỗ cam nó vẫn còn đủ size. Đến size số 7, từ số 1 cho đến số 7. Nhưng mà số 7 em sẽ trừ hao giảm ký xuống cho mấy chị là tầm khoảng 10-15kg thôi. Đấy, nhà người ta bán là người ta không có trừ hao, người ta bán hay về chọc lắm. Nhưng mà riêng nhà em mấy chị cứ báo đúng số ký và số tuổi của bé là nhà em sẽ tự canh size cho mình. Đó, nếu mà chọc đó, thì bên em sẽ tự động đổi cho mình luôn nha mấy chị yêu nha. Nên mấy chị đừng trừ hao nhiều. Rồi áo cam nè 39.000, chị nào lấy cam chú ý mã áo cam 39.000 còn đủ size từ 6kg cho đến khoảng 10-15kg mang vừa. 6 cho đến 15kg mang vừa mã áo cam. Lấy áo cam comment nha mã áo cam. Hả cái gì? Rồi áo cam nè, hỏi mà không chịu trả lời thôi chị Trọng, nãy giờ không thấy luôn chị Võ Tuyết Trinh ơi, mấy chị thông cảm giùm em đi, cái máy của em nó không có thấy được comment. Hỏi cái gì chị Võ Tuyết Trinh, hỏi cái gì nhân viên trả lời giùm chị cái.
Rồi áo cam 39.000 mấy chị ơi. À, em nói trước là cái máy em nó không hiển thị comment nên là em phải dùng thêm cái máy mà em cứ để dưới đất như thế này thì không thấy được comment. Rồi chị đợi em xíu em lên xin kẻ cho mình nha, chứ dạ, bây giờ chị hối em không thể nào lên hết như theo nhu cầu được á. Em không có lên theo yêu cầu được, nếu mà mấy chị thích những cái mẫu xong mấy chị cứ comment rồi để em báo giá cho, chứ giờ em không thấy được comment của mấy chị. Rồi ba lỗ cam chốt ơi, ba lỗ cam dạ em shop em là em bán online tại nhà thôi chị ơi, nên là không có chiêu bản nha chị yêu nha. Đó nó chị Uyên Khánh nha, chị cứ đến ngay chỗ gần cầu Thành á. Đó chị đứng đó chị gọi em thì nhà em cách chỗ đó chút xíu thì chị gọi em sẽ chỉ đường mình vào shop nha chị yêu nha. Rồi à, em chốt áo kem ba lỗ cho chị Trâm Ngọc nè, chốt áo kem 9kg cho chị Phan Trang nha. À chị bảo Thiết Trinh hỏi bộ công nhện thôi, trời mua đồ bé trai khổ quá họ. Rồi đợi em xíu nha chị nha. Rồi em sẽ like xem kỹ cho em một cái mẫu con nhện vô đây đi, nhưng mà cái bộ con nhện thì nó nằm không có nằm trong cái khung 39.000 đó, tại vì em đang like cái những cái bộ 39.000 em soạn sẵn rồi. Rồi em sẽ like liên tiếp luôn, thì mấy chị muốn em lên thì em sẽ lên cái mẫu đầu tiên bộ con nhện đi, cho em bộ con nhện đi ha. Rồi lên mẫu đầu tiên là con nhện màu đen đi. Rồi chốt em còn lại con nhện màu đen. Chốt kem chị Trà Chanh là 15. Rồi nhưng mà cái mẫu này là không có nằm trong cái khung 39.000 nha, em sẽ lên xin kẻ để mấy chị mua thôi, chứ cái bộ này mà bán 39.000 cho em đi bộ đội theo luôn mấy chị ơi. Đó nên là em sẽ lên cho chị nào mà chờ lâu cho nó đủ đơn nè. Đó rồi đợi em xíu sẽ quay lại đồ 39.000 nhiều lắm mấy chị. Thật rồi luôn. Chị Nghiêm Nguyễn ơi, mình lên số ký chốt đơn bộ nội cho mình nha. Đó rồi bộ con nhện nè mấy chị 55.000 một bộ, sẽ kho cho mấy chị luôn 55.000, hàng cao cấp nè mấy chị. Đấy, sọc hai bên như thế này, toàn bộ là hàng Quảng Châu và hàng cao cấp nha mấy chị yêu nha. 55.000 size tầm màu đen, hồ màu đen như size tầm 18kg đổ lại là mang vừa nè. 18kg đổ lại mang vừa. Mã nhện điên, chị nào lấy nhện điên chú em mã nhện điên 55.000. Nhện điên 55.000 nha mấy chị yêu nha. Nhện điên 55, lấy nhện điên chú em mã nhện điên 55. Em sẽ la xin kỹ rồi nhanh nên là mấy chị chốt thì mình lên nhanh giùm em nha. Rồi em lên luôn cái bộ NY cho. Nhện điên 55.000, lấy nhện điên chú nhện điên luôn giùm em. Rồi nhện đỏ nữa nè. Đó em lên nhanh thôi để em quay lại cái đồ 39.000. Rồi đỏ này chị nào lấy nhện đỏ chút, nhện đỏ 55.000 đẹp lắm mấy chị ơi. Mua hàng nhà em là phải nói là mấy chị cứ xem mẫu đi, cứ còn chắc vải là nhà em lo hết rồi. Đấy, quần có hai túi hai bên sọc thể thao như thế này, bao đẹp luôn 55.000 luôn. Rồi nhện đỏ này lấy nhện đỏ chút, nhện đỏ. Đỏ thì size tầm khoảng 14kg đổ lại là mang vừa, màu đỏ em còn size tầm 13kg đổ lại mang vừa nha mấy chị nha. Màu đỏ em còn size 13kg đổ lại mang vừa. Chốt đi 10kg cho chị Nguyễn Tiết Ngân. Rồi em sẽ lên rất là nhanh cái bộ NY nữa, sau đó em sẽ quay lại cái đồ kêu chị nào muốn yêu cầu nữa thì đợi em xíu nha. Em không có thấy được comment của mấy chị nè, rất là phiền. Rồi mệt luôn. Nhện 18 em không vừa chị chi tay nha. Rồi nhện 55.000, rồi bộ NY 55.000 luôn, còn hai màu, màu xanh với lại là màu trắng, hai màu đặc trưng, bé trai bé gái đều mang được luôn, em sẽ la nhanh nha. Rồi NY này 55.000 một bộ luôn, lấy NY chút NY luôn giùm em, NY chủ thêu nha mấy chị yêu nha. Đấy NY chủ thêu. Chốt nhện đen 16 cho chị Chi Lê. À, NY chủ thêu luôn 55.000, có hai màu xanh với lại màu trắng, lấy màu nào lên giùm em là kèm màu. NY 55.000 là nhà em bán rẻ lắm luôn rồi. Thật sự thị trường người ta đang bán từ rẻ nhất, nếu người ta đang bán livestream là phải tầm từ 70 cho đến 75.000. Đó là bán livestream mấy chị, còn bán shop thì chưa tính rồi. Nhà em bán cho mấy chị giá chị có là 55.000, chị nào nhanh tay thì chị đã có nha mấy chị yêu nha. Rồi, bộ nhện 18kg em không vừa nha, nên chị nè comment 18kg là em không chốt đơn được ạ. À. Ờ, nhện 18kg em hết rồi, mất rồi chị ơi. Em ngồi đây nên em cũng không nhớ, còn mấy cái em báo bị hơi nhầm xíu nha. Rồi, chị Nguyễn Hương ơi, chị Nguyễn Hương mình lên đầy đủ là mã kèm màu kèm ký kèm số điện thoại nha chị ơi. Được tặng màu đen thôi à. Dạ vâng, đúng rồi chị, em cảm ơn chị Lê chồng chị rất nhiều nha chị yêu nha. Đấy, màu trắng và màu xanh em còn màu trắng với màu xanh thôi, màu đen hết rồi. Chị nào lấy cái màu nào lên giùm em kìm nơi kìm màu 55.000 nha mấy chị nha. Em quay nhanh luôn, đó mẫu em có treo phía sau em đưa nhanh và em báo giá với mấy chị thôi. 55.000 lấy comment nhanh giùm em. Rồi 55.000 này lấy comment giùm em luôn, bán rẻ lắm mấy chị, thật sự luôn. Đó mấy chị không tin, mấy chị cứ đi mua một bộ mắt nhà người ta bán 90.000 với bộ rẻ rẻ nha em bán 55.000, coi thử là hai chất vải nó có khác nhau nha mấy chị yêu nha. Đấy, cái này là em khuyên một câu thật lòng, nếu chị nào chưa tin tưởng hàng nhà em chắc nói chứ rồi chắc con này bán mấy chục ngàn chắc hàng xấu nha, mấy chị cứ đi mua hàng mắt, sau đó cứ qua nhà em mua bộ rẻ rẻ coi thử là nó có giống nhau không nha mấy chị yêu nha. Đấy, sẵn cho mấy chị 55.000 thôi, vừa bán vừa chị ăn vừa tặng thôi, tại em bán ở nhà thôi, thành ra là đó, em mở shop tại nhà, thành ra là không có tốn nhiều chi phí giống như người ta, thành ra em bán lúc nào cũng rẻ hơn nhà người khác, là lý do là như vậy nha. Ôi lên nhanh giùm em NY kèm màu, màu xanh và màu trắng, hai màu đặc trưng của bộ NY. Để em qua nhanh cái đồ là 39.000 em đang bấu mà để like cái đồ 39.000 này.
Rồi trong thời gian chờ đợi thì em sẽ bán cái bộ quên cái chai nước rửa tay nè. Đấy, vừa rồi em có bán thêm cái nước chai rửa tay Dr. Tino này mấy chị. Đấy, bộ cái chai này người thị trường người ta đang bán rẻ nhất cũng tầm 65-70 ngàn một chai nè. Em còn vài chai thôi. Đó, đặc biệt cái này mấy chị xịt ra mấy chị giống như gel rửa tay, nước rửa tay khô vậy á. Đó, mình xịt vô mình diệt khuẩn luôn. Đó, rồi sale cho mấy chị cái chai nước rửa tay này 39 ngàn nha. 39 ngàn. Đó, nhiều khi mình bỏ trong túi mình có đi đâu, mình có bệnh vô cầu thang, cầu đồ mình đi đâu mấy chị. Đấy, mình rửa nhanh cái nước sẽ xịt khuẩn này là rất là tốt luôn. 39 ngàn. Chị nào lấy nước rửa tay comment giùm em mã nước rửa tay luôn, sẽ gửi kèm đơn cho mấy chị luôn nha. 39 ngàn còn vài chai thôi. Đấy, nước kháng khuẩn này mấy chị. Đấy, nhiều khi mình có bí nhỏ này là rất là nguy hiểm. Nhiều khi mình đi toilet hay này nọ, mình đi mình vịn những cái nơi công cộng á. À, mấy chị xịt ngay cái nước rửa tay này mình diệt khuẩn ngay tại chỗ luôn. 39 ngàn nước rửa tay. Đấy, nước rửa tay Dr. Tino này người ta đang bán 6-70 ngàn á, nhưng mà em còn ít thôi, em sale cho mấy chị luôn 39 ngàn chai. Chị nào lấy nước rửa tay comment cho em mã nước rửa tay em gửi kèm đơn luôn cho nha. Rồi em còn một ít đồ mấy chị là lấy bộ NE comment cho em mã NE nha. Rồi cái này 39 ngàn nè, em nói nhỏ nhỏ mấy chị cái váy này đi đi này 39 ngàn nè. À, chờ xíu nhân viên em chốt cái bộ NE xong em sale tiếp cái đồ này cho nha. Rồi em chốt NE trắng cho chị Nghiêm Nguyễn là 10, trắng cho chị Quỳnh Anh Lê Nhã trắng xanh 9 ký, chốt xanh cho chị Chi Lê 18, chốt trắng cho chị Ảnh Nguyễn 17, NE trắng cho chị Thanh Châu 13, trắng cho chị Hoàng Nữ Nhật Ngân 10, trắng cho chị Nguyễn Tuyết Ngân 10, chốt xanh cho chị Nguyễn Cẩm. Rồi xanh cho chị Nguyễn Cẩm ơi, chị Nguyễn Cẩm ơi, đơn chị có mấy cái gì tranh thủ cái đi đâu ghi nhà em lấy nha chị nha. Rồi nước rửa tay, chị nào có lấy nước rửa tay về dùng thì comment giùm em mã nước rửa tay nha mấy chị yêu nha. Rồi em qua mẫu qua tiếp theo 39 ngàn một cái váy đi dài tay nè mấy chị, và lưới dưới rất là mềm luôn, phía sau có khóa kéo nè. Đấy, cái này là 8-9-10 ngàn, 100 ngàn nhà em, hàng bán tới 100 ngàn nhà em mà bữa nay nó rớt ra một cái cuối cùng em sale luôn cho mấy chị 39 ngàn. Rồi váy Dior này, chị nào lấy váy Dior chú em mẹ váy Dior. Đấy, váy Dior size này tầm khoảng 14-15 ký mang vừa nha mấy chị nha. 14-15 ký mang vừa sale luôn cho mấy chị 39 ngàn. Chị nào lấy váy Dior chú mẹ váy Dior 39 ngàn nè. Váy Dior 39 ngàn, lấy váy Dior chú váy Dior giùm em. Váy Dior 39 ngàn nè. Rồi mấy bộ dây sau lưng hồi chị, rồi ok em like luôn cho mấy bộ dây sau lưng ok. Đó, rồi mấy bộ dây sau lưng em mà bây giờ mấy chị nha, em sẽ né qua một bên. Đó, và mình comment màu giùm em nha mấy chị nha. Mấy chị muốn lấy màu nào mấy chị comment màu giùm em và em sẽ lấy cho, tại vì cái hình của nó sẽ na ná giống nhau, hình Mickey, hình hoa cúc. Đó, nó na ná nhau thì mấy chị thích màu hồng comment hồng, vàng comment vàng đỏ, hoặc là màu da hoặc là màu xám giùm em. Rồi sale duy nhất trên livestream ngày hôm nay 49 ngàn một bộ. Đó, đồng giá 49 ngàn một bộ hai dây. Chị nào lấy hai dây comment giùm em mã hai dây kèm màu. Đó, mấy chị cứ comment để nhân viên nhà em lấy hàng cho. Cái này chắc là không còn chọn hình đâu, tại hình nó na ná giống nhau, em sẽ bán bô lô xô cho mấy chị luôn. 49 ngàn một bộ chỉ có trên livestream thôi nha mấy chị yêu nha. Đấy, lấy màu nào comment màu để nhân viên nhà em lấy hàng luôn. Có hơn 10 màu, 10 hình mấy chị. Đấy, tổng cộng là những cái màu sau lưng em là có hơn 10 hình. Chị nào muốn lấy màu nào lên giùm em kèm màu. Ở bộ hai dây kèm màu để nhân viên nhà em lấy hàng. Và có size là cho bí tầm từ 7 ký cho đến khoảng 18 ký mang vừa, 7 cho đến 18 ký mang vừa cái bộ hai dây. Đó, chị nào lấy bộ hai dây thì chút em mã bộ hai dây màu lên. Đó, kèm màu lên để nhân viên nhà em lấy hàng cho nha. 49 ngàn một bộ thôi. Đấy, thị trường người ta vẫn đang bán 60 ngàn mà nhà em sale cho chị 49 ngàn. Chị nào lấy bộ hai dây lên bộ hai dây. Chốt Dior 15 cho chị Tiên Nguyễn. Rồi chị Quỳnh Anh Lê Nhã có hai bộ nơi nha. Dạ, bộ nhện sau lưng em là giá 55 ngàn một bộ. Chị Võ Tuyết Trinh nha, 55 ngàn một bộ nè. Đấy, 55 ngàn một bộ. Rồi vàng hoa cúc vào 18 ký vàng hoa cúc thì không vừa. Nếu mà màu vàng á thì em chỉ có hình con Mickey nha chị yêu nha. Hình con Mickey á, hình con Mickey đây nè. Đấy, Mickey sau lưng, đằng sau lưng em sát con heo màu hồng á. Thì cái đó là có sai. À, mấy chị cứ comment rồi cái nào còn sai để nhân viên em lấy cho nha. Lên màu giùm em thôi, chắc là chọn màu thôi, chứ còn mà chọn hình thì nó nhiều hình, với lại nó sẽ bị rốt nó lẻ ra, không có khó lấy lắm. Rồi chị nào lấy thì comment giùm em bộ hai dây sale cho mấy chị 49 ngàn một bộ. 25 ký không vừa rồi chị Hồng Mai ơi, 25 ký không vừa nha. Rồi em qua tiếp hai bộ những cái sản phẩm là 39 ngàn nè. Đó, chị nào thích bộ hai dây thì cứ lên bộ hai dây để nhân viên nhà em lấy hàng sale 49 ngàn. Rồi một cái váy sọc này 39 ngàn luôn. Đó, váy sọc cao cấp này, hàng đây là hàng em xỉ vô đã 7X rồi. Đấy, hàng Quảng Châu này mấy chị, hàng hai tim mạc nè. Đó, chị nào lấy váy comment giùm em mã váy sọc nha mấy chị nha. Váy sọc size này tầm 8-9 ký mang vừa, 8-9 ký mang vừa sale cho mấy chị 39 ngàn. Váy sọc, chị nào lấy váy sọc chốt váy sọc 39 ngàn. Váy sọc 39 ngàn nha, lấy váy sọc chốt váy sọc luôn giùm em 39 ngàn. Váy sọc 39 ngàn nè. Em chốt hai dây hồng cho chị Lương Nguội là 18,
Rồi hai dây hồng một bộ là 49.000, mấy chị cố gắng lựa giùm em hai ba sản phẩm để bên em đi hàng nha mấy chị yêu nha. Đấy, cố gắng lựa giùm em hai ba sản phẩm để bên em đi hàng luôn. Rồi cái bộ đây em còn một bộ cuối cùng luôn này, sale cho mấy chị 39.000, size này tầm khoảng 19-20kg mang vừa. Rồi 18-19kg với 18-19kg mang vừa nè, bộ LV kem nè. Đó, LV màu kem, chị nào lấy LV màu kem chú em mã bộ LV màu kem nha mấy chị nha, sale luôn cho mấy chị 39.000. Rồi LV màu kem 39.000. Bộ hàng size đại này mấy chị, nhưng mà em rút ra một bộ cuối cùng sale luôn cho mấy chị luôn 39.000. LV cam 39, chị nào lấy LV cam chú em mã LV cam 39.000, size tầm 18-19kg mang vừa. 18-19kg mang vừa sale cho mấy chị 39.000. LV cam, lấy LV cam chút LV cam giúp em nha. Đó. Rồi LV cam nè. À, ba lỗ phía sau 18kg thôi chị, dạ tùy mẫu chị ơi, ba lỗ phía sau là coi chỉ có bộ thể thao thôi chị ơi, nó mới có size 19kg, chứ còn mà những cái bộ sau lưng em thì không có size 19kg rồi. Ôi LV cam, chị nào lấy LV cam cho em mã bộ LV cam. Ôi LV cam nha mấy chị yêu nha. Rồi bộ chữ ký nè, em còn vài bộ nè. Đấy, bộ chữ ký này là giá khác nha mấy chị nha, nhưng mà em lên luôn cái hàng này nó cũng rẻ lắm. Đấy, hàng Quảng Châu luôn nè mấy chị, hàng chữ thêu nha mấy chị nha. Chữ thêu người ta vẫn đang bán 101-102 một bộ nè. Nhà em còn XL luôn cho mấy chị luôn, 59.000 một bộ luôn. Đấy, chữ ký màu hồng nè, chị nào lấy chữ ký hồng chứ em mẹ chữ ký hồng sale cho mấy chị 59.000 một bộ. 59.000 một bộ chữ ký hồng nè. Đó, chị nào lấy bộ chữ ký comment cho em mẹ bộ chữ ký nha mấy chị yêu nha. Mẹ bộ chữ ký nè 59.000. Đấy, mẹ bộ chữ ký 59.000 nè. Chị nào lấy chữ ký chốt chữ ký 59, size tầm 21kg đổ lại là mang vừa, từ 12 cho đến 21kg mang vừa. Chốt đỏ cúc 9 cho chị Phan Trang. Em chốt LVK 18kg với chị Phạm Diễm. Comment số ký lên em mới chốt đơn được cho mình nha. Rồi. Chị Phan Thị Hồng Phấn ơi, chia sẻ bài để em chốt đơn nha. Rồi hôm nay chị chốt cho chị nào có chia sẻ thôi, chị Phạm Diễm chưa chia sẻ không chốt hàng được á chị yêu ơi, nhớ chia sẻ giùm em thì bên em mới chốt được với giá yêu thương như thế này nha mấy chị nha. Đấy, hôm nay em bán giá rất là rẻ luôn, đa số là bán lỗ cho mấy chị nên là mấy chị chỉ còn chia sẻ giùm em thì bên em sẽ chốt hàng. Rồi bộ con chó sói này xem luôn cho mấy chị luôn, bộ này 59.000. Đấy, bộ con chó sói còn size lớn đúng không, từ 18 cho đến khoảng hả? Bộ con chó sói này còn size từ 18 cho đến bao nhiêu hả? 18 đến 22. Rồi bộ con chó sói này em còn size từ 18 cho đến 23kg mang vừa sale cho mấy chị luôn. Bộ chó sói này 59.000. Chó sói 59.000, chị nào lấy chó sói chó em mẹ chó sói 59.000 nha mấy chị yêu nha. Chó sói 59.000 một bộ nè. Đó, lấy chó sói comment nha mẹ chó sói, bộ hàng Quảng Châu luôn mấy chị, bao đẹp luôn, 59.000. Em còn size từ 18 cho đến 20 23kg mang vừa. Đó, dạ chú chị ơi, Phan Thị Phượng ơi, nhớ chia sẻ giùm em 2-3 lần để em thấy chị yêu nha. Rồi mạng yếu quá, thoát ra vô lại giùm em nha. Rồi nhện đỏ 15kg coi còn không? Nhện đỏ 15kg em hết rồi chị ơi, em còn màu đen à. Nhện màu đen thì em còn, chứ nhện màu đỏ thì em hết rồi nha chị Võ Tuyết Trinh nha. Rồi váy sọc cho chị Hồng Phấn hả? Váy sọc hồi nãy á còn rồi. Váy sọc em hết rồi chị ơi, váy sọc em hết rồi. Chốt, à chốt chị Hồng Phấn thôi hả? Rồi chó số 18kg chị chơi tay nè, em ok chị chơi tay nè. Rồi em còn một cái váy nè mấy chị ơi, váy này cưng lắm luôn nè. Đấy, cái váy này rất là cưng luôn nha mấy chị nha. Váy caro nè, bộ chó sói là 59.000. Rồi em còn một cái váy nó kèm cho mình một cái đai dây nịt như thế này luôn. Size này tầm khoảng 10-11kg, 10 cho đến 12kg là mang vừa. Cho bé 10-11-12kg mang vừa nè mấy chị. 10-11-12kg mang vừa nè, sale luôn cho mấy chị luôn. Một cái váy caro này 25.000 luôn. Chị nào lấy váy caro chú em mẹ váy caro 25.000. Đó, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, hàng Quảng Châu nha. Rồi váy caro 25 size tầm khoảng 11-12kg, bé nào gầy gầy thì tầm 13kg mang vừa, nhan váy thì nó dễ. Đấy, tại vì phía sau nó có lưng thun như thế này thì rất là dễ luôn, bé nào gầy gầy 13kg mang được luôn. Rồi váy caro 25.000, chị nào lấy váy caro chú em mẹ váy caro 25.000 nha. Rồi váy caro 25, lấy váy caro chú em mẹ váy caro 25. Rồi chữ ký nè. Chữ ký lên rồi. Cho một cái 14kg. Rồi chữ ký 14kg nè, ok chị nè. Rồi chữ ký 14kg nè. Rồi chữ ký 14kg nè, ok nè. Ở chị nào lấy chữ ký nữa comment cho mấy mẹ chữ ký hot lắm. Rồi 16kg nè, ok nè, chữ ký đẹp lắm mấy chị ơi. Chị Phạm Diễm chia sẻ giùm em ơi chị yêu ơi, chia sẻ giùm em ơi chị yêu ơi. Bên em mới chốt hàng được cho mình nha. Rồi 16kg thôi chị Hai. Rồi 16kg nè. 559.000, chữ ký 59.000 một bộ. Đó, chữ ký thêu luôn nha mấy chị nha, rất là hot luôn. Chốt chữ ký hồng cho chị Thanh Thư 14. Rồi chữ ký nè mấy chị, 59.000 một bộ nè. Nhện đen không phải là 39.000 nha chị ơi. Rồi váy caro chốt đi. Rồi chốt cho chị Phạm Diễm nè chữ ký hồng. Rồi váy caro cho chị Phan Thị Phượng nè, ok nè.
À ok nha chị yêu nha. Coi chị nào lấy chữ ký nữa comment nhanh giùm em mẹ chữ ký 59 ngàn thôi siêu luôn cho mấy chị luôn chữ ký 59 ngàn. Coi chữ ký 59 ngàn này lấy chữ ký chút nha mẹ chữ ký 59. Rồi em qua mẫu tiếp theo nha mấy chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo là cái áo hình con khủng long nè cho em hả? 5 áo 3 lỗ hộ mỗi thứ một màu bí 9 ký hả? Em chọn đi. Rồi chị chọn giùm em nha chị nha, em lên mẫu nào thì mình chọn giúp em nha chị nha. Mình chọn giúp em chứ để em chọn sợ mình không vừa ý á. Rồi xem mẫu thể thao 18 ký thôi chị. Rồi ok đợi em xíu nha chị nha. Rồi bí trai 7 ký nhiều lắm chị ơi, bí trai 7 ký xíu nữa em sẽ xẻ cho mấy chị 39 ngàn một bộ nhiều lắm luôn. Rồi, đây chị... bí trai 7 ký sẽ lên lại cái mẫu này cho. Chị Trâm Ngọc có chó số 23 ký rồi nha chị ơi. Rồi bí trai 7 ký em có bộ khủng long 39 ngàn nè. Đó, khủng long 39 ngàn có 3 màu, màu vàng, màu đen và màu xanh. Chị nào mới vô thì mình comment lại giùm em size từ 6 cho đến khoảng từ 5 cho đến khoảng 8 ký mang vừa, 5 cho đến 8 ký mang vừa nha. Em chỉ còn size số 1 thôi. Chị nào lấy khủng long màu nào lên giùm em, khủng long kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Khủng long kèm màu kèm số điện thoại giùm em. Em chỉ còn size số 1 là từ khoảng 5 6 ký cho đến khoảng 8 ký mang vừa. Đấy, hình con khủng long này mấy chị 3 màu xẻ luôn cho mấy chị 39 ngàn. À, duy nhất ngày hôm nay em bán đồng giá sale cho mấy chị 39 ngàn nè. Chị nào lấy khủng long màu nào lên giúp em là khủng long kèm màu 39 ngàn. Rồi khủng long kèm màu 39 ngàn nha. Rồi rồi em chốt nhện 15 ký 55 ngàn cho chị Võ tiếp trên. Rồi chữ ký với chị 24 ký không vừa rồi chị Lương Mùi ơi. Em còn 18 ký. Rồi 18 ký thì vừa chứ còn mà 20. Đây 18 ký chị Lương Mùi nè chữ ký nè. Ok chị nè. Hả? Cho một cái size 90 luôn. 90 biết cái nào nó lấy. Rồi rồi lấy khủng long vàng và đen nè, size 7 ký chị Thúy Vi nè, ok nè. Đấy. Rồi chị Tài Hà ơi, khủng long mà 9 ký nó hơi chật đó chị ơi, chị có chịu không? Biết khủng biết như mình có bị tròn bụng không? Nếu mà tròn quá thì em sợ mang không vừa, do cái đó em chỉ còn size số 1 thôi. Biết gầy gầy chứ còn biết tròn quá thì em sợ nó không vừa như chị yêu nha. 9 ký em sợ nó không vừa, em còn size số 1 à. À nên em sale luôn cho mấy chị luôn, truy on cho mấy chị 39 ngàn một bộ luôn. Rồi bộ 2 dây đằng sau lưng bao nhiêu hả chị? Dạ bộ sơ 2 dây đằng sau lưng em thì cho chọn màu nha chị nha. Thích màu nào lên kèm màu giùm em, sale cho mấy chị là 49 ngàn một bộ. 49 ngàn một bộ nha chị yêu nha. Đấy, thích màu nào lên màu giùm em, 49 ngàn. Rồi em qua mẫu tiếp theo nè. Rồi áo khủng long nè mấy chị, áo khủng long này mặc với lại quần sọt quần đồ là bao cân luôn nè. Sale cho mấy chị cái áo hình con khủng long này với giá là 39 ngàn. Đấy 39 ngàn luôn, chị nào lấy áo khủng long lên giùm em mã áo khủng long. Rồi áo khủng long nha mấy chị yêu nha. Áo khủng long nè 39 ngàn, em có hai màu, màu trắng với lại màu xanh. Chị nào lấy áo khủng long màu nào lên giúp em là áo khủng long kèm màu. Rồi lấy áo khủng long lên giúp em là áo khủng long kèm màu nha mấy chị yêu nha. Áo khủng long kèm màu giùm em. Đấy, áo khủng long kèm màu chị hai lấy cho em cái đồ thể thao mà size đại hai còn ít ra đem vô đây cho em đi. Rồi áo khủng long kèm màu nè. Đấy, màu trắng với lại màu xanh, size nhỏ nhất là tầm từ, để em coi thử coi. Rồi size nhỏ nhất là tầm từ 8 ký cho đến khoảng 17 ký mang vừa. 8 cho đến 17 18 ký mang vừa nha. Đấy cái đồ còn nhiêu đem hết vô đây để em biết ngỡ còn size bao nhiêu em bán luôn ha. Đây nè, ngay chỗ đây nè, màu xanh còn một hai bộ màu vàng với lại màu đỏ, màu cam á, đem vô đây em. Rồi áo khủng long kèm màu 39 ngàn một cái. Chị nào lấy áo khủng long màu nào lên giùm em là kèm màu nha. Rồi chữ ký không có size 35 ký thì chị Trần Thủy ơi em không có size nha. Rồi bộ xanh treo trên tường thôi chị. Bộ xanh là cái bộ thể thao, bộ siêu nhân màu xanh thôi chị. Rồi siêu nhân màu xanh đợi em xíu nha chị nha. Rồi áo khủng long 39 ngàn một cái. Chị nào lấy áo khủng long cho em mã áo khủng long 39 ngàn. Đấy đẹp lắm chị ơi, hàng Quảng Châu luôn giùm em nha. Thun cô tông co giãn 4 chiều luôn. Ai thun cô tông co giãn 4 chiều áo khủng long, chị nào là áo khủng long màu nào lên giùm em là áo khủng long kèm màu. Rồi áo ba lỗ lúc nãy em lên rồi chị ơi, áo ba lỗ lúc nãy em lên rồi, em có 3 màu á, màu đen, màu cam với lại là màu xám nha chị nha, màu kim, cam, màu đen, màu xám ngay chỗ cái cọc đây nè. Đây nè. Đó, chị dục vô trong đó rồi đó. Cắm đầu đi, cắm lòng đi. Rồi khủng long màu trắng chị Vi Ngô nè, em ok chị Vi Ngô nè. À, ok nha chị nha. Rồi cái cặp áo ba lỗ hồi nãy để đâu rồi? Đây đây. Rồi ba lỗ siêu nhân sau lưng em là 55 ngàn một cái chị ơi, cho ba màu vô đây luôn em, màu xám với lại màu ấy. Cái áo ba lỗ này biết cho em chỉ có ba màu thôi, màu đen, màu cam với lại màu xám nha chị nha. Màu cam, màu đen với lại màu xám, chị nào lấy màu nào lên kèm màu giùm em xẻ luôn cho mấy chị là 39 ngàn. Đấy áo ba lỗ này 39 ngàn một cái này, chị nào lấy áo màu nào lên giùm em là áo kèm màu nha. Đây đấy, màu đen, màu cam với lại màu xám em lên lại một lần nữa, áo này nãy em lên rồi. Đó, chị nào mới mua sâu thì mình comment lại giùm em nha.
Rồi 18kg không vừa rồi chị Vi mua áo ba lỗ em không có size 18kg nha chị nha. Cô chị nào có đơn cố gắng lựa giùm em hai sản phẩm thì bên em quên đơn 100.000 bên em mới đi đơn cho mình được. Đây áo này em có 3 màu, màu xám này, màu đen với lại là màu cam 39.000 một cái. Chị nào lấy áo ba lỗ bao nhiêu ký comment giùm em là ký kèm màu giùm em kèm số điện thoại giùm em nha. Khách mới lên giùm em số điện thoại để bên em chốt đơn nha. Đấy 39.000, chị nào lấy nữa comment giùm em 39.000 một cái. Rồi áo khủng long nè, à, khủng long đẹp lắm á chị, thật sự luôn, bé trai bé quên đa số là bé trai họ đều thích cái áo này. Đấy, size cho bé tầm 18-19kg gì đó, đủ lại là mang vừa size nhỏ nhất là tầm từ 8kg nha mấy chị nha. Hai màu trắng và xanh, chị nào lấy áo màu nào lên giùm em, áo kìa màu xẻ luôn cho mấy chị, duy nhất ngày hôm nay thôi nha mấy chị nha. Chị nào tới shop mua vui lòng không mua hàng với giá này, do giá này em chị áp dụng trên livestream, xíu nữa em tắt like. Chị nào mà không chốt trên livestream mà xíu nữa inbox qua cho em là cũng không được giá này, đừng có kiện cáo em nha mấy chị nha. Đấy, nhiều chị là không mua trên live mà cứ tắt like xong chụp hình gửi qua cho em là bên em sẽ không có chốt hàng với giá như thế này. Hãy thông cảm giùm em luôn, do giá này em chị chốt trên livestream thôi. Rồi chốt khủng long trắng với chị hoàng nữ nhật ngon 12, chốt khủng long xanh cho chị Linh Phan 9. Rồi với chị Linh Phan 9kg nè, ok nè. Rồi em sale cho mấy chị luôn cái bộ thể thao này 39.000 một bộ luôn nha mấy chị nha. Đấy bộ thể thao này em còn ít sale luôn cho mấy chị 39.000 luôn nè. Rồi chị Lê Phượng Hằng ơi, mình có mình màu gì của mình lên em lấy nha. Rồi bộ thể thao này xả luôn cho mấy chị là 39.000 một bộ nha mấy chị nha. Em còn size nhỏ thôi, còn size số 1, số 2, số 3. Em còn size số 1, số 2, số 3 là tầm 11kg đổ lại là mang vừa. Đấy 11kg đổ lại là mang vừa, size nhỏ nhất là tầm từ 6kg nha mấy chị nha. 6 cho đến 11kg mang vừa xả luôn cho mấy chị 39.000. Nhưng mà chị chốt cho chị nào có chia sẻ bài viết, lưu ý giùm em là chị chốt cho chị nào có chia sẻ bài viết, chị nào mà không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha. Đấy không chia sẻ bên em không chốt hàng được. Đấy rồi 39.000 một bộ thể thao màu xanh dương này đẹp lắm luôn nè. À, màu xanh dương nha, cái này size nhỏ xẻ cho mấy chị 39.000. À, còn size lớn em còn một bộ cuối cùng. Size lớn này em còn một bộ là tầm từ 18 cho đến 20kg mang vừa. 18-19kg mang vừa nha mấy chị nha. 18-19kg mang vừa xẻ cho mấy chị, bộ size lớn là 65.000. Đấy size lớn là 65.000, còn size nhỏ là 39.000 nha mấy chị yêu nha. Đó, chị nào lấy cái bộ xanh dương comment cho em mã xanh dương. Size lớn còn bộ cuối cùng 18-19kg mang vừa xẻ cho mấy chị 39.000. Đấy mẫu này là size nhỏ thị trường người ta đã bán 80.000 một bộ này mấy chị. Đấy mà size nhỏ nhà em ngày hôm nay còn ít sẵn luôn cho mấy chị 39.000, còn size lớn còn một bộ 18-19kg sẵn cho mấy chị là 65.000 nha mấy chị nha. Rồi thể thao xanh dương, chị nào lấy xanh dương chú em mã xanh dương. Rồi xanh cho chị chi tay nè, 18kg là 65.000 nè, ok chị chi tay nè. Rồi chị Linh Phan nãy giờ có đơn chưa em không nhớ đâu ta. Rồi Linh Phan có đơn rồi đúng không? Khủng long xanh cho chị Trâm Ngọc 14, khủng long trắng chị Tài Hề 9, khủng long trắng cho chị Lê Phượng Hằng 11. Rồi với chị Lê Phượng Hằng 11 nè, rồi chị nào lấy thể thao xanh thì comment giùm em mã thể thao xanh nha mấy chị nha. Rồi để nhân viên chốt xong cái bộ áo ba lỗ thì sẽ chốt qua cái bộ này. Rồi áo ba lỗ đẹp đen chính cho chị Nguyễn Hậu. Rồi cái này với chị chi tay nè, cái bộ lớn với chị chi tay, còn mấy bộ nhỏ này chốt cho mấy chị ơi. Bộ nhỏ này. Rồi bộ nhỏ là giá là 39.000 nha mấy chị nha, cho em một cái bộ nhỏ để em đưa lại mẫu cho mấy chị xem. À, nó khác nhau một xíu nha, cái viền nó khác nhau một xíu cho cái viền kia. 39.000 size nhỏ sẵn cho mấy chị 39.000. Size lớn là 65. Rồi size lớn em hết rồi chị ơi, size lớn em hết rồi. Cho em một cái bộ cái viền nó khác xíu để em nói mấy chị. Đây. Đây nha mấy chị nha, mẫu này em nói trước là nó có hai viền như này mà nó không khác nhau bao nhiêu đâu, nên em xẻ cho mấy chị rồi thì trúng cái nào trúng giùm em nha mấy chị nha. Đấy trúng cái nào trúng giùm em, cái bộ này thị trường người ta đang bán bao nhiêu mấy chị cũng biết rồi đúng không? 70.000 size nhỏ, cái chỗ họ bán là 80-90.000. Đấy nhà em sale luôn cho mấy chị 39.000, nhưng mà cái này là do em nhập đợt trước với đợt sau, thành ra là cái viền mỗi cái nó khác nhau xíu xíu thôi, nó cũng không đáng kể nha. Đấy chủ yếu là chất vải là bao đẹp cho mấy chị luôn, vải là bao đẹp bao mát cho mấy chị luôn, 39.000. Đó lấy thì comment giùm em luôn. Rồi số 2 nè. Đấy 39.000, chị nào lấy thể thao chú em mẹ thể thao nha, có ít thôi. Đấy mẫu này bữa trước là nhà em vẫn bán là 6X nè, mà bữa nay còn ít nên sẽ sale cho mấy chị luôn là 39.000. Chị nào lấy comment nhanh giùm em 39.000. Rồi chị Nguyễn Thị Dung ơi, chiều mình ghé shop rồi mình lấy luôn nha chị ơi. Chiều mình ghé shop mình lựa màu luôn nha. Rồi xanh số 3 hết rồi. Rồi em chốt xanh số 3 chị Nghiêm Nguyễn. Rồi bây giờ em sẽ màu đó em hết rồi, bây giờ em sẽ qua tiếp màu vàng, đợi em xíu em chốt cái màu xanh xong em qua thể thao màu khác cho nhà mấy nhìn chị nha. Thể thao nhà em nhiều lắm nhưng mà đợi em xíu sẽ qua cho. Rồi với chị Linh Phan nè, màu xanh là 9kg nè, ok chị Linh Phan, chị lương mụi một cái áo là 12.
12kg này, chị Lương bụi một cái áo ba lỗ 12kg em ok nè. Rồi chị Thanh Châu là 11kg cái bộ ba lỗ này em ok, cái bộ thể thao em ok nè. Rồi cái này với chị Lê Phương Thanh này 9kg nè em ok. Chị Lê Phương Thanh này, chị Tài Hà 9kg ok. Rồi chị Tài Hà ok, chị Thúy Vi 7kg ok nha mấy chị nha. Rồi chị Thúy Vi 7kg em ok luôn. Rồi em qua mẫu nha, chị nào lấy thể thao nữa nhanh tay chốt đơn giùm em luôn. Rồi em qua mẫu tiếp theo là cho em luôn cái màu đỏ nha. Cho rồi. Em cái bộ màu vàng size lớn đi. Rồi chị màu vàng size lớn á. Chị Nhi chưa chia sẻ bài, em không chốt đơn, chị Thương Quả chưa chia sẻ bài, em không chốt đơn. Cái bộ luôn, cái bộ cái trên tay đó cầm bộ còn bộ đó. Rồi chị này có chia sẻ bài mới chốt đơn được cho mình nha. Rồi chị Thương Võ chưa chia sẻ không chốt hàng, lưu ý là bên em đã dặn trước với lại nhân viên rồi, không chia sẻ không chốt hàng được mấy chị ơi, do giá này em đã bán lỗ. Thật sự là mỗi mẫu như này là em đã lỗ là 10 cho đến 20 ngàn một mẫu rồi. Nên là chị nào có chia sẻ bên em mới chốt, còn không chia sẻ bên em vẫn để hàng đây, vẫn bán shop bình thường. Đấy, cam kết nói thật một câu như vậy luôn, mấy chị không mua em vẫn để đây em bán shop bình thường. Đấy, do giá này lâu lâu lên tri ân cho mấy chị thôi, nên là phải chia sẻ bài viết để hiển thị lên logo người chia sẻ bên em mới chốt hàng nha mấy chị nha, em nhắc lại một lần nữa. Đấy, chứ để nó không sao mà chốt hàng không đặt đơn mà không chốt hàng là lý do là mình chưa chia sẻ em đâu chốt được đâu. À, giá này em đang bán lỗ mình mà. Đấy, đó là chỉ chưa phải một có một cái điều kiện là chia sẻ giùm em, bên em mới chốt. Rồi cái bộ thể thao màu đỏ còn một bộ cuối cùng luôn nè mấy chị. Size này XL là tầm 23 cho đến 25kg mang vừa. 23 cho đến 25kg mang vừa sale cho mấy chị luôn. Bộ này với giá là 65.000, bộ hàng size đại 65.000. Rồi size đại 65.000, 23 cho đến 25kg mang vừa nè. Đó, cho biết từ 23 cho đến 25kg mang vừa siêu cho mấy chị luôn là giá là 65.000. Chị nào lấy đỏ chú em mẹ đỏ 65. Rồi lấy đỏ chú em mẹ đỏ 65.000 nha mấy chị nha. Rồi em chốt cho chị Vi Ngô là bộ nội xanh 18. Rồi mình chia sẻ bảo chế độ công khai để em sẽ thấy liền mấy chị ơi. Đó, để cho nó hiển thị giùm em thì bên em mới chốt hàng cho mình được. Rồi bộ thể thao đỏ là 23 cho đến 25kg. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ luôn giùm em nha. Đỏ 23 cho đến 25kg mang vừa. Rồi chốt comment là mã đỏ kèm số ký chốt đơn cho mình nè. Chị ơi, người ta đang bán 90.000 một bộ nè. Đấy, những cái bộ xa đại là nhà người ta đang bán 90.000 đó. Chị nào mà hay săn đồ trên livestream mấy chị biết đúng không? 90.000, 80.000 là rẻ nhất. Đó, nhà em ngày hôm nay sale luôn cho mấy chị luôn 65.000 nè mấy chị. 65.000 vải thun 4 chiều nha mấy chị nha. Còn hàng xấu là đừng là em nhà em là không ngó tới cái hàng xấu xấu rồi, không ngó tới rồi. Đó, chị lấy hàng đẹp mà hàng chất lượng bán cho mấy chị thôi. Rồi cái hàng cái bộ màu vàng đây em còn nhiều size nè. Tụi em uống miếng nước nha mấy chị nha, cho em xin miếng nước đây hả? Ở ngay đây có cái chai kìa. Rồi tụi em xíu uống miếng nước nha. Rồi bà chị Thúy Vi có thể theo xanh rồi chị ơi. Rồi comment là đỏ kèm ký ạ. Đỏ kèm ký kèm số điện thoại em chốt đơn. Rồi đỏ 25kg nha chị Hồng, nữ nhật ngon nè, vừa nè, ok nè. Rồi em qua tiếp màu tiếp theo là màu vàng này 65.000 luôn. Chị nào lấy vàng chú em mẹ vàng 65.000. Rồi vàng 65.000 còn đủ size cho đến XL này, 2XL ở đây này, còn đủ size XL là chắc tầm khoảng 23kg, 23-24kg là mang vừa nha mấy chị nha. Đấy còn size nhỏ nhất là tầm từ 17kg. Rồi em lên luôn cái màu vàng luôn, cho em luôn cái màu vàng cho nó máu, bán luôn cái size nhỏ còn size số 1 số 2 luôn. Rồi quất luôn size số 1 số 2 luôn nha mấy chị nha. Rồi màu vàng. Màu vàng bán luôn cho mấy chị size nhỏ 39.000, size lớn 65.000 vẫn y chang như màu xanh dương. Đó, chị nào mà thích mua 2-3 bộ về cho mấy bé mang mấy chị ơi. Đây cho em luôn cái màu xanh dương nó né cái cọc quần bo bo đó luôn ơi, cái cọc quần bo bo cái màu vàng đó. Ừ. À, mỗi mẫu như này nói trước là lỗ từ mười mấy ngàn một bộ mấy chị, nên là phải chốt cho chị nào có chia sẻ không chị đâu, không chia sẻ em vẫn để shop em bán bình thường. Đó nên là đưa cái bộ đó. Thế đó đó. Đâu có cái đỏ này đưa rồi. Không, không có. Từ cái mẫu đó từ lên. Rồi 39.000 size nhỏ và 65.000 size lớn nha mấy chị nha. Chị nào lấy size nhỏ thì cứ comment số ký để nhân viên nhà em coi còn hàng không nha. Đấy, cứ comment số ký để nhân viên nhà em coi còn hàng thì nó có 2-3 mẫu như này thì trúng cái nào trúng nha mấy chị nha. Do bán lỗ rồi thì trúng cái nào trúng nha. Đấy, cái mỗi mẫu em còn size số 1 số 2 thôi. Còn size số 1 số 2 nên sẽ cho mấy chị luôn. Nhớ là chia sẻ giùm em thì bên em mới chốt, cũng không chia sẻ không chốt hàng. Cứ chị nào không chia sẻ là không chốt hàng vì cái mẫu này đang bán lỗ rồi mấy chị. Không có lời lãi gì đâu nên là không có ấy được. À, chị chốt chị nào có chia sẻ thôi. 39 như mấy? 39 với 65.000. Rồi màu xanh cái kiểu đây em còn bộ nè. Đó, chị nào thích thì em để luôn cho mấy chị cái bộ màu cái nãy là xanh dương, còn này là xanh cái quần nó bo bo nè.
Ê, nó khác nhau xíu như này mấy chị, quần bao bao vải đẹp, vải mát đẹp luôn. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em luôn. Đấy, đẹp không mấy chị ơi, 39.000 luôn nha mấy chị nha, cho nó máu nha. Duy nhất một ngày hôm nay thôi, chị nào mà tắt like rồi inbox qua cho em nói trước nha mấy chị nha, nói trước khỏi mất lòng. Tắt like rồi chị chốt trên livestream thôi, tắt like mà có muốn mua thêm. Có muốn mua thêm mẫu này mẫu kia nữa, vui lòng không mua hàng với giá này là cái thứ nhất. Cái thứ hai, chụp màn hình gửi qua cho em cũng không được giá này, tới shop mua cũng không được giá này luôn, vì giá này là em bán lỗ. Đấy, bán lỗ nên là chị chốt số lượng ít thôi, chứ chốt nhiều quá là em đi bộ đội luôn á chị. Đấy, nên là chốt thích mẫu nào chốt trực tiếp cho livestream giúp em thì bên em mới chốt hàng nha mình. Thôi bộ xanh số 30 này, chị nào lấy xanh số 30 chú em mã xanh số 30, còn bộ bán luôn cho chị 39.000. Chốt vàng cho chị Nguyễn Tiết Ngon là 10. Chốt vàng 10 cho chị Võ Ngân Giang. Chốt vàng 18 cho chị Vi Ngô. Chị Huỳnh Lỹ, em cảm ơn chị Huỳnh Lỹ rất nhiều nha chị yêu nha. Cảm ơn chị yêu nha. Rồi chị Nguyễn Tiết Ngon có rồi nha chị. Cái này nó khác nhau xíu xíu, thì chị nào thích cái nào quên, chị nào lấy thì cứ comment lên để nhân viên em lấy hàng nha. Màu vàng thì em chốt Boloso, còn màu xanh em còn một bộ này. Chị nào lấy xanh số 30 comment cho em mã xanh số 30, sale cho mấy chị 39.000. Sale luôn cho mấy chị 39.000 luôn mấy chị ơi, cho nó máu luôn. Còn size nhỏ nhỏ em sale luôn cho mấy chị luôn. Rồi chị này chưa chia sẻ bài là không, em không chốt đơn được nên mình đừng ý kiến giùm em nha. Rồi đừng hỏi sao mà comment lên. Chị Nguyễn Hậu ơi, chưa chia sẻ không chốt hàng nàng ơi. Không chia sẻ không chốt hàng được nha chị Nguyễn Hậu yêu thương nha. Không chia sẻ không chốt hàng được, bán lỗ mà còn bán không chia sẻ cho em nữa. Thôi cho em đâu chốt hàng được. Đấy chị chốt cho chị nào có chia sẻ thôi. Xíu nữa mà em tắt livestream mà qua nó sao con mày hả? Mày bán trên livestream 39.000 mày bán người ta 60.000 là vẫn 60.000 nha chị nha, đừng kiện cáo chị em mất lòng nha. Nha chị Hậu nha, chứ để qua shop nó chứ sao mày bán livestream 39 mày bán cho chị mày tới 60.000. Rồi chị em kình cãi mất lòng nha chị yêu nha. Chia sẻ giùm em đi, bên em sẽ chốt hàng và tới ghế shop lấy nha chị yêu nha. Rồi qua mẫu, qua mẫu. Rồi cái này em còn mấy cái nè. Rồi không vừa nha chị nào không, em không đọc tên là một là mình chưa chia sẻ, hai là mình không vừa số ký nên em không chốt đơn được nha. Rồi cái này trời, em còn mấy cái đồ 39.000 xinh lắm luôn nè, em còn một cọc đây nè mà em không có thời gian em like nè. Rồi cái này đẹp. Rồi cái gì đây mà đẹp xuất sắc luôn nè mấy chị ơi, đẹp xuất sắc luôn nè. Rồi em sẽ lên tiếp cái bộ thể thao màu đỏ, em còn size đại nè mấy chị, cái máy của chị sao nó bị đơ rồi. Rồi đợi em xíu nha mấy chị nha, cái máy của em nó bị đơ, em không thấy được comment luôn rồi mấy chị ơi. Rồi em còn màu đỏ nè, chị nào lấy đỏ thì chốt em mã đỏ luôn, còn màu cam luôn em lên luôn màu đỏ và màu cam, em còn vài bộ size đại nè. Mỗi mẫu còn có 2-3 bộ thôi nên là chị nào thích thì nhanh tay giùm em chốt đơn luôn cho. Đấy rồi size đại là 65.000, chị nào lấy cái thể thao màu đỏ hoặc là màu gì đó thì lên màu giùm em. Tí có gì chú inbox em nha. Hồi dạ vâng, xíu nữa nói chung là chiều nay làm kịp thì em làm, còn không thì ngày mai em sẽ chị nào mà gọi điện không nghe máy gì đó bên em đều chụp hình gửi qua tin nhắn hết, nên mấy chị cứ chép tin nhắn là sẽ có đơn hết. Chủ yếu mấy chị mà muốn mua hàng là kiểu gì bên em cũng gửi được, còn chị nào không mua hàng là bó tay không có chia được. Nợ xanh 14 cho chị Nguyễn Đến. Rồi chị Nguyễn Đến rồi chị okay. Thanh cho em phát 1 ký vàng nha chị. Rồi em lên tiếp cái bộ thể thao size đại là màu cam với lại màu đỏ này, chị nào lấy màu cam chốt cam, lấy đỏ chốt đỏ luôn giùm em còn mỗi mẫu vài bộ thôi, thì size đại là đến khoảng 25-26 kg gì đó là tùy màu nha mấy chị nha. Mấy chị cứ lên số ký rồi để nhân viên em coi còn size không nha. Đấy, màu cam với màu đỏ, chị nào nãy chuột những cái mẫu kia thì mình chốt lại giùm em mẫu này, em còn 2 mẫu này là hàng size đại. Đấy, em còn 2 mẫu này là hàng size đại, chị nào lấy nữa comment giùm em luôn, còn hàng size đại nha mấy chị nha. Đấy, rồi giá là 65.000 hàng size đại nè, màu cam với lại màu đỏ đi mấy chị. Nãy chị nào thích màu đỏ hàng size đại thì chưa có mẫu kia thì mình chốt qua giùm em mẫu này size đại. Rồi vàng 18 em hết rồi nha, chị chia tay mình chốt qua mẫu khác nha. Rồi vàng 18 hết rồi, chị chia tay đổi qua, em sẽ đổi cho chị qua cái mẫu này nè. Đợi em chút xíu em sẽ đổi qua cho chị cái mẫu này luôn. Đây cái mẫu Puma này chị, mẫu Puma này size 18 kg là cái bộ em đang cầm luôn đây. Đấy, cái chị chia tay đổi qua mẫu này em đổi cho. Mẫu Puma này em còn ít nè, còn vài set nè. Đấy, còn size cho đến khoảng 25-26 kg đó là tùy mấy chị có lên số ký rồi để nhân viên em coi còn size không nha. Tầm 23-25 kg gì đó tùy mẫu nha. Thôi lên số ký để nhân viên em chốt hàng luôn. Không, nhà em vẫn gọi chị tại vì khách quen đó thì có thể là không gọi chụp hình gửi qua, nhưng mà đa số khách lạ thì nhà em đều gọi hết, coi thử là có đúng số điện thoại hay không, chứ nhiều khi mấy chị cho em số điện thoại sai á. Em sợ trường hợp đó chia sẻ rồi mà không được thôi chị. Cố gắng chia sẻ giùm em mấy chị ơi, hàng nhà loại đẹp mà rẻ họ mua nhiều lần lắm rồi. Thôi dạm cảm ơn chị Nguyễn Tiến Ngon rất nhiều luôn nè. Một ngày như này là không biết bao nhiêu khách khách họ vô họ khen em luôn, thật sự nãy giờ em ngồi nở mũi luôn mấy chị ơi.
Đấy, nở mũi yêu thương luôn nha. Rồi cái bộ bume này sale cho mấy chị là 65 ngàn luôn. Rồi 65 ngàn coi còn size nhỏ không, em sale cho mấy chị size nhỏ luôn màu vàng ơi. Số 1, số 2. Rồi màu vàng size nhỏ sale luôn cho mấy chị 39 ngàn luôn cho nó móng mấy chị ơi. Màu vàng size nhỏ còn size số 1, số 2 luôn. Còn size bí bí là tầm 9-10kg đổ lại là mang vừa nha. Đây, size nhỏ thì nó có cái sọc như này, mà size lớn thì nó không có nha đừng chị. Đó, size lớn thì nó làm điềm đạm hơn một xíu thì nó không có làm cái sọc, còn size nhỏ thì làm cái sọc nó khác nhau một xíu siêu nha mấy chị nha. Đấy, size lớn là 65 ngàn, siêu cho mấy chị là size lớn 65 ngàn. Còn size nhỏ siêu cho mấy chị 39 ngàn, chị nào lấy size nhỏ comment giùm em mã size nhỏ này kèm số ký tầm 10kg đổ lại. Đấy, em còn có hai bộ cuối cùng size nhỏ thôi, còn size lớn thì cầm 3-4 bộ gì đó. 4-5 bộ gì đó thì mấy chị cứ lên số ký để bên em cái nào còn size bên em lấy cho nha. Mã bume vàng này lấy bume vàng comment nhanh giùm em mã bume vàng 65 ngàn size lớn và size nhỏ là 39 ngàn. Size nhỏ 39 ngàn và size lớn là 65 ngàn nha mấy chị yêu nha. Nhỏ 39, lớn 65. Rồi nhỏ 39 ngàn, lớn 65 ngàn, lấy màu nào? Rồi đen thôi chị, rồi đen còn luôn chị ơi. Có màu đen nè, đề lên màu đen giùm em luôn ơi. Rồi cho chị bích kho vũ gì đây nè, bume 18kg nè. À, chị Bích Kho Vũ ơi, chưa chia sẻ bên em chưa chốt hàng được nha chị yêu nha. Chia sẻ giùm em duy nhất ngày hôm nay thì chị nào muốn mua hàng thì phải chia sẻ, còn chị nào không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha chị yêu nha. Đấy, chị My Nguyễn nè. Chị My Nguyễn chưa có số điện thoại. Rồi chị My Nguyễn ơi, lên giùm em là kèm số điện thoại ngày hôm qua. Như em nhớ là chị có đặt một bộ chưa đủ đâu mà em nhắn tin không thấy mình trả lời. Đó thì ít nhất là mấy chị giống như cái phép lịch sự thôi, mấy chị mua chưa đủ đơn bên em vẫn nhắn tin, thì ví dụ mấy chị báo là em tiếng ồn giữ đơn hay như thế nào để bên em biết lần sau bên em còn chốt đơn cho mình tiếp nha mấy chị nha. Chứ để em nhắn tin cho mình mà thấy mình phản hồi gì hết đó chị My Nguyễn nha. Đấy thì lần sau á, nếu mà nhiều trường hợp như vậy lần sau bên em sẽ bỏ mình vào danh sách đi và sẽ không chốt hàng cho mình được nữa. Đấy, cố gắng thì ví dụ mình lựa chưa đủ đơn thì bên em vẫn thông cảm nha mấy chị, bên em vẫn xả đơn nhưng mà nhắn cho mấy chị một tiếng ừ chị chưa đủ đơn như vậy chị có muốn em giữ đơn hay là lựa tiếp gì không. À, không mấy chị nó ừ thôi xả đây chị để lần sau chị đặt tiếp thì chị em mình vẫn vui vẻ thôi. À, chứ còn mấy chị im lặng luôn thì em những trường hợp như vậy thì nhiều lần quá bên em xin phép là không chốt hàng nữa nha mấy chị yêu nha. Hãy cố gắng là nhớ là báo phản hồi giúp em lại một tiếng. Bao nhiêu với bao nhiêu? Rồi 39 với 65 ngàn luôn. Mã bume, chị nào lấy bume chốt bume giùm em. Đấy, bume lấy bume chốt bume giùm em nha mấy chị nha. Rồi em còn thêm một màu nữa là màu đen, vẫn tương tự như vậy, 39 ngàn và 65 ngàn size lớn, 39 ngàn size nhỏ. Chị nào lấy size nhỏ comment size nhỏ và lấy size lớn comment size lớn giùm em là kèm số ký để bên em lấy hàng nha mấy chị nha. Đấy, bume size nhỏ là còn số 1, số 2 thôi mấy chị, còn số 1, số 2 thôi, em hết size lớn, hết size 4, 5, 6, 7 rồi. Chỉ còn size 1, size 2 thôi, xem cho mấy chị 39 ngàn và size lớn là 65 ngàn, bume màu đen. Đó, màu đen vẫn tương tự là cái size lớn nó không có cái sọc ở phía bên nha mấy chị nha, nó chỉ có màu đen và in hình cái con bume đây thôi. Đấy, màu đen luôn, chị nào lấy đen chốt đen luôn giùm em. Rồi em qua mẫu nha. Chốt vàng cho chị Bích Kho Vũ 18. Chốt vàng 2 bộ cho chị Mộc Nhã Uyên 10-26. Rồi em qua mẫu tiếp theo này, chị nào lấy cái bume màu nào lên giùm em mã bume kèm màu. Rồi em có một cái yếm này em tặng cho mấy chị luôn. Rồi em có một cái yếm này là em tặng cho mấy chị luôn nha. Chị nào lấy tặng comment cho em mã tặng này. Cái yếm này chắc tầm khoảng 14-15kg mang vừa. 14-15kg mang vừa, yếm hình con sư tử này tặng này. Chị nào lấy tặng chốt tặng giùm em nè. À, lấy tặng thì chốt tặng giùm em nha mấy chị nha. Chị nào lấy tặng chốt tặng luôn, 14-15kg mang vừa tặng cho chị nào có đơn nha. Đấy, em còn một cái yếm cuối cùng tặng cho mấy chị luôn. Chị nào lấy tặng chốt tặng giùm em. Rồi lấy tặng chốt tặng giùm em nè. Hãy 14-15kg mang vừa này, chị nào lấy tặng chốt tặng giùm em. Rồi em qua mẫu tiếp theo này cho em một cái mẫu tiếp theo. Chốt chị Phạm Diễm đen 8. Rồi còn cái mẫu thể cho em cái mẫu thể thao màu vàng vàng vô đây luôn ơi. Rồi chị Bích Kho Vũ có đơn rồi nha chị ơi, chọn giùm em đủ đơn để em trên 100.000 bên em gửi đơn cho mình nha. Rồi đen 10 em hết rồi chị ơi. Rồi em qua mẫu tiếp theo này, chị nào lấy mẫu nào nữa thì lên đầy đủ cú pháp để nhân viên em lấy hàng nha mấy chị yêu nha. Rồi em chốt mẹ tặng cho chị Nghiêm Nguyễn. Rồi tặng cho chị Nghiêm Nguyễn nè. Rồi em qua mẫu tiếp theo là bộ ngố bé gái nha mấy chị nha. Bộ ngố bé gái em còn ít, em siêu rẻ cho mấy chị luôn. Bộ ngố này, bộ ngố hình con vịt này sale cho mấy chị là 49 ngàn một bộ nha. Rồi 49 ngàn một bộ luôn. Chị nào lấy cái bộ con vịt này comment cho em mẹ vịt nè. Rồi em chốt bộ vịt. Thêm mã bume đen cho chị Bích Kho Vũ 18. Rồi vịt em có hai màu, màu đen với lại là màu trắng nha mấy chị nha. Vịt màu đen với lại màu trắng, chị nào lấy vịt màu nào lên giùm em là mã vịt kèm màu nha.
Rồi mẹ mẹ vịt kèm màu nè. Đấy cái quần của nó là cái quần hộ ôm ôm và rất rất như này nha. Vịt kèm màu luôn, xem cho mấy chị là 49.000 một bộ. 49.000 vịt đen với lại là vịt trắng. Thôi nhưng mà em chỉ còn size nhỏ nhỏ thôi, hình như là tầm số 3 số 4 gì đó là mang vừa. Số 2 số 3 số 1 số 2 số 3. Số 3 là tầm khoảng 12 13 cái đổ lại là mang vừa nha. Chị nào lấy vịt màu nào lên giùm em mã vịt kèm màu, em có hai màu, màu đen với lại màu trắng, sale luôn cho mấy chị bộ con vịt này với giá là 49.000 một bộ. Rồi 49.000 nè, vịt cưng lắm mấy chị ơi. Cái áo nó hơi rộng rộng và kèm cho mình cái quần ôm và rất rất như thế này nha mấy chị nha. Đây hai màu. Rồi vịt màu đen với lại vịt màu trắng 49.000, lấy vịt màu nào lên giùm em là vịt kèm màu. À, bộ nó ở phía sau thôi chị, dạ có hai màu rồi chị ơi. Bộ nó ở phía sau là em có hai màu, màu xanh với lại là màu trắng thôi nha chị nha. Hai màu đó là hai màu đặc trưng, em chỉ có hai màu thôi. Em chỉ có hai màu thôi nè. Rồi chị Lê Phương Thanh vàng, vàng 9. Rồi chị Lê Phương Thanh nè, vàng bu me 9kg nè, ok chị nè. Rồi chị Mập Nhã Uyên hồi chị size đại nam hồi chị biến cho chị là 30kg hay bao nhiêu em quên rồi ta. Chị Mập Nhã Uyên ơi biến cho chị bao nhiêu ký vậy chị. Rồi vịt đen hoặc là vịt trắng lên giùm em là vịt kèm màu xeo cho mấy chị là 49.000 một bộ. 49.000 một bộ con vịt nè, lấy vịt màu nào lên giùm em mã vịt kèm màu nè. Đấy vịt kèm màu nha mấy chị yêu nha, vịt kèm màu luôn giùm em 49.000. Rồi bộ vịt dạ, con gái mấy chị ơi. Con gái chị ơi, con gái nha chị yêu nha. Vịt này là của con gái, em còn size nhỏ nhỏ hả mấy chị. Chị nào size nhỏ thì chốt nha, chị nào lớn quá em sợ không vui, em chỉ còn size nhỏ nhỏ thôi. Rồi em chốt vịt đen 12 cho chị Nghiêm Nguyễn. Vịt trắng cho chị Tô Hiệp là 14. Rồi bu me đen 13kg em không, em hết rồi nha chị ơi. Vịt trắng 17 không vừa. Rồi em qua mẫu tiếp theo là một cái váy nhũ nè mấy chị, em còn 2-3 cái cuối cùng siêu rẻ cho mấy chị luôn là. Rồi còn 2-3 cái này coi xài. Rồi cái váy nhũ đây nè mấy chị ơi, váy nhũ đây là rất là hot luôn mà bây giờ nó rớt ra còn vài cái cuối cùng em siêu cho mấy chị là 29.000 một set nha mấy chị nha. 29.000 mấy chị, bao gồm cho mình một cái áo lợt ta như thế này, nó có một cái nơ phía bên nha mấy chị nha. Đấy và kèm cho mình cái chân váy, cái này là nguyên một set như thế này, chân váy ôm em có hai màu, màu đỏ đô với lại là màu xám, màu bạc. Còn mình có một chốt. Rồi, còn số 1, số 2 hả? Số 1. Cái mẫu này em còn số 1 với chị, nhưng mà số 1 là cho bé tầm từ 9kg cho đến khoảng 12kg mang vừa. Bé nào mà gầy gầy thì 12-13kg mang vừa, do cái set này yêu cầu phải mặc ôm thì nó mới đẹp. Đấy, mặc ôm thì nó mới đẹp nha mấy chị nha. 12-13kg là mang vừa, từ 9 cho đến 12-13kg mang vừa. Đó, bé nào mà tròn bụng quá thì em sợ nó hơi chọc cái bé gầy gầy là vô, từ 13-14kg đó cũng mang vừa luôn. Đấy, rồi bao gồm cho gồm mình một cái áo lệch vai như thế này nè. Đó, mình mặc nó lệch vai như thế này nha mấy chị nha. Và kèm cho mình một cái chân váy ôm như thế này luôn. Rồi sẽ cho mấy chị là 29.000. Chị nào lấy set 29 comment cho em mã set 29.000 có hai màu. Rồi set màu bạc hoặc là set màu đỏ giùm em. Rồi set màu bạc hoặc là set màu đỏ nha mấy chị nha. 29.000. Chị nào lấy set màu nào lên giùm em mã set kèm màu. Rồi có mình nhũ vàng, nhũ đỏ hoặc là nhũ bạc size số 1 chốt đơn mấy chị ơi. Mặc đi ăn đám cưới đám đồ là rất là xinh luôn. Mùa này nóng rồi, nhiều khi mấy bé đi tiệc đi đồ là mặc cái này là bao xinh luôn. Rồi có hai màu xẻ luôn cho mấy chị là 29.000, size từ 9kg cho đến 12-13kg nha. Cái này nó co giãn cực kỳ. Đấy, nó co giãn cực kỳ luôn nha mấy chị nha. Đấy mà mặc ôm thì nó mới đẹp lận, còn mặc rộng thì nó phùng phình ra nó xấu lắm. Mặc ôm nó mới đẹp. Rồi xẻ luôn cho mấy chị là 29.000. Chị nào lấy nhũ bạc hoặc là nhũ đỏ thì comment giùm em. Rồi lên giùm em là vừa thì mình hẳn lấy nha mấy chị. Rồi nha, comment là size 1 giùm em ạ. Comment nhũ đỏ hoặc là nhũ bạc size số 1 em chốt đơn ạ. Rồi em qua mẫu tiếp theo mấy chị ơi. Trời cái áo con gấu này mấy chị có nhớ cái áo con gấu là đợt vừa rồi em livestream mà em có mặc cái áo con gấu là áo mẹ và bé không mấy chị ơi? Áo mẹ và bé mấy chị nhớ không? Em sẽ lên luôn cho mấy chị luôn, em có hai màu. Áo con gấu này em có hai màu nha mấy chị nha. Cái này là cái áo của nó là cái áo cặp. Rồi cái áo cặp đây là em mang vừa nè mà em cho em mang cái áo hơi to chứ không em trồng cho mấy chị xem. Đây nè. Thôi mấy chị đợi em một xíu em trồng cho mấy chị xem nha. Cái này là áo mẹ và bé mà bây giờ nó rút ra còn vài cái thôi, em sẽ trồng luôn cho mấy chị xem. Đợi em xíu nha, em qua đây chút. Rồi em chốt cho chị Ly Jolie là nhũ bạc là size 1 nè. Rồi chốt cho chị Nguyễn Thị Hệ là nhũ bạc size 1 nè. Rồi chị nào comment nhũ vàng, nhũ đỏ hoặc là nhũ bạc em chốt đơn ạ. Em còn size số 1 thôi, chị nào chốt size 1 thì em chốt cho mình nha. Rồi đây,
Đó là cái áo con gấu cặp như này nha mấy chị nha. Đây cái áo của mẹ thì em còn có một hai cái thôi, chủ yếu là còn áo biếc, sẽ trồng cho mấy chị xem luôn. Đây là cái áo hình con gấu úp ngược nè. Rồi xem cho mấy chị luôn cái áo con gấu này với giá là 39.000. Cho em miếng nước đi ha. Rồi em chốt cho chị Nghiêm Nguyễn là nhũ đỏ với bạc là size 1 luôn nè. Rồi cái áo con gấu này là em có hai màu. Áo con gấu úp ngược này mấy chị, ở phía sau là hình con gấu úp ngược như thế này luôn nha. Em có hai màu, màu đen với lại là màu trắng. Chị hai vô lấy cho em miếng nước. Em cắt nước đi. Rồi có hai màu trắng và màu đen, chị nào lấy áo gấu màu nào lên giùm em là áo gấu kìa màu. Cái này là size nó hơi nhỏ hơn em một xíu nên mặc hơi ôm nha mấy chị nha. Rồi chị nào mà mẹ nào mà tầm từ 45kg đổ lại là mang vừa cho em là 48kg nên em mặc cái size S nó hơi chọc một xíu. Đó, rồi áo mẹ cũng xẻ luôn cho mấy chị là 39.000 luôn. Đấy, chị nào lấy áo mẹ comment cho em mà áo mẹ, lấy áo bí comment cho em mà áo bí nha. Áo bí là tầm khoảng 24-25, khoảng 24kg đổ lại là mang vừa. Rồi 24kg đô lại mang vừa có hai màu trắng và màu đen nè. Áo hình con gấu úp ngược nè mấy chị, xẻ luôn cho mấy chị là 39.000 một cái nha mấy chị nha. 39.000 quá rẻ luôn, không ở đâu bán luôn. Áo hình con gấu úp ngược nè. Đấy, size của mẹ và bé, áo này là áo cặp của mẹ và bé. Nhưng mà bây giờ nó còn rớt ra vài cái thôi nên em sẽ sale luôn cho mấy chị luôn 39.000. Có hai màu trắng và màu đen, size của bé là tầm 25kg. Chị Nguyễn đến. Rồi tầm 24-25kg đổ lại là mang vừa hai màu trắng và màu đen nè. Đó, chị nào lấy áo gấu màu nào lên giùm em mã áo gấu kèm màu. Đó, áo của mẹ thì còn có một hai cái gì thôi. Chị nào thích áo của mẹ thì comment giùm em mã áo của mẹ nè. Rồi bu của mẹ còn 4XL. Mẹ con mình số ký nè mấy chị ơi, con mình số ký gấu trắng hoặc là gấu đen kèm số ký về số mẹ là còn 4XL nè mấy chị ơi. 4XL này nó to lắm luôn. Cái này đáng lẽ là cái này em bận nó vừa hơn nó vừa bạn hơn nè. Đấy 4XL là tầm khoảng từ 53-54kg là mang vừa. Đấy 54XL là tầm 55 khoảng 56-57kg đổ lại là mang vừa nha mấy chị nha. Đó chị nào lấy áo mẹ comment áo mẹ mà lấy bí comment giùm em mã bí. Rồi em chốt gấu đen cho chị Chi Tây là 18 với lại mẹ size lớn nhất. Rồi áo gấu kèm ký giùm em nha mấy chị nha. Đó cái áo em đang mang là size S nên là mẹ nào mà tầm khoảng 45kg đổ lại khoảng 44kg đi, từ 38 cho đến 44kg là mang vừa nha mấy chị nha. Và em còn một cái áo lớn là size 4XL là tầm khoảng 57kg đổ lại là mang vừa. Đó chị nào lấy thì comment đầy đủ cú pháp giùm em để nhân viên nhà em lấy hàng nha mấy chị luôn nha. Đấy áo gấu siêu cho mấy chị 39.000, áo này đẹp lắm mấy chị thật sự luôn. Với lại là cái thứ nhất, cái thứ hai là cái hình của nó lạ nữa mấy chị. À, ở phía sau là hình con gấu úp ngược ở phía sau nè. Đấy phía trước là hình con gấu và phía sau là hình con gấu úp ngược. Rất là đẹp luôn. Màu trắng và màu đen, chị nào lấy màu nào lên kìa màu giùm em siêu cho mấy chị 39.000 một cái. Rồi chị Phan Thị Phóng ơi lên giùm em số màu trắng hoặc màu đen chị ơi. Rồi kèm màu giùm em để nhân viên nhà em lấy hàng nha mấy chị yêu nha. Rồi em có một cái 4XL em chốt chị Chi Tây rồi ạ. Rồi qua mẫu nha, chốt nhanh giùm em còn có vài cái thôi, mỗi màu em còn có vài cái thôi nên là chị nào thích thì nhanh tay giùm em nha. Hai màu trắng và màu đen. Size của bé là tầm 25kg đổ lại là mang vừa, khoảng 24-25kg đổ lại là mang vừa. À, lấy comment nhanh giùm em nha. Hàng đẹp hi hi rồi, chị Hồng nhận hàng đẹp hi hi nè. À, gấu 12kg nè. Mẹ 42kg. À, mẹ 42kg nè, ok nè. Màu trắng không? Không có. Rồi bây giờ em hết áo mẹ rồi, chị nào cho mình áo tra màu em bé thì em chốt ạ. Em hết của mẹ rồi nha mấy chị nha. Mẹ có hai cái màu đen thôi, còn màu trắng thì em chỉ còn của bé thôi nên là mấy chị mua cho bé nha. 39.000 một cái thôi. Đó mấy chị mua cho bé giùm em nha. Có 39.000 một cái thôi mấy chị. 14 kg đen. Rồi nhanh tay giùm em nha. Rồi em chốt được cho chị Nguyễn đến là áo mẹ và bé là 14, mẹ là 44kg. Mẹ hết rồi mấy chị ơi, mẹ hết rồi mấy chị comment của bé giùm em để bên em lấy hàng nha. Của mẹ hết rồi, có hai cái thôi. Áo này em bán đợt trước còn rồi. Còn cái đang mặc á. À, hết rồi. Còn cái hả? Cái đang mặc á. Ờ còn cái đang mang nè, còn cái đang mang là cho mẹ còn cái đang mang là mẹ 42, 43, 44kg thôi nha chị nha, chứ còn hết rồi. À, rồi chị nào lấy thì nhanh tay áo gấu úp ngược nè. Hết rồi. À, trắng và màu đen nha. Rồi nhanh tay em qua mẫu. 18 cái đen. Rồi chốt cơ mình áo bí giùm em, áo mẹ bây giờ em hết rồi. Rồi cái váy này mấy chị ơi xinh lắm luôn. Ủa mẹ còn cái đó. Rồi mẹ còn cái size nhỏ nè. À, bộ thở sau lưng bao nhiêu chị? Dạ bộ thở thôi chị, bộ thở là 49.000 một bộ nha chị yêu nha. Bộ thở 49.000, rồi em sẽ like cái bộ hai giày cho mấy chị lượng xíu nha. Cho chị Vi Ngô 18kg đen.
Rồi chị Vi Ngô 18kg đen là có đơn nè em, ok nè. Rồi mẹ hết rồi chị ơi, mẹ mà size lớn hết rồi, mẹ còn cái size nhỏ nào không? Mẹ còn size nhỏ nhất. Rồi mẹ em còn, chị ơi mẹ thì em còn size nhỏ là tầm 44kg đô lại, là mang vừa từ 38 cho đến 44kg thì em còn nha chị yêu nha, chứ còn mày size lớn hết rồi. Size lớn hết rồi, chị nào lấy áo gấu nữa nhanh tay comment giùm em áo gấu em qua mẫu nè. Rồi em có một cái váy này sẵn cho mấy chị 39.000, cái váy này tầm khoảng 20 cho đến 25 từ 22 cho đến 25kg mang vừa. 22 cho đến 25kg mang vừa nha mấy chị nha, cái này mà mấy chị mặc với một cái quần ôm ở phía sau nữa là rất là đẹp luôn. Đấy, hàng Quảng Châu mấy chị vải đẹp cực kỳ. Đấy, nó rớt ra một cái cuối cùng sẵn cho mấy chị là 39.000 váy trắng, chị nào lấy váy trắng cho em mẹ váy trắng 39.000. Đó, cái này mấy chị mặc với cái quần ôm mang cái đôi giày nữa. Đấy, bao đẹp, bao sang chảnh luôn. Rồi 39.000 váy trắng này, chị nào lấy váy trắng cho em mẹ váy trắng này. Đó, váy trắng 39.000 size từ 20 cho đến quần từ 22 cho đến 25 26 kg mang vừa nha mấy chị nha. Bí nào mà tròn tròn 27 kg mang vừa. Đó, chị nào lấy váy trắng chốt váy trắng luôn giùm em. Rồi 9kg nhiều lắm chị Cẩm Ngọc ơi, 9kg nhiều lắm. Rồi em chốt áo gấu đen 38kg cho chị Ly Jolie. Rồi. Rồi 9kg nhiều lắm chị ơi, biết chị là biết trai biết gái comment lên cho em biết nha chị nha. Comment lên cho em biết để em lấy hàng. Rồi em qua mẫu tiếp theo là cái bộ 2 dây này, em sẽ like một hai mẫu 2 dây cho mấy chị nào muốn mua mẫu 2 dây thì comment giùm em luôn. Rồi đây nha chị yêu nha. Đây bộ 2 dây hoa cúc nè, cúc vàng nè, chị nào lấy bộ cúc vàng comment với mẹ cúc vàng siêu cho mấy chị là 49.000 một bộ. Đó là những cái bộ 2 dây em đang ở treo ở phía sau, em sẽ like một hai mẫu cho mấy chị xem. Rồi bộ cúc vàng này chị là lấy cúc vàng comment cúc vàng 49.000. Cúc vàng 49.000 nha mấy chị nha, size tầm 16kg đổ lại là mang vừa, size nhỏ nhất là tầm từ 7kg cho đến 16kg. 7 cho đến 16kg mang vừa 49.000, chị nào lấy cúc vàng comment cúc vàng 49.000. Rồi cúc vàng 49.000 nha. Rồi em chốt áo gấu đen là 40 với 12 cho chị Nguyễn Ngân. Rồi cúc vàng 49 nè, lấy cúc vàng comment cho em mã cúc vàng 49.000. Rồi em sẽ lên cái bộ màu da nè. Cái này là hình con thỏ này, chị nào lấy thỏ comment cho em mã thỏ nha. Rồi cái này là hình con thỏ nè mấy chị, cái áo phía dưới nó có bèo bèo nè. Đó, chị nào lấy thỏ thì comment cho em mã con thỏ. Thỏ 49.000, lấy thỏ comment cho em mã thỏ nha mấy chị nha. Thỏ 49.000. Đấy, em sẽ like một hai mẫu cho mấy chị xem thôi, chị nào muốn lấy thêm thì cứ nhìn sau lưng em á nha. Rồi thỏ 49.000, chị nào lấy thỏ chốt thỏ luôn giùm em. Thỏ 49. Rồi em qua mẫu nè. 60kg em hết rồi chị ơi. Rồi bây giờ lên cái hàng gì đây. Rồi em còn một mớ đồ lẻ size nè. Rồi có một cái váy nè mấy chị, có một cái váy hơi siêu cho mấy chị là 39.000 váy trắng nè. À, váy trắng này size tầm 12-13kg mang vừa. 12-13kg mang vừa, váy trắng công chúa nha mấy chị nha. Phía sau có lơ có thắt eo nè. Tôi sale cho mấy chị là 39.000 váy trắng. Chị nào lấy váy trắng cho mẹ váy trắng 39.000 size 12 cho đến 14kg mang vừa. 12 cho đến 14kg mang vừa 39.000. Chị nào lấy váy trắng chốt váy trắng giùm em. Váy trắng 39.000. Tôi váy trắng 39.000 nha. Chị nào lấy váy trắng chốt váy trắng luôn giùm em 39.000. Rồi em có mấy cái áo này mấy chị, trời áo này áo hàng Quảng Châu, áo này là hàng chuyên shop luôn nè, bao xinh luôn. Đấy, bé trai bé gái đời mang được luôn nha, phía trước nó có hàng nút như thế này nè. Đó, xinh chưa. Rồi sale cho mấy chị luôn áo này 39.000, chị nào lấy áo hồng chút em mã áo hồng nè. Màu hồng đây là màu hồng ruốc mấy chị, em còn hai cái cuối cùng. Màu hồng ruốc này còn hai cái, bao xinh bao đẹp, nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em luôn. Rồi size cho bé tầm 22kg đổ lại là mang vừa. Còn size từ 17kg cho đến 22kg nha. 17 cho đến 22kg mang vừa. Chốt váy trắng cho chị Nguyễn Thị Huệ. Rồi 17 cho đến 22kg mang vừa siêu cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy áo hồng chú em áo hồng 39.000. Biết trai biết gái đều mang được, cái màu này là màu hồng rút mấy chị, nó tây cực kỳ. Nhìn vô nó tây nó lại cực kỳ luôn, chứ hàng Việt Nam không bao giờ có mấy chị, hàng tim mạc nè. Đấy 39.000, chị nào lấy áo thì comment giùm em áo hồng 39. Rồi áo hồng 39.000 nha. Rồi cái áo đây hồi nãy là em còn vài cái nè, giờ nó còn lẻ ra một cọc đây nữa nè. Rồi cái bộ FF bé gái này. Bộ FF bé gái này hàng không có mà bán. Bữa nay nó rốt ra một bộ này mấy chị ơi, bơm hàng nè, hàng bơm nè. Đó, xả hàng bơm cho mấy chị luôn. Bộ FF bé gái size này tầm khoảng 14-15kg mang vừa. Rồi 14-15kg mang vừa bộ FF này, chị nào lấy FF comment cho em mã FF xả luôn cho mấy chị 39.000. Rồi FF em xả luôn cho mấy chị 39.000 một bộ nha mấy chị nha. Quần của nó là phía trên là lưng bo như thế này, phía dưới có bo. Nó kèm cho mình một cái áo nè.
À, áo đính đá, cái này là đính kim cương như thế này luôn nha mấy chị nha. Rồi sẵn cho mấy chị bộ này 39.000, bộ FF của bé gái 39, chị nào lấy bộ FF comment cho em mã FF 39.000. Đấy, bộ FF này của bé gái 39.000, size 14-15kg mang vừa. Rồi 14-15kg mang vừa 39.000, chị nào lấy FF comment cho em mã FF 39.000 nè. Rồi FF 39.000 nha mấy chị yêu nha. Rồi comment FF cộng số ký lên mấy chị ơi. Rồi áo màu xanh này sẽ luôn cho mấy chị là 39.000, áo xanh, chị nào lấy áo xanh chốt áo xanh luôn giùm em. Áo xanh này sẽ luôn cho mấy chị là 39.000 này, size này tầm 16-17kg mang vừa. 16-17kg mang vừa 39.000 áo xanh này, chị nào lấy áo xanh chốt áo xanh. Áo này áo hàng cao cấp nha mấy chị nha. Đấy, nhận hàng không đẹp cứ hoàn trả lại cho em luôn, 39.000 size 16-17kg mang vừa. Rồi 16-17kg mang vừa 39.000 áo xanh, lấy áo xanh chốt áo xanh giùm em. Rồi cũng như vậy luôn mà em có thêm màu trắng nè. Rồi em chốt FF là 14kg với chị Như Nguyễn. Rồi chị Như Nguyễn ok, em có như vậy luôn mà màu trắng. Màu trắng thì còn 2 cái nè. Rồi màu trắng em còn 2 cái nha mấy chị nha. Size tầm khoảng 19kg đổ lại là mang vừa. Đấy, từ 15 cho đến 19kg mang vừa này, 2 cái nè. Màu trắng này chị nào lấy trắng thì chốt em mã trắng. Sẵn cho mấy chị 39.000 còn 2 cái. Đó, size từ 15 cho đến 19kg mang vừa. Màu trắng thì chị nào lấy trắng thì chốt em mã trắng. À, màu xanh còn cái nè, màu xanh còn cái cũng tầm 18-19kg mang vừa nè. Chị nào lấy xanh thì chút mẹ xanh, lấy trắng chút trắng nha. Rồi chị Ảnh Nguyễn ơi, lên số ký lên giùm em ạ. Rồi lên số ký để bên em lấy size cho nó chính xác nha mấy chị yêu nha, chứ để bên em lấy lộn size của mình. Rồi cái này là áo xanh, xanh da trời nè, xanh dương nha. Áo xanh dương, chị nào lấy xanh dương chút xanh luôn, xanh dương giùm em. Áo chủ thêu nè, áo hình cái con đại con bò cạp thêu nè mấy chị. Rồi sẵn cho mấy chị 39.000, size này tầm khoảng 15-16kg mang vừa. 15-16kg mang vừa. Áo bọ cạp nè, chị nào lấy áo bọ cạp chú em ạ. Áo bọ cạp 15-16kg mang vừa. Rồi lấy áo bọ cạp chú, áo bọ cạp nha mấy chị yêu nha. Rồi 39.000 một cái chị ơi. Chú với chị nào có chia sẻ bài viết, rồi chị Quy Võ với lại chị Mốt Thị chưa chia sẻ, bên em không chốt hàng được nha chị yêu nha. Chia sẻ giùm em, bên em mới chốt hàng. Rồi chia sẻ giùm em, bên em mới chốt hàng, còn không chia sẻ bên em không chốt hàng được nha chị yêu nha. Không chia sẻ không chốt hàng được. Rồi em chốt áo xanh 17 là cho chị Ảnh Nguyễn nè. Rồi áo xanh 17 cưới chị Ảnh Nguyễn này, chị nào qua lấy hàng kia nè. Rồi em có một cái váy yếm nè, size này tầm khoảng 15-16kg mang vừa. 15-16kg mang vừa sẽ cho mấy chị 39.000, chị nào lấy cái set yếm comment cho em mã yếm nè. Yếm vàng 39.000, 15-16kg mang vừa, lấy yếm vàng chú yếm vàng giùm em. Yếm vàng 15-16kg mang vừa nha, sẵn cho mấy chị 39.000. 39.000 nè. Rồi đồ bé trai 9kg thôi chị, bé trai bé gái. Ồ bé trai 9kg rồi, đợi em xíu nha. Rồi áo xanh này cho chị Quy Võ này, chị Quy Võ là 14kg á, 14-15kg á, lấy chị Quy Võ một cái đi. Ok chị Quy Võ cho em xin lại số điện thoại nha chị yêu nha. Có rồi. Ok chị Mót Thị ơi, chia sẻ giùm em, bên em mới chốt hàng, còn không chia sẻ bên em không chốt được nha chị yêu nha. Chia sẻ giùm em, bên em mới chốt hàng. Rồi bộ bí chai, bộ màu xanh sau lưng thôi chị. Xanh NY là 55.000 một bộ nha chị nha. 55.000. Rồi em sẽ lên lại cái bộ NY nãy đầu lai. Lên lại cái bộ NY. Rồi đợi em xíu rồi em sẽ lên lại đồ bé trai nha mấy chị nha. Em lên lại cái bộ NY nè. Đó, chị nào mà hỏi bé 9kg thì mình chốt ngay giùm em cái mẫu này luôn. Rồi mẫu này là chữ NY theo nha. Đây chữ NY theo. Rồi bộ này xem cho mấy chị là 55.000, chị chốt cho chị nào mua trực tiếp trên livestream thôi. Đấy, còn tắt like nhiều khi không được giá này nha mấy chị yêu nha. Rồi giá là 55.000, em còn size tầm khoảng 17-18kg đổ lại là mang vừa. 17-18kg đổ lại là mang vừa này, chị nói NY màu nào lên giùm em mã NY kèm màu 55.000. NY kèm màu 55.000 giùm em. 55.000 một bộ nha chị yêu nha. 55.000 có hai màu, màu xanh với lại là màu trắng. Chị nào lấy NY màu nào lên giùm em NY kèm màu. Ôi size nhỏ nhất là tầm từ 7kg cho đến khoảng 17kg mang vừa. 7 cho đến 17kg mang vừa nè. Lấy NY màu nào lên nhanh giúp em mã NY kèm màu. Rồi NY kèm màu giúp em, chị nào chưa đủ đơn cố gắng lựa giùm em đơn trên 100.000 để bên em đi hàng nha. Còn chị nào mà mua dưới 100.000 xin phép là bên em sẽ xả đơn của mình. Nè. Rồi nơi kèm màu mấy chị yêu ơi, chị đã nơi màu nào lên giùm em nơi kèm màu nha. Rồi ship ba lỗ bé gái dạ có nhiều chị ơi, có nha, em đang chuẩn bị lên luôn nè. Đây em đang cầm và em đang chuẩn bị lên mã Buma nè, em đang chuẩn bị lên nè.
Đấy, em đang cầm sẵn rồi, em đang chuẩn bị lên này chị, đợi em xíu nói cái mẫu này xong rồi em lên cho. À, rồi đôi kem màu giúp em mẫu rồi, mẫu nồi đó là bé trai bé gái đều mang được luôn, bé trai bé gái đều mang được nha. Rồi tiếp chốt. Theo là bộ thể thao trắng băng hai cho chị Lương Muội. Rồi cái này là bộ đá banh nha mấy chị nha, bộ đá banh siêu luôn cho mấy chị, bộ đá banh này 55.000 luôn. Đó, bộ đá banh này 55.000 nè. Chị nào lấy đỏ chú em mẹ thể thao đỏ. Thể thao đỏ giùm em 55.000, size từ size nhỏ nhất là tầm từ 7 kg cho đến khoảng 17 kg mang vừa. 7 cho đến 17 kg mang vừa, giá 55.000, chị nào lấy đỏ chú em mẹ đỏ 55. Rồi đỏ 55.000 nha. Đây. Đó, size nhỏ nhất là tầm từ 7 cho đến 17 kg mang vừa. Mẫu thể thao này là của bé trai nha mấy chị nha. Chị nào bé trai thì mình ăn tốt nha. Thôi giá 55.000. Màu đỏ nè, lấy đỏ thì chút đỏ giùm em. Rồi em qua mẫu tiếp theo là mẫu màu đuổi nè. Màu đuổi này có tiêu ra em ta. Rồi. Có tiêu không? À, rồi cho em cái mẫu đuổi đó đây. Dạ có chị ơi, bé trai hộ màu xanh, xanh bô hộ 14kg, màu xanh bô, bé trai hộ. Xanh bô là cái nào sao? Ủa con vịt đó hộ. À rồi con vịt nè. Rồi cái mẫu mẫu đây là em có tổng cộng là hai màu này mấy chị, mẫu đây có hai màu nha, mẫu đây thì bé trai bé gái là mang được luôn. Đó, chị nào mà có bé có cặp thì mình mua một cặp về cho bé mang nha, vậy chắc phải là đuổi. Đấy, rất là bền vải luôn, mặc bao đẹp bao cưng luôn và bao mát mùa hè. Rồi sale cho mấy chị bộ vải đuổi này với giá là 55.000. 55.000 chị nào lấy kem chốt kem và lấy xanh chốt xanh, xanh xanh giùm em. Mẫu này em còn số lượng rất là ít, mỗi mẫu còn vài bộ thôi, size chắc tầm khoảng 15 16 kg đổ lại là mang vừa nha. 15 16 kg đổ lại là mang vừa, sale cho mấy chị bộ này là 55.000. 55.000 một bộ kem và xanh, chị nào lấy màu nào lên giùm em là kèm màu, 55.000 một bộ thôi. Giá chị áp dụng trên livestream em nói trước nha mấy chị ơi nha, giá chị áp dụng trên livestream. Nên là chị nào thích thì mình chốt ngay trên livestream nha, chứ để xíu nữa mà tắt rồi mà chụp hình gửi qua cho em là không được giá yêu thương như thế này nha. Rồi 55.000 có hai màu, màu xanh với lại màu kem. À, bé trai bé gái đều mang được luôn, thích màu nào lên giùm em là kèm màu. Size nhỏ nhất là tầm từ 7 cho đến 15 kg mang vừa. 7 cho đến 15 kg mang vừa, 55.000 kem với lại xanh, lấy màu nào lên kèm màu giùm em. Rồi em chốt cho chị Cẩm Ngọc là thể thao đỏ 9. Rồi chị Cẩm Ngọc thể thao đỏ 9kg nè, ok. Rồi em lên mẹ tiếp theo là mẹ con vịt này cũng sale cho mấy chị là 55.000 luôn. Vịt này em có nhiều màu, có màu em đang treo phía sau á, chị nào thích màu nào comment màu giùm em nha. Có màu vàng nè, màu cam nè, màu đen nè, với lại là màu xanh em đang cầm. Đó, chị nào lấy vịt màu nào lên giùm em, mẹ vịt kèm màu size cũng tầm từ 6kg cho đến khoảng 15kg mang vừa. 6 cho đến 15 kg mang vừa, giá 55.000, chị nào lấy vịt lên giùm em mã vịt kèm màu. Đấy, vịt kèm màu bảng màu ở phía trong đó chị. Màu vàng nè, đó, màu cam nè, màu đen và màu xanh. Đó, vàng, cam, đen và xanh tổng cộng là 4 màu, giá 55.000, size nhỏ nhất là tầm từ 7 kg cho đến khoảng 15 kg mang vừa. Chị nào lấy vịt màu nào lên giùm em mã vịt kèm màu nha. Rồi em chốt đuổi kem cho chị Trà Chanh là 16. Chốt đuổi xanh cho chị Trâm Ngọc là 14. Rồi đuổi sang 12 em hết rồi, chị Lương Muội ơi đổi qua màu cam giúp em nha. Rồi chị Lương Muội đổi qua là màu cam giúp em nha chị nha, chứ màu xanh thì 12 kg là em tạm hết rồi nha chị yêu nha. Rồi thể thao sau lưng em là có nha chị nha, chị lấy màu nào lên màu giùm em. Thử cái bộ siêu nhân á là màu em còn là màu đỏ nè, màu xanh và màu đen, size 9kg, giá là 55.000. Chị nào lấy cái bộ siêu nhân đó comment giùm em mã siêu nhân kèm màu. Đấy, siêu nhân kèm màu giúp em luôn, giá 55.000. Rồi lấy siêu nhân comment giùm em mã siêu nhân kèm màu, chị 20 cho em một bộ siêu nhân vô đây để 5 mẫu cái gì hả? 12. Rồi em chốt chị 2 cho em một bộ siêu nhân em để em cho mấy chị kia xem còn chắc phải. Chốt cho chị Nguyễn Hậu là bộ đuổi kem xanh 2 bộ. Chốt rồi. Kem 12 cho chị Lương Muội. Rồi đây chị ơi, cái bộ siêu nhân đây nè, đó chị nào thích siêu nhân comment giùm em mã siêu nhân kèm màu, em có 3 màu là màu đỏ nè, màu xanh dương và màu đen. Đó, chị nào lấy màu nào lên kèm màu giùm em, size nhỏ nhất là tầm từ 8 cho đến khoảng tùy màu chị, do cái này em còn lẻ size nên mấy chị cứ comment ký để em coi còn size không nha. Đó, tùy màu, như màu đỏ còn 12 13 kg gì đó thôi, đổ lại thôi hết size rồi. Quần có hai túi hai bên như thế này luôn. Đó, bảng màu đen treo phía sau, chị nào lấy siêu nhân màu nào lên nhanh giùm em mã siêu nhân kèm màu, sale cho mấy chị 55.000, giá chị áp dụng trên livestream luôn, bao rẻ luôn mấy chị, thật sự đi mua bộ này không đâu có bán là giá 55.000 luôn. Đấy, 55.000, chị nào lấy siêu nhân màu nào lên nhanh giùm em mã siêu nhân kèm màu, màu đen còn size lớn không ta? Đen 12 vịt màu này. Đấy, lên nhanh giùm em đen 12 kg lấy bộ này luôn ơi. Không á. Phải không? Vịt sao? Vịt kem này. Rồi đuổi xanh 16 kg em hết rồi chị yêu ơi, đuổi xanh 16 kg em hết rồi nha chị Anh Nguyễn nha. 15.
Ôi siêu nhân này, lấy siêu nhân comment em mã siêu nhân em qua mẫu nè. Thịt đỏ xanh 14, kem xanh đó. Rồi em chốt vịt cho kem cho chị Nguyễn đến là 15. Rồi em sẽ qua cái đồ vịt, của bé gái xíu nha. Vịt kem xanh 14 cho chị Quy Võ. Rồi em có một mã là đủ một kem với lại một bộ là mã vịt, chị nào có mình mã nào thì lên giùm em nha. 18kg thôi chị Vi Ngô, 18kg nhiều lắm luôn á chị ơi, thật sự là cái nào nó cũng nhiều mẫu hết á. Cái size 18kg tính ra là nhà em là chắc cũng phải là tầm 20 mẫu á chị. À, mà size nhỏ cũng phải 20-30 mẫu như vậy á, bây giờ em không biết lên cái nào cho nó hợp lý nữa. Nên là đợi em xíu nha, bé trai bé gái mà cứ nhỏ cái lớn đủ mẫu luôn. Nên là cố gắng đợi em xíu nha. Bây giờ em sẽ qua nhanh một xíu đồ của bé gái xíu cho mấy chị có mua, mấy chị lựa cho nó nhanh nha, chứ để nãy giờ em lên đồ bé trai hơn nhiều. Thôi em sẽ qua cái bộ ba lộ của bé gái nè. Bu ba thật sự ở đâu cũng bán mấy chị, mà nhà người ta bán 100 ngàn một bộ, 100 cho đến 101 không nói gian. Ngày qua có mấy chị tới shop em mua nó, trời ơi Diễm à, Lệ ơi em nói đúng chính xác quá, cái chỗ kia họ bán 101 một bộ luôn. Tại nhà em bán cho mấy chị duy nhất ngày hôm nay sale cho mấy chị luôn. Size nhỏ là 59.000 và size lớn là 69.000 nha mấy chị nha. Nhỏ là tầm 16kg đổ lại và lớn là từ 17 cho đến khoảng 30 mấy ký ký gì đó là tùy màu. Đó, bây giờ bữa trước là em có size đến khoảng 33kg lận, nhưng mà bữa nay là hình như là còn size cũng tầm 30 mấy ký. Mấy chị cứ comment số ký để em coi còn size không nha. Đó. Đuổi kem 16. Rồi em chốt cho chị Quỳnh Anh Lê Nhã là vịt kem là 9kg. Rồi em chốt cho chị Ảnh Nguyễn là một bộ vịt với một bộ bộ kem là 16. Cái bộ hồi nãy chị hai đưa em là rồi siêu nhân đi 17kg em hết rồi chị ơi. Cái đó 16kg à. Rồi siêu nhân đó. À không 15kg. Rồi bu ma này, chị nào lấy bu ma vàng chút em mẹ bu ma vàng nha mấy chị yêu nha. Bu ma vàng nè. Đó size nhỏ siêu cho mấy chị là 55.000 và size lớn là 6. Quên, size nhỏ là 59.000 và size lớn là 69.000. Chị nào lấy bu ma vàng chút em mẹ bu ma vàng của bé gái nha mấy chị nha. Cái áo nó hơi rộng rộng như thế này mặc vô là thấy cưng rồi. Đấy, mặc vô là thấy cưng, thấy đẹp rồi nha mấy chị yêu nha. Rồi vịt đen hả? Vịt đen có chị Lương Mùi. Vịt đen 12 em hết rồi. Rồi chị Lương Mùi ơi, vịt đen 12 cưới em hết rồi chị ơi, đổi màu giùm em nha chị nha. Đó, do cái màu đen em sợ nhiều chị là nó hay bị mũi cắn mũi đồ này nọ, nên thành ra là em hạn chế về cái màu đen. Đấy, em về màu nổi cho mấy chị mặc cho nó sáng da. Đó, nên màu đen lúc nào em cũng về ít hơn hết. Em về có ri rồi, nên là khách họ mua hết rồi. Đấy. Rồi ba lỗ nha, chị nào lấy 30kg 2 bộ hả chị Kỳ Kim Phượng hả? Rồi chị Kim Phượng chị lấy 30kg 2 bộ. Là cái mẫu nào ta? À, rồi em cảm ơn chị Thanh Thu rất nhiều nè, em cảm ơn chị Thu đây 2 bộ 30kg thôi. Rồi ok. Rồi chị nào lấy bu me comment nhanh giùm em mã bu me nha. Cái này sao nhỏ hay sao lớn cũng vậy ta. Rồi em đang bán màu vàng chứ, chị nào lấy bu me vàng thì chốt em giùm em là bu me vàng để em khỏi rồi, nhầm nha. Cái gì lớn rồi. Vịt vàng đi. Vịt vàng 12. Rồi em chốt cho chị Lương Muội là vịt vàng 12 ok nha. Cái gì lớn cũng ở đây. Rồi nhỏ là 59.000 và lớn là 69.000, không ở đâu bán mấy chị ơi, không ở đâu bán luôn. Rồi cái này cho chị nào 30kg 2 bộ nè. Đó, ráng kiếm bé gái mua đồ để chị lại đưa đây đưa chị lấy. Dạ rồi, ok nè, em cảm ơn chị Vi Ngô rất nhiều. Cố gắng đỉ nhanh đi chị ơi, làm việc việc cái chị. Làm việc việc cái nghỉ chị ơi. Rồi chị. Dạ. Chị Kim Phượng ơi, mình lấy 2 bộ màu vàng hay là sao báo em nha chị. Rồi chị Kim Phượng là 2 bộ giống nhau bé sinh đôi hay là sao vậy chị, để bây giờ em lấy hàng cho mình nha chị nha. Hai bé sinh đôi hay là sao chị ơi. Đó, rồi mẹ bu me, chị nào lấy bu me chút bu me sale cho mấy chị luôn 59.000 với lại 69.000. Đấy, không tin những cái những chị nào ở khu vực Diên Khánh thì chị có thể đi vòng những cái shop ở khu vực Diên Khánh coi thử họ bán bộ này bao nhiêu tiền. Đó, em nói không bao giờ chị sai luôn. 100.000 size nhỏ và 101 size lớn. À, nhà em sale luôn cho mấy chị là 59.000 size nhỏ và 69.000 size như lớn thôi. Nhanh tay chốt cái số lượng không có nhiều. Ừ, siêu nhân khác màu thôi chị. Rồi ok chị Kim Phượng đợi em xíu lên màu khác chị chốt siêu bộ. Siêu nhân có 14 kg nha chị. Rồi siêu nhân đen 17kg thì em hết, và siêu nhân 14kg là có màu đen nè, màu xanh nè chị gì em quên rồi ta. Rồi chị Huy Võ ơi, chị lấy là màu đen hay màu xanh thì em chốt hàng cho. Siêu nhân có màu đen hoặc là màu xanh là size cho bé 14kg chị yêu nha. Rồi siêu nhân 10kg em có nha chị. Rồi em chốt cho chị Kim Phượng là vàng là 30kg nè. Rồi chị nào lấy bu ma vàng nữa lên giùm em mã bu ma vàng, em chốt từng màu cho nó khỏi lộn nha mấy chị nha. Màu vàng là màu sáng da, trắng da nhất. Bí trắng cũng mang được, mà bí mà da không được trắng hơi ngâm ngâm xíu vẫn mang được luôn. Đấy, cái màu đây là màu không kiến da nha. Đó, nên lúc nào cái màu vàng em bán cũng đắt hàng hết. Đó, chị nào lấy vàng chốt em mã bu ma vàng, rồi em qua màu khác cho mấy chị yêu lựa thêm nè. Đó, màu vàng là bu ma vàng nè.
Rồi em chốt siêu nhân xanh 9kg chị Cẩm Ngọc nè. Ờ, siêu nhân 55.000 thôi mấy chị ơi, hàng Quảng Châu không đẹp không lấy tiền luôn. Nhận hàng cứ kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em. Đấy, cứ kiểm tra thoải mái giùm em luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo là mẫu Puma màu đỏ nè. Em qua mẫu tiếp theo là Puma màu đỏ. Lấy Puma đỏ comment nhanh giùm em mã Puma màu đỏ để em coi còn size 30kg không. 2XL, à còn 3XL nè. Rồi Puma màu đỏ em còn size từ 30kg đổ lại là 30, mang vừa 30-31kg đổ lại là mang vừa nha. Chị nào lấy đỏ chốt đỏ giùm em. Rồi chị nào lấy đỏ chốt đỏ, cái bộ nhỏ nhất em đang cầm là tầm từ 6-7kg là mang vừa mấy chị. Tầm 6-7kg là mang vừa, cái bộ nhỏ nhất và lớn nhất là tầm 30kg đổ lại là mang vừa. Chị nào lấy Puma màu đỏ chốt em mã Puma màu đỏ nha mấy chị yêu nha. Puma màu đỏ siêu cho mấy chị cũng giá như vậy, 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn. 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn này, lấy đỏ chốt đỏ luôn giùm em. Rồi lấy đỏ chốt đỏ giùm em nha mấy chị nha, 59.000 size nhỏ, 69.000 size lớn. Rồi siêu nhân đỏ 15kg em không vừa nha chị ơi. Siêu nhân xanh 10kg em chốt Nguyễn Tiết Ngon. Rồi Puma đỏ em chốt chị Kim Phượng là 30kg. Rồi bộ siêu nhân đen 14kg em chốt chị Vi Quy Võ. Rồi 17kg siêu nhân không vừa chị ơi. 17kg để em coi có mẫu khác không nha chị nha, chứ mẫu đó là không vừa, mẫu sát nách đó là không vừa rồi. Rồi đỏ nè, Puma đỏ, lấy đỏ chút đỏ giùm em mấy chị ơi. Đỏ nha. Puma màu đỏ nè, lấy màu đỏ chút màu đỏ giùm em. Puma màu đỏ nè. Đấy, đẹp lắm luôn mấy chị ơi, mặc vô mặc mát mùa hè luôn nha. Đấy, Puma màu đỏ, mẫu đây phải nói là nhà nào cũng bán luôn, nó đang rất là hot mấy chị, đang rất là hot, là quan trọng nhà nào bán rỉ hơn nhà nào thôi. Đấy, mấy chị cứ đi mua một bộ mắc mắc khoảng 100 gì đó, xong mua bộ rỉ rỉ nhà em. Đó, so sánh hai chất vải coi thử nó có giống nhau không nha mấy chị yêu nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo luôn, em lên màu cuối cùng là màu xanh, nhưng mà màu xanh này chỉ còn size, màu xanh này chỉ còn size lớn thôi chứ em hết size nhỏ rồi. Màu xanh này em chỉ còn size lớn thôi nè. Đấy, size lớn là 4XL là tầm từ 30 cho đến khoảng 33kg là mang vừa. 30 cho đến 33kg mang vừa nè, màu xanh nè, màu xanh nó hơi to nha. Chị nào lấy xanh chút cho em mã xanh. Trời, màu xanh chuối này mấy chị nó hơi chói hả? Đấy, nhưng mà cái màu đây mặc vô là thấy thể thao, thấy năng động rồi. Đi mặc vô, đi tập thể dục, thể đồ là thấy rất là cưng rồi. Rồi chị Phạm Diễm. Chị là 69.000. Chị Phạm Diễm có Puma vàng 16 nha. Rồi đợi em lên siêu nhân 15kg cho mình chọn nha. Rồi siêu nhân 15kg rồi chị, rồi đợi em xíu siêu nè. Rồi của cái này size mờ nhỏ nhất. Mờ nhỏ nhất rồi. Rồi cái mẫu siêu nhân này là em có size cho bé là tầm từ 10-16kg trở lên là mang vừa này. 15kg hơi rộng xíu nha chị nha. 16kg cho đến khoảng bao nhiêu kg? 3XL. Rồi 16 cho đến khoảng 30kg là mang vừa này mấy chị. Siêu nhân vàng này, chị nào lấy siêu nhân vàng chốt em mã siêu nhân vàng siêu cho mấy chị luôn. Bộ này 75.000. Đấy, bộ hàng size đại này 75.000 này, chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em nha mấy chị nha. Siêu nhân vàng 75 siêu cho mấy chị luôn. Rồi size từ 16kg cho đến 30kg mang vừa. Chị nào mà bé mà 15kg thì hơi rộng một xíu, em sợ nó hơi rộng á. Đấy, tầm 16-17kg thì mang vừa nha mấy chị nha. 16-17kg là mang vừa. Màu vàng này chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em. Rồi siêu cho mấy chị luôn là 75.000 bộ. Lấy vàng chốt vàng giùm em nha. Vàng, lấy vàng chốt vàng. Rồi lấy vàng chốt vàng giùm em luôn. Lên ship bánh bèo xíu hả chị? Bánh bèo hả? Bèo đỏ. Rồi bánh bèo ok chị nè. Có siêu nhân xanh 20kg hả chị? Siêu nhân xanh thì mẫu đó thì không vừa rồi chị ơi. Siêu nhân xanh yếm bé trai hả chị? Mùa này em không bán yếm được chị ơi. Có nhưng mà em có kho hết rồi. Mùa này em không có bán yếm được. Thôi mấy chị thích bánh bèo thôi, em lên cái váy này em xả luôn cho mấy chị nè. Một xuất hàng hả? Dạ còn nhiều chị ơi, xuất hàng còn nhiều, mấy chị muốn mua xuất hàng em lên xuất hàng cho. Rồi em xíu lên xuất hàng luôn cho nha. À bánh bèo rồi, bánh bèo là cái này. Nãy giờ em quên. Đây bánh bèo mà bán giá rất là bánh bèo luôn mấy chị ơi. Bánh bèo mà bán giá cực kỳ bánh bèo luôn. Đây nha. Bánh mì đó. Trời ơi. Đây nha, cưng lắm luôn á, thật sự luôn. Bé nào mà tới shop em thử cũng cưng hết. Rồi phía sau là có hai hạt nút cho mình nè, để mình gắn cho bé nè. Chất liệu là thô thả nha mấy chị nha, rất là mềm. Đấy, cực kỳ mềm luôn giùm em. Rồi cái này là dạng như áo váy và kèm nha, một cái quần chip. Đấy, một cái quần chip và một cái áo váy nha mấy chị nha. Đây. Đấy, cưng không? Rồi xẻ cho mấy chị set này bao nhiêu ạ? 55.000 nha mấy chị nha. 55.000, chị nào lấy set hoa comment giùm em mã set hoa nè. Đấy, cưng lắm mấy chị ơi, cưng cực kỳ. Đấy, 55.000 một set thôi, chị nào lấy hoa comment giùm em mã hoa nè, 55.000. Đấy, cưng không mấy chị ơi? Hoa 55.000 nha, chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em 55.000, size tầm khoảng 15kg cho mấy bé nhỏ nhỏ thôi, tầm 3 tuổi. Tầm 2-3 tuổi đổ lại là mang vừa nè. Đó, tầm 3 tuổi đổ lại là mang vừa. Rồi hoa 55.000, chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em nha. Đây,
cưng lắm đó chị ơi. Hoa 55 ngàn lấy hoa chốt hoa dùm em 55 ngàn. Em còn vài xét thôi còn hết rồi. Rồi hoa 55 ngàn nè. Đó cho chị Như Nguyễn nè. Đấy ok chị Như Nguyễn nha. Chị nào lấy hoa nữa comment cho em ạ. Hoa đây nè 55 ngàn. Rồi cái xếp này cưng lắm mà giá chỉ có 55 ngàn thôi. Nhiều khi mấy chị lấy cái áo này nè về mấy chị mặc với một cái quần legging ôm á, mang thêm một cái đôi giày nữa. Đó, dạng như làm áo váy kiểu cho bé luôn. Đấy, rất là xinh luôn nha mấy chị nha. Nguyên xếp bao cưng như thế này giá chỉ có 55 ngàn thôi. Thôi chị nào lấy hoa comment cho em ạ. Hoa 55 ngàn nè. Hoa 55 ngàn comment nhanh tay giùm em nha. Em còn vài xếp thôi à. Đâu còn được 7-8 xếp gì đâu. Đó là chị nào nhanh tay có nha. Chị nào chậm tay hết. Nhanh tay thì có, chậm tay thì hết nè. Rồi hoa tầm khoảng 15-16kg đó đổ lại. Chị nào biết nhỏ nhỏ thôi nha, biết lớn quá, cao quá thì em sợ nó không vừa. Chị Phạm Diễm hả? Phạm Diễm sợ hơi lớn hả chứ? Không, không. Ừ chị Phạm Diễm em sợ nó hơi lớn, 16kg em sợ nó hơi lớn á chị yêu ơi, sợ nó không vừa. Đây. Đấy, bánh bèo thì nhiều lắm mà nãy giờ em lười like thôi chứ thật sự là rất là nhiều mẫu luôn. 55 ngàn. Xếp này đã gồm một cái khẩu trang cho mình luôn nha mấy chị nha. Trời khẩu trang này người lớn mình có thể mang được luôn mấy chị. Nè, đấy, cưng không? Khẩu trang mình có thể mang còn được luôn mấy chị ơi. Cưng chưa? Rồi nguyên một set như này luôn nha mấy chị nha. Hình gấu nè. Trời ơi, cưng lắm luôn. Có hai hình con gấu với là con vịt. Con gấu còn hết rồi chắc phải lên song song với con vịt đi. 11, 13. Đấy, đợi em xíu nha, đợi em xíu lên cái set bánh bèo này luôn cho. Còn nhiều đồ lắm, hôm nay là rất là nhiều đồ luôn mà quan trọng là không biết mấy chị có nhu cầu như thế nào thôi chứ còn mẹ đồ nhà em mà lúc nào cũng có hàng mới về hết á. Không được. Một. Có một hai. Đi. Rồi em chốt xít hoa cho chị Như Nguyễn là 13kg. Chốt xít hoa cho chị Phan Thị Hồng Phấn là 10kg. Chốt xít hoa cho chị Mỹ Hiền là 11kg. Em chốt xít hoa cho chị Thúy Vi là 7kg. Chốt xít hoa cho chị Võ Ngân Giang là 11kg. Rồi cái hoa đẹp lắm cái gì đó. Thật sự mặc vua mà không cưng mà không đẹp mấy chị cứ hòn trả lại cho em luôn. Em cớm một câu như vậy. Về mấy chị lấy cái áo mấy chị mặc với cái quần legging mang cái đôi giày nữa. Phải nói là bao cưng luôn nha. Đấy bao cưng bao xịn sò luôn. Rồi em xẻ cho mấy chị cái set này luôn nè. Xẻ rẻ cho mấy chị cái set này em đang cầm luôn nè. Đó xẻ rẻ rất là rẻ luôn mấy chị luôn. Rồi ok chị Như Nguyễn em lấy size rộng cho mình rồi nha. À, mấy chị nào mà bé mà hơi tròn á, đặc trưng mà bé mà hơi tròn bụng xíu hơi lùn mà hơi tròn mấy chị cứ báo hoặc là bé sổ sủi gì đó thì mấy chị cứ báo em lấy trù heo ra cho. Rồi cái này là bao gồm cho một cái áo rốt tóp như thế này nè, phía trước là thêu nha mấy chị nha. Đây hình thêu luôn. Đấy hai quả trứng hình thêu luôn nè. Đấy kèm cho mình một cái quần nó làm một cái nơ phía trước như thế này nè mấy chị. Đấy đây nha. Đấy xin chưa. Rồi nguyên một set như thế này luôn, bao gồm một cái áo và một cái quần nè. Đấy, một cái áo và một cái quần như này xẻ luôn cho mấy chị set này với giá là 55 ngàn. Chị nào lấy set hồng comment cho em mã set hồng 55. Rồi set hồng 55 ngàn, chị nào lấy hồng chốt hồng giùm em luôn. Hồng 55 ngàn nha mấy chị nhá. Hồng 55 ngàn, chị nào lấy hồng chốt hồng. Đấy, xẻ luôn cho mấy chị luôn. Một cái quần nó có cái thắt nơ phía trước này. Đấy, cột nơ ở phía trước và một cái áo hơi rất tốt như này. Nguyên set 55 ngàn, chị nào lấy 55 chốt 55 set hồng. Rồi hồng 55 ngàn này, lấy hồng chốt hồng em còn vài set thôi nên là chị nào thích thì nhanh tay. Rồi chị Thúy Vy ơi, mình lên số ký giùm em là hoa bao nhiêu ký để em chốt cho mình nha. Rồi hoa kèm ký giùm em, bên em mới biết lấy size cho mình nha mấy chị yêu nha. Chứ để không có số ký thì em không lấy hàng được. Rồi cái yếm này, đó, cưng không? Cái yếm này cưng không mấy chị yêu ơi? Rồi yếm này em có hai màu nè, nó khác nhau một chút xíu thì chị nào thích thôi để em chốt lộn xộn cho mấy chị yêu luôn nha. Đây ấy cưng không mấy chị ơi. Rồi yếm này chị nào mà thích yếm này cho bé mặc đi chơi đi đồ đi về ngoại đồ nè. Đó em lấy cái cho mấy chị cái yếm này cưng cực kỳ. Phía bên có hai cái túi nó giả túi như này nè. Đấy rồi cái này bây giờ cái này là hàng nếu mà trúng hàng Tết là phải bán cho mấy chị là 100 ngàn, nhưng mà đợt này em còn ít thôi nên em sẽ sale rẻ cho mấy chị luôn. Cái yếm này giá là 75 ngàn một cái. Chị nào lấy yếm cho em mà yếm 75 ngàn, yếm 75 ngàn nha. Cái này cái hình con mèo, còn này cái hình con gì ta, hai hình con mèo hả? Rồi cái này comment giùm em là xanh nha. Cái này là yếm xanh này, chị nào lấy xanh chốt xanh. Còn này là comment giùm em mã cam nha. Rồi lấy cam chốt cam mà lấy xanh chốt xanh. Cái này xanh nó nhiều hơn nè. Đấy giá 75 ngàn sale cho mấy chị luôn. Vải rất là đẹp, đặc biệt là cả phía dưới là nó hình như là nó kaki mấy chị. Đấy vải kaki mềm mềm hay sao á em không rõ nữa. Đấy tay ba bo này rất là đẹp luôn nha. Rồi 75 ngàn, chị nào lấy yếm chốt em mà yếm 75 ngàn. Đấy, cái hàng này hàng bánh tết này mà em còn có ít quá em sale cho mấy chị luôn. 75 ngàn. Rồi cái này bộ bí chai này size nhỏ nhất là tầm từ 7kg cho đến khoảng 16kg mang vừa. 7 cho đến 16kg mang vừa siêu cho mấy chị bộ bí chai này với giá là 55 ngàn. 55 ngàn này, màu cam này, chị nào lấy cam 55 chút thì mà cam 55 ngàn.
từ 7kg cho đến khoảng 16kg mang vừa nè. Chất liệu là thun lạnh. Đấy, bộ này là chất liệu là thun lạnh, mặc bao mát và bao thấm hút mồ hôi luôn. Giá là 55.000, chị nào lấy kem chú mẹ bun kem 55.000 nè. Bun kem 55.000, lấy kem chút kem giùm em nha. Kem 55.000. Váy công chúa nè. Rồi váy công chúa nè mấy chị, váy sọc nè. Đó, váy sọc này có hai màu. Sọc hồng với lại là sọc màu hồng với lại sọc màu đen. Chị nào lấy sọc màu nào lên giùm em mã sọc kèm màu nha. Rồi sọc kèm màu mỗi màu em còn có 2 3 cái thôi, sale cho mấy chị luôn. Váy này với giá là 59.000. Rồi 59.000, chị nào lấy váy màu nào lên giùm em mã váy kèm màu nha. Phía dưới rất là mềm luôn này, size nhỏ nhất là tầm ô, size lớn nhất là tầm khoảng 16 kg đô lại là mang vừa. Rồi 16 kg đô lại là mang vừa, có hai màu hồng với lại là màu vàng. Yếm hả? Rồi yếm xanh nè. Đấy, yếm đẹp lắm mấy chị ơi. Hàng này em phải nói là nếu mà vô shop mấy chị mua không bao giờ dưới 120.000. Không bao giờ dưới 120.000. Cái hàng này em xỉ vô là đã gần 7x rồi. Em bán cho mấy chị giá chỉ có 75.000 là em lại đúng 6.000 một cái. Không bao giờ nói gian, ngồi đây mà nói gian mất lọc luôn. Lại đúng 6.000 một cái thôi. Đấy, nó là chị nào thích thì em mới lên, còn không là em để dành. Cái hàng này hàng để dành bán Tết này mấy chị. Chốt kem buôn kem 15 cho chị Kim Phượng. Chốt yếm xanh 10kg cho chị Quy Võ. Chốt kem 16kg cho chị Ánh Nguyễn. À, rồi váy sale cho mấy chị là 59.000, hai màu đen và hồng. Chị nào lấy váy màu nào lên giùm em mã váy kèm màu nha mấy chị nha. Váy này mặc cưng lắm luôn. Đấy, váy này dạng như là kiểu kiểu của bên hải quân mấy chị, cái cổ nó may kiểu giống như kiểu hải quân nè. À, sale cho mấy chị 59.000, ở dưới rất là mềm như thế này, size lớn nhất là tầm 16kg đô lại là mang vừa. Yếm 75.000. À, hai màu đen với lại màu hồng, chị nào lấy màu nào lên kèm màu giùm em nha. Sale cho mấy chị luôn, còn có mỗi màu còn hai cái nha, em sale cho mấy chị luôn. Giá là 59.000 váy. Chị nào lấy váy màu nào lên giùm em mã váy kèm màu. Rồi em qua mẫu nha mấy chị luôn nha. Qua mẫu. Váy hồng 15. Rồi váy hồng 15kg cái này luôn. Ok. Rồi em chốt váy hồng 15 cho chị Hồng On Nguyễn. Rồi chị Hồng On Nguyễn hình như là ghi lấy hay sao. Rồi bây giờ mấy chị mua xuất hàng không? Em lên xuất hàng rồi em lên đồ lễ xanh. Túi em đâu? Túi em hả? Rồi còn cái này xẻ luôn cho mấy chị chứ không để làm gì, 39.000 nha. Nguyên set này xẻ luôn cho mấy chị 39.000 này, size này. Hả? Cái váy ra 59.000. Rồi cái set này còn set cuối cùng xẻ luôn cho mấy chị 39.000 này, set váy nè. Size này chắc tầm khoảng 17-18kg mang vừa. Rồi 17-18kg mang vừa 39.000, váy caro này, set caro này. Chị nào lấy set caro comment cho em mã set caro. Giá 39.000 nha. Chị nào lấy váy 39 comment cho em mã set váy 39.000. Rồi đen 9kg coi còn không? Chị yếm. Chị yếm. À xuất hàng thôi chị, rồi ok em lên xuất hàng luôn cho. À ghi lấy thôi chị, dạ em ở ngay chỗ còn cầu thành đó chị ơi. Ngay chỗ cầu thành nó có cái bách hóa xanh đó chị. À, chị đứng ngay chỗ bách hóa xanh chỗ cầu thành đây, xong rồi em chị đường vào shop nha. Nhà em ở nó nằm trong hẻm một chút xíu chứ nó không có nằm ở đường quốc lộ, nên là mấy chị qua mấy chị phải gọi cho em thì em chỉ đường mình mới biết đường vào shop lần, chứ còn mình không biết được đâu. À, giờ em bán tại nhà. Em chốt là yếm kem này 10kg với chị Phan Thị Hồng Phấn nè. Rồi em chốt học chị Phan Phạm Hồng ơi, chưa chia sẻ bài không chốt đơn được ạ. Rồi chị Phạm Hồng ơi, chia sẻ bài giùm em, anh em mới chốt hàng nha. Khẩu trang hả chị? Rồi ok. Rồi váy cho chị Nguyễn Sáng nè. Ok chị Nguyễn Sáng. Ghi giùm anh. Rồi cái này chị Liên Trần này, để em coi chị Liên Trần vừa không ta. Chắc vừa bi như chị Liên Trần, nó hơi ấm ấm cao cao là vừa nè. Rồi cái này 39.000 cho chị Liên Trần này, chị Nguyễn Sáng á. Ghi 14 đúng không? Rồi đợi em chút xíu rồi em lên xuất hàng liền cho mấy chị luôn nha. Em sẽ lên xuất hàng liền luôn cho. Hôm nay em có thời gian rủi nên em sẽ like luôn 4 tiếng đồng hồ luôn. Chủ yếu là mình có thời gian sang hàng thôi hay không. Rồi ngày mai bên em sẽ ốp một ngày để bên em soạn hàng nha. Rồi cái này cho chị Nguyễn Sáng nè. Ok chị Nguyễn Sáng nè. Rồi chị nào mà muốn tới shop em là inbox qua cho em để em nhắn tin qua cho mình nha. Rồi buôn ma bé gái thì chị giảm còn đủ màu chị ơi, chị cứ lên số ký rồi để bên em coi còn màu nào nha chị nha. Em còn là màu cam nè, màu vàng, màu đỏ, màu xanh. Đó, cam vàng đỏ xanh. Rồi chị lấy màu nào lên kèm màu giùm em và kèm số ký để bên em check là size coi còn hàng không nha chị nha. Rồi số nào họ dạ đúng rồi, trên ảnh bìa em có hai số. Thì chị gọi cái số đuôi mà 593 giùm em nha chị nha. Trên ảnh bìa em có ghim hai số chị gọi đều được, nhưng mà chị gọi số 9 là số hotline nhà em là số 593 cuối. Rồi em sẽ lên luôn cái bộ set con gấu bull nè. Đấy, set con gấu bull coi còn chắc vài set là không còn nhiều đâu, nên là phải báo số ký chính xác luôn. Rồi nó kèm cho mình cái khẩu trang luôn nha mấy chị yêu nha. Nó kèm cho mình cái khẩu trang luôn nè. Đấy, cưng lắm. Cái khẩu trang em cũng thấy cưng rồi nè. Khẩu trang là cũng thấy cưng rồi thôi mấy chị yêu ơi.
Rồi cái set này là em sẽ bán rẻ cho mấy chị luôn. XL chắc tầm khoảng 23 kg, 22 kg. Ủa size nhỏ hết rồi hả? Không có trong đó hết đâu chứ không có nằm đâu đâu. Rồi size nhỏ nhất chắc tầm từ 16 kg, 15 kg. Rồi size nhỏ nhất là tầm từ 15 cho đến khoảng 23 kg là mang vừa nha mấy chị nha. Em tạm báo size như vậy nha. Rồi mấy chị có lên số ký rồi đợi bên em. Cái này là vào quần váy nè. Cái này là quần váy nè, từ 15 cho đến khoảng 23 kg mang vừa. Chị nào lấy set gấu comment cho em mã gấu vàng nè. Comment cho em mã gấu vàng kèm cho một cái khẩu trang luôn. Rồi trên livestream em sale cho mấy chị luôn là giá là 65.000 size nhỏ và 75.000 size lớn nha mấy chị nha. 65.000 size nhỏ và 75.000 size lớn. Size nhỏ là tầm từ 17 kg đổ lại là mang vừa. Còn size lớn là từ 18 cho đến 23 kg là mang vừa nha mấy chị nha. Đấy, size nhỏ là 65.000, còn size lớn là 75.000. Đó, chị nào lấy gấu vàng comment cho em mã gấu vàng. Gấu vàng nguyên set như thế này, bao gồm như một cái khẩu trang, một cái áo và một cái quần dạ, quần ống hơi rộng rộng như thế này. Đấy, rất là cưng luôn dùm em luôn, nguyên set như thế này. 65.000 size nhỏ và 75.000 size lớn. Chị nào lấy cái gấu vàng comment cho mẹ gấu vàng. Rồi gấu vàng nha, em qua mẫu nè. À em còn vài set đây để sale cho mấy chị luôn đi. Em còn vài set hình cái môi nè, em sẽ sale cho mấy chị luôn set môi nè. Rồi môi này sale cho mấy chị luôn, bộ môi này với giá là 55.000. Chị nào lấy môi chú em mẹ môi 55. Rồi môi 55.000 nha, chị nào lấy môi chốt môi luôn giùm em set môi 55.000 này. Set đây là quần, rồi một cái áo và một cái quần ngố nha mấy chị. Một cái quần ngố nha mấy chị nha, không phải quần dài đâu, nó hơi mặc nó hơi lửng lửng. Tới đầu gối, chưa quá đầu gối một xíu. Rồi giá là 55.000, chị nào lấy set môi comment cho em mã set môi 55.000. Đấy, cưng lắm luôn nè. Đấy, rồi size cho bí là tầm để em coi còn size bao nhiêu. Rồi chị Ly Jolie ơi, em có một cái khẩu trang vàng nó rớt ở đây nè, tối qua em lấy luôn nha. Ủa nó rớt lại hả? Rồi môi này chị nào lấy môi chốt môi giùm em nha. Cái chị nào đang gọi em đang like mình không có gọi được nha. Chị nào đang like em đang like không gọi được nè. Đó, chắc chị là nãy đó. Rồi chị Kiều Diễm Lê rồi, ơi, size tầm 15 kg đổ lại là mang vừa. Mình lên đầy đủ là kiềm ký, kiềm xương thọm chốt đơn cho mình ạ. Rồi môi 55 em đang live stream trên cái máy nên là mấy chị không gọi em được nha mấy chị nha. Xíu nữa em tắt live thì mình hẳn qua nha, mình hẳn gọi em nha. Rồi giá là 55.000, chị nào set môi, chị nào lấy môi chốt em mã môi nè. Đấy, môi 55.000, chị Kiều Diễm Lê lên kênh kèm ký, kèm số điện thoại bên em mới chốt hàng môi 55.000. Đấy, set môi 55.000 nha, set bộ ngố nè, 55.000. Lấy thì comment giùm em môi 55. Rồi em qua mã bộ rồi môi 17 kg không vừa rồi chị ơi. Dạ đơn của chị là chiều nay shipper mới vừa lấy hàng nha chị Nguyễn Sáng nha. Chị có lựa thêm gì thì lựa thêm rồi để nhân viên em gửi hàng luôn cho. Đấy. À rồi ok chị nè. Rồi môi 20 kg không vừa chị ơi, 15 kg đổ lại thôi, 20 kg không vừa, 15 kg đổ lại thôi nha chị nha, 20 kg thì không vừa. Cái bộ đây còn ở đâu ta, còn mấy bộ em bán cho nó hết hàng luôn nè. Môi 12. Rồi môi nè, môi sẵn cho mấy chị 55.000, thật sự là em sẽ lỗ vốn cho mấy chị luôn. Chứ nên cái bộ đây là mấy chị hay săn hàng, mấy chị biết là người ta đang bán phải 80-90.000 một set mà nhà em sale cho mấy chị giá chỉ có 55.000, em bán lỗ vốn cho mấy chị. Rồi em chốt môi. Môi 12 cho chị Kiều Diễm Lê là 12 kg nè. Em chốt hai bộ siêu nhân cho chị Ngọc Huyền là 12 kg. Rồi cái này là set mẹ và bé luôn nè mấy chị, set tôm này mẹ và bé, không biết ai đang gọi em ta. Dọc thôi. Rồi gọi lại giùm chị 0365 222 397. Rồi em gọi lại coi thử chị nào gọi. Rồi cái này set tôm và seri nè mấy chị, set tôm nè. Đó, set tôm là set mẹ và bé nha mấy chị nha. Mẹ em còn size cho bé, cho mẹ đến khoảng là 47 kg đổ lại là mang vừa nè. Đấy, 47 kg đổ lại là mang vừa nha mấy chị nha. Em sale cho mấy chị luôn là mẹ là 99.000 một set, còn bé là 59.000. Bí là 59.000 và mẹ là 99.000. Cái này set của mẹ luôn nè. Đấy, cái này là nguyên set mẹ và bé nè. Alo, dạ chị ơi, cho em hỏi ai mà mới thì gọi vô cái số điện thoại là 493 á. Rồi đây nha. Bộ tôm size 1, hồi chị size 1 hết hàng rồi chị ơi. Ủa đây còn size 1 đây. Rồi ok, cái này bộ tôm size 1 này cho chị Anna nè, ok chị Anna nè. Rồi lấy chị bộ gấu hồi bé trai quần vàng hồi đỏ hồi 15 là cái gì nào ta? Chị anh Nguyễn lấy cái gì đây nè. Rồi cái set mẹ và bé là cái set này nè chị ơi, chứ còn em hết rồi nha chị nha. Hầu như đồ mẹ và bé nha em bán chừng một ngày là hết hàng à.
Rồi lấy bộ gấu bí chai áo vàng quần đỏ. Mua nhiêu tiền? Mua 55. À, áo vàng quần đỏ cái đó hết rồi chị ơi, cái bộ đó em hết rồi nha chị Anh Nguyễn nha. Cái bộ đó em hết rồi, để em về thêm đợt sau chứ đợt này hôm qua em về mà em bán có một ngày hôm qua, với lại nãy còn ít em bán, em tặng đầu la hết hàng rồi. Bộ nhện chất gì vậy chị hả? Dạ chất hồi chị, nhà em là mấy chị thật sự luôn, bây giờ em cũng không biết gọi là chất gì luôn. Đa số 100% hàng nhà em là đều là thun cô tông co dạng 4 chiều. Đó, mẫu những cái mẫu mà hàng em là đa số nó giống chất vải nhau. À, nó chỉ là hàng thun cô tông co dạng 4 chiều, hàng chất đẹp, bao chất đẹp cho mấy chị luôn. Rồi bộ này cho chị Anna là 59.000 nè. Đấy, cho chị Anna 59.000, của mẹ là giá là 99.000 và của bé là 59.000 nha mấy chị nha. Đây bộ của mẹ nè, bữa trước em có mặc livestream một lần nè. Đấy, quần dài nha mấy chị nha. Quần là quần không dài quá mà nó hơi lửng tới mắt cái chân nha. Đấy 59.000 của bé. Rồi 99.000 của mẹ nè, chị nào lấy bộ tôm của mẹ comment cho em mã tôm của mẹ kèm số ký nè, em còn size từ 38kg cho đến khoảng 47kg mang vừa. 38 cho đến 47kg mang vừa nè, bộ tôm nè, chị nào lấy tôm comment cho em mã bộ tôm nha. Của mẹ hoặc là của bé comment số ký nha em để nha em lấy size cho mình. Em còn 3 set cuối cùng thôi, chị nào nhanh tay thì có nha. Còn 2-3 set thôi. Rồi còn 2-3 set cuối cùng rồi em qua đồ xuất hàng nha mấy chị nha. Em qua một ít đồ xuất hàng nè. Rồi em sẽ qua một ít đồ xuất hàng. Xuất hàng nhà em là xuất hàng cay cay. Đấy, đa số là những chị nào mà mua đồ xuất hàng rồi thì cho em một cái bình luận nha mấy chị yêu nha. Rồi với chị Kiều Diễm lên nè, một bộ môi size 12kg nè, ok chị Kiều Diễm lên 55.000 nè. Đấy, cố gắng lựa giùm em 2-3 sản phẩm để đủ đâu 100.000 bên em đi hàng cho mình nha chị yêu nha. Rồi size 2 hả? Bỏ bộ tôm đó giúp em hả? Bộ gấu size 2 hết rồi chị ơi, bộ gấu size 2 em hết hàng rồi nha chị Anna nha. Em hết rồi. Rồi một bộ mẹ 39 bé 17kg hả chị Niti hả? Bé 17kg size 150 coi vừa không hai. Rồi kèm giùm em số điện thoại nha chị nha. Hình như là của bé coi 17kg coi còn không. Mở cửa ra luôn ơi. Rồi của bé rồi cái đó vừa. Rồi chị Niti ơi em còn nha chị nha. Chị Niti của mẹ là 39kg và của bé 17kg em còn. Nhưng mà chị lên giúp em là kèm số điện thoại bên em chốt hàng cho mình nha chị Niti nha. Rồi mô 9kg chị Phạm Hồng nãy giờ có đơn chưa? Chưa có đơn. Rồi chị Phạm Hồng ơi mô 9kg lên giùm em kèm số điện thoại bên em mới chốt hàng. Đấy rồi chị Niti có số điện thoại rồi kìa. Ok chị nè. Ok chị yêu nha. Niti hả? Chị Niti là môi 17 với lại của mẹ là 39kg. Rồi ok chị này của mẹ là 99.000 và của bé là 59.000. Bộ hồng sau lưng size 8kg thôi chị. Dạ có chị ơi, hồng sau lưng em có size 8kg nha chị nha. Đấy, bộ 2 dây giá 49.000. Giá áp dụng trên livestream thôi 49.000. Chia sẻ giùm em bên em mới chốt hàng cho mình giá này. Rồi bé gái 25kg thôi chị. Bé gái 25kg thì em chỉ có bộ 3 lỗ thôi. Rồi chị Thu Huyền ơi, em chỉ có bộ ba lỗ thôi nha chị yêu nha, chứ còn mấy mẫu này thì không có sai. Rồi em sẽ qua đồ xuất hàng một xíu nè. Xem là bộ môi. Ủa chị Phạm Hồng có rồi chị Phạm Hồng nè, ok nè, môi 9kg là ok chị Phạm Hồng nè. Gấu em hết size nhỏ rồi chị ơi, gấu em chỉ còn size tầm từ 15kg là số 4, số 5 gì đó thôi, chứ còn mà size nhỏ em hết rồi nha chị nha. Xem lại bộ môi á. À xem lại bộ môi hả, rồi đây xem lại bộ môi nè chị ơi, 55.000 một set nha chị nha, 55.000. Size em còn size từ 8kg cho đến khoảng 15kg mang vừa. 8 cho đến 15kg mang vừa nè. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em mã môi 55.000. Môi 55.000 này lấy môi chốt môi luôn giùm em. Rồi em chốt môi 9kg là cho chị Phạm Hồng. Rồi môi 9kg cho chị Phạm Hồng. Môi 18kg không vừa rồi chị ơi, môi 18kg không vừa. Rồi chắc là chị Hai ra kia để mình em làm cũng được. Em chốt từ cho. Cái thì soạn đơn ơi. Rồi bộ Batman nè. Rồi em sẽ like qua sơ qua cái bộ xuất hàng này, chị nào muốn mua thêm thì comment. Đó, mua trên livestream sẽ được giá yêu thương, còn tới shop mua vui lòng không mua hàng với giá này. Đó, chớ là chia sẻ giùm em 2-3 lần để hiển thị lên logo người chia sẻ thì bên em mới chốt cho mình giá như thế này nha mấy chị yêu nha. Rồi còn set nào mẹ về bé hết rồi chị ơi, hết rồi em hết rồi chị yêu ơi. Ok cái áo này có ai chốt cho cái bộ chủ áo đó có rồi. Có rồi, cho bộ chủ ký hả? Rồi ok nè. Rồi em làm nó hơi chậm một xíu nha mấy chị nha, do khách tới shop em mua nên em làm chậm một chút xíu nha. Thì mấy chị có lên đầy đủ cú pháp là sẽ có người chốt đơn cho mình. Rồi em qua mẫu xuất hàng này mấy chị, xuất hàng nhà em là xuất hàng cay cay. Xuất hàng cay cay hàng túi như thế này nha mấy chị nha, hàng Quảng Châu 100% luôn, nhận hàng bao kiểm tra hàng thoải mái trước khi nhận giùm em. Hàng ok thì nhận, không ok cứ hoàn trả. Trên cái này nó có cái mạc là chữ cay cay luôn á giùm em nha. Xuất hàng trên thị trường nó có hơn 10 loại lượng. 100.000 ba bộ cũng có, mười mấy ngàn một bộ cũng có luôn. Riêng nhà em là hàng loại 1 cho mấy chị nha. Hàng loại 1 bao đẹp bao đỉnh luôn. Rồi em lên mẫu tiếp theo, mẫu đầu tiên là mẫu Batman này, chị nào lấy Batman comment cho em mã Batman. Batman này em có cả size nhí với size nhỏ này, size cho bé đến khoảng 25kg mang vừa. Mấy
chị có lên số ký rồi, để bên em biết lại size nha. Size nhỏ nhất là tầm từ 9kg cho đến 25kg. 9 cho đến 25kg độ lại là mang vừa mẹ Batman. Lấy Batman comment cho mẹ Batman. Giá của size nhí là 59.000 và size lớn là 69.000. 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn. Chị nào lấy Batman comment cho mẹ Batman. 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn này. Đấy, bộ xuất hàng. Rồi chị nào lấy Batman comment nhanh giùm em mẹ Batman nha mấy chị yêu nha. Batman 59.000 size nhỏ, 69.000 size lớn. Rồi em chốt môi là 13kg cho chị Ngọc Thu Bùi. Môi 9kg cho chị Phương Nguyên Lê. Môi 16kg không vừa chị ơi. Xét môi hờ vừa bao nhiêu ký hơn 10 khoảng 15kg cho chị Phạm Diễm ơi. 15kg số 4 à. Biết cho chị dắt phải mặt số 8, số 6 thì mới ok. Rồi mẹ Batman này, lấy Batman comment nhanh giùm em mẹ Batman nha. Batman size, em có cả size nhỏ và size lớn luôn. Size nhỏ là tầm từ 9 cho đến 15 15kg mang vừa, còn size lớn là từ 16 cho đến 25kg nha. Rồi lấy Batman comment Batman. Giá là 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn. Chuẩn bị em đâu mất. Tiếp lại luôn. Ngô bé gái hả chị? Ngô bé gái thì em còn ít rồi chị ơi. Đợi em xíu coi cái nào không cho. Em vừa qua xuất hàng. Em vừa qua xuất hàng một xíu nên là đợi em một xíu siêu nha chị nha. Rồi em lên mẫu tiếp theo là mẫu siêu nhân nha. Em lên mẫu tiếp theo là mẫu siêu nhân. Rồi Batman 18kg chị. Chị Bích kho bụ có đơn. Bích kho bụ có đơn chưa? Rồi Batman 18kg này ok nè. Rồi Batman 18kg chị Bích kho bụ ok nè. Batman 2 bộ 11 với chị Linh lên, chị Linh Ruby nè. Chưa có đơn. Rồi chị Linh Ruby ơi, chưa có đơn lên giùm em và kèm số điện thoại bên em mới chốt đơn cho mình được nha chị yêu nha. Kèm giúp em số điện thoại bên 15. Em mới chốt đơn cho mình được. Rồi Batman 15kg chị Kim Phượng em ok chị Kim Phượng nha. Rồi 55.000 size nhỏ, luôn 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn. Chị nào lấy cái size nào comment là để bên em lấy hàng cho mình nha. Rồi đợi em xíu xíu phải coi size cho nó chuẩn nha. Rồi có mẫu hay Big Bang luôn chị, đợi em xíu em lên cho nha. À, để vô, úp vô đó, úp vô cho. Rồi đây, rồi 65.000, rồi 65 nè. Rồi cho chị, cái đó là cho chị Kim Phượng 15kg nè. Rồi chị Linh Kho Vũ là ok rồi nè. Heo bếp ba dạ có chị ơi, đợi em xíu nha chị nha. Rồi chị Linh Ruby là lấy là bao nhiêu đây? Hai bộ là 11 với lại 15 con nè, ok nè. 11 với lại 15 nè, ok chị nè. Rồi 11 với lại 15 con cho chị Linh Ruby nè, ok chị Linh Ruby nè. Rồi chị nào lấy con Batman nữa comment nhanh giùm em mẹ Batman nha mấy chị yêu nha. Batman 55.000 size nhỏ, 65.000 size lớn. À xíu nữa em tắt livestream mà không được giá này nha mấy chị nha. Nên là đừng có chuyện cáo em. Rồi chốt hàng là chốt chị nào mua trên live thì phải chốt trực tiếp trên livestream thì mới có được giá thương như thế này. Chứ để em chút nữa mà chụp màn hình gửi qua cho em mà bên em không có tính giá như thế này được nha. Thông cảm giùm em luôn. Chị nào muốn mua thì chốt trực tiếp trên livestream luôn giúp em. Rồi em qua mẫu tiếp theo là mẫu của bé gái này. Chị nào lấy hình cô gái comment giùm nhanh giùm em mẹ cô gái. Cô gái này em còn size tầm 18kg đổ lại là mang vừa. Rồi 18kg đổ lại là mang vừa nha mấy chị nha. Size nhỏ là 59.000 và size lớn là 69.000. Mẹ cô gái này lấy cô gái comment nhanh giùm em mẹ cô gái. 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn mẹ cô gái. Tôi lấy cô gái comment giùm em mẹ cô gái nha. Rồi lấy cô gái comment giùm em mẹ cô gái. Rồi em qua có hình con heo Big Bang này, còn vài bộ thôi. Heo Big Bang 16. Rồi Big Bang 16kg chị. Trời sao. Dặn trước luôn rồi hả? Biết rồi, chị biết sao chị Ly tròn chỉnh là biết chị thích cái con hình con heo Big Bang. Rồi 16kg may quá còn bộ. Rồi may quá còn bộ 16kg với chị Ly tròn chỉnh nè. Ok chiều ghi lấy nha chị yêu nha. Ba lỗ 18kg thôi chị, ba lỗ 18kg em để em coi còn mẫu nào ta. Ba lỗ 18kg còn nào không hay à? Trời. Hình như chị có thể theo thôi chứ hết rồi. Hết rồi chị ơi, em còn có tay à, chứ còn mà hình như là hết rồi. Rồi cái này là hình con heo bếp ba này. Chị nào lấy heo chú em mẹ heo bếp ba nha mấy chị nha. Heo bếp ba bây giờ còn size đến khoảng là 16kg thôi. Heo bếp ba còn size đến khoảng 16kg đô lại là mang vừa. Chị nào lấy heo chú heo luôn giùm em. Rồi lấy heo chú heo giùm em nha mấy chị nha. 59.000. Bây giờ chỉ còn size nhỏ thôi, size 65 là lớn nhất. Là giá là 59.000. Chị nào lấy heo chú heo giùm em 59.000. Rồi heo 59.000 nha. Chị nào lấy heo chú heo giùm em heo 59.000 này. Heo 59.000. Cô gái 18. Rồi cô gái 18kg chị Ngọc Thu Bùi nè. Ok chị Ngọc Thu Bùi nè, cô gái 18kg nè. Rồi chị ba lỗ bé trai họ đang còn không hả? Ba lỗ bé trai là cái bộ nào chị Hậu ơi? Nó Hậu là 80 hả? Rồi xếp tôm hả chị? Xếp tôm của bé là còn 80 không? Hết 80 rồi. 80 rồi họ không có.
Học lớp 1. Vậy thôi. Vậy thôi. Rồi cô gái 18kg biến chị Ngọc Thu Bùi không vừa nha chị nha. Cho em còn size nó hơi nhỏ chút nữa chị lựa lựa qua mẫu khác em còn size lớn hơn em lấy cho. Heo 9. Rồi heo 9kg hồ ok chị nào heo 9kg nè. Ủa heo 9kg. Heo cái teo quá. Rồi đợi em chút. Cái teo có không? Rồi heo 13kg nè ok chị Ngọc Thu Bùi heo 13kg nè. Rồi cô gái 23kg em hết rồi chị yêu ơi. Cô gái 23kg nha. Rồi siêu nhân ok chị rồi đợi em xíu nè. Rồi chuột xám sau lưng 12kg hả. Rồi chuột xám sau lưng 12kg có luôn nè cho chị Dung nè. Rồi cái này cho chị về cho chị Dung nè ok nè. Rồi heo 9kg em hết rồi chị ơi heo 9. À cái bộ treo dây á hả. Rồi rồi ok nè heo 9kg này cho chị heo 9kg cho chị nào đây để em coi. Rồi cho chị Phương Nguyên Lê này heo 9kg nè em ok nè. À, rồi chị nào lấy heo biết ba nữa comment cho em mẹ heo biết ba qua mẫu nha mấy chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo là mẫu con khủng. Ủa chị nào đó lên siêu nhân đúng không? Rồi em sẽ lên siêu nhân. Rồi siêu nhân mẫu này là size nhỏ nè mấy chị. Mẫu này là size nhỏ nè em còn 2-3 bộ gì nè. Còn 2 bộ thôi. Rồi siêu nhân này còn size 60 là tầm khoảng 13kg đổ lại là mang vừa. Từ 9 cho đến 13kg mang vừa nha mấy chị nha siêu nhân nè. Đó chị nào lấy siêu nhân chú em mẹ siêu nhân mẫu này là size từ 9 cho đến 13kg mang vừa. 9 cho đến 13kg mang vừa này siêu nhân là giá 55.000 này chị nói siêu nhân tốt siêu nhân size nhỏ giùm em. Rồi em không nhớ đó chị ơi, xíu nữa tắt lại em mới chốt hàng được. Rồi heo 15kg cho chị Linh Ruby nè, ok chị Linh Ruby nè. Ở nhà em ở phía sau xuất hàng một kho luôn, thành ra nó nhiều mẫu lắm. Rồi đợi em lên từ từ em lên cho nha mấy chị nha. Siêu nhân nhỏ nè. Rồi siêu nhân này là 12kg cho chị Thuy Nguyễn em ok chị Thuy Nguyễn 12kg nè. À, bộ còn nơi có 18kg không? Dạ không chị ơi, bộ đó không có size 18kg nha chị yêu nha. Rồi siêu nhân 21kg là em có mẫu này chị. Đây nó khác nhau một xíu. Rồi chị nào mà size lớn thì chốt qua giùm em mẫu siêu nhân size lớn này, nó khác một xíu nên em phải like sau. Rồi mẫu này là size từ 17kg cho đến 24kg mang vừa. 17 cho đến 24kg mang vừa là siêu nhân lớn này. Chị nói là siêu nhân lớn chú em mẹ siêu nhân lớn là 69.000. Siêu nhân lớn 69.000 nha mấy chị nha. Chị nói là siêu nhân lớn chút siêu nhân lớn giùm em 69.000. Rồi siêu nhân lớn là 69.000 size từ 17 cho đến 24kg mang vừa nè. Đó, lấy siêu nhân lớn chút em mẹ siêu nhân lớn rồi chị Ngọc Huyền nè, siêu nhân 12kg nè. Rồi siêu nhân 12kg chị Ngọc Huyền em ok luôn nha chị yêu nha. Rồi nhắn tin à dạ vâng rồi có gì để bên em kiểm tra bên em gọi điện cho nha chị nha. Hoặc là nhắn tin cho chị cho chứ giờ em ngồi đây nên là cũng không biết bao nhiêu bộ nữa. Rồi lấy siêu nhân lớn comment cho em đã siêu nhân lớn nha mấy chị nha. Rồi siêu nhân lớn em qua mẫu tiếp theo mẫu khủng long. Đó bé nào mà buồn khủng long thì nhà em có một bầy luôn. Đó có hơn 10 mẫu khủng long lận lên đó chị nào mà chuẩn bị mà thích khủng long thì rồi cho chị Kiều Diễm Lê là một bộ 21kg nè em ok chị Kiều Diễm Lê nè. Ấy chỉ có chốt trên livestream mới được giá này. Ấy chị nào mà thích đó thì chốt luôn 2-3 bộ trên livestream đi chứ xíu nữa em tắt live mà mấy chị gửi hình qua cho em sẽ không có giá như này nha mấy chị nha, em nói trước được khỏi bất lòng nha. Đó chứ để chốt con bộ à. Không xíu nữa gửi em 3 mẫu nữa là em không có được giá này. Đó quay lại giá em đăng trên Facebook nhà em. Đấy rồi chị em qua mẫu tiếp theo là mẫu khủng long này. Khủng long này comment giùm em mã khủng long xanh dương nha. Rồi khủng long xanh dương, khủng long em có nhiều màu nên là khủng long comment giùm em mã khủng long xanh dương. Đấy khủng long xanh dương giùm em luôn. Cái mẫu này có cả size nhỏ và size lớn. Mẫu này dạ biết vậy mấy ký á? Dạ 10 mấy 11kg size 60 nè. Mấy tuổi á chị? Chưa được tuổi đó size 55 ấy. Rồi ok này cho chị đó bộ size 55 ấy. Rồi ok. Rồi chị nào lấy khủng long xanh dương chốt khủng long xanh dương nha mấy chị yêu nha. Khủng long xanh dương 55.000 size nhỏ và 65.000 size lớn. Mẫu này có kẻ size nhỏ và size lớn luôn là size từ 9kg cho đến khoảng 24kg. Nhưng mà em không nhớ nó còn size bao nhiêu nữa nên mấy chị cứ comment lên để bên em lấy hàng nha. Đấy khủng long xanh dương bao đẹp luôn. Rồi lấy khủng long xanh dương comment nhanh giùm em mã khủng long xanh dương nè. Rồi chị Ngọc Huyền có 2 bộ ở sau rồi cho chị Quy Bản bộ siêu nhân lớn đi. Rồi ok cho chị Quy Bản bộ siêu nhân lớn nè. Bu Ma còn màu hồng hả chị? Dạ còn màu hồng chị ơi. Bu Ma em còn màu hồng. Rồi size 60 đi. Rồi Bu Ma em còn màu hồng hả chị ơi. Chị lấy bao nhiêu ký lên giùm em là kèm ký để bên em coi hàng cho nha chị nha. Màu hồng nè. Đấy Bu Ma bé gái em còn màu hồng nè. Đấy lấy thì comment giùm em là kèm số ký để bên em chết hàng lại cho nha chị yêu nha. Đấy Bu Ma màu hồng size nhỏ là 59.000 và size lớn là 69.000. 59 và 69.000 nha, Bu Ma màu hồng. Quên cái quần. Đây. Chị cho em bộ đó luôn đi.
mấy ký lên 12 ký hả? Rồi bu má hồng, lấy bu má hồng comment cho em đã bu má hồng, ngồi đó chờ em lên mẫu xong xem. Đây nè bu má hồng em còn vài bộ thôi, mấy chị nhanh chứ để khách tới shop em họ lụm còn hết rồi đây nè. À, nhanh tay luôn cho em nha mấy chị nha. Ngố hả chị? Ngố hả? Ngố đợi em xíu nha, giờ em đang like xuất hàng á, em phải làm cho nó xong luôn chứ để em cứ qua lộn xộn á, em sẽ like hết cái lô xuất hàng luôn. À, rồi nhiêu bộ hả chị? Dạ tùy mẫu em có báo giá trên từng mẫu nha. Rồi hổ vàng treo có 9 ký không hả? Ủa hổ vàng treo luôn. Rồi pyjama em hết pyjama rồi chị ơi, pyjama đợt sau nha, cho đợt này em hết rồi. Rồi em qua mẫu tiếp theo là mã khủng long màu cam này, dạ 30 ký em không có rồi nha chị Thu Hiền nha, 30 ký em không có. Rồi em qua mẫu tiếp theo là khủng long cam này em chỉ có size lớn thôi, là từ 17 cho đến 24 ký mang vừa. 17 cho đến 24 ký mang vừa mã khủng long cam này, lấy khủng long cam chốt khủng long cam luôn giùm em. Xuất hàng nhà em là lưu ý là hàng loại 1 nha mấy chị nha. Xuất hàng cay là hàng đẹp nhất trên thị trường luôn. Đấy, từ 17 cho đến 24 ký mang vừa mã khủng long cam, lấy khủng long cam chốt khủng long cam giùm em. Rồi lấy cam chốt cam giùm em nha mấy chị nha, khủng long cam. Mẫu khủng long cam này chỉ có size lớn thôi. Rồi ba lỗ hồng chị Thu Hiền ơi, lấy bao nhiêu ký chị ơi? Chị Thu Hiền lấy dạ rồi em sẽ lên xuất hàng này chị, em sẽ lên hết cái lô xuất hàng luôn em mới qua mẫu khác được chứ không có lai lộn xộn mất công mấy chị chờ. Rồi chị Thu Hiền ơi, lấy ba lỗ hồng bu me là lấy size bao nhiêu ký, lên giùm em số ký để bên em coi còn hàng không nha chị nha. Rồi cho chị Phan Hồng nè, chị Hai ơi coi hồng còn hai bộ chín với lại 18 ký không chị Hai? Rồi có luôn. Rồi 9 với 18 ký là em còn nè, cho ghi giùm em là chị, cho chị Phạm Hồng hai bộ này ok nè. Rồi hồng với lại vàng còn 16 ký không? Rồi chị Thủy Nguyễn ơi, cho em xin lại số điện thoại nha chị yêu nha, cho em xin lại số điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn nha. Rồi không có cái viết rồi. Nè đây nè. Rồi chị Thủy Nguyễn ơi, cho em xin số điện thoại giảm 16 ký thì em sẽ lấy số 6 cho chị. 16 ký thì em sẽ lấy số 6 hoặc là số 7 cho chị nha chị nha. Không biết là tùy cỡ bụng của bé, nếu em bé hơi tròn thì em sẽ lấy số 7, còn bình thường thì em sẽ lấy số 6 cho chị nha. Số hồng à, đúng không? Rồi cái đó là cho chị, không có cái đó chị Phạm Hồng. Phạm Hồng 9 ký với lại 18 ký, 9 với 18 ký này ok nè. Bộ cam đó nhiêu hả chị? Dạ cam là xuất hàng là 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn, mấy chị cứ comment size để bên em cứ tính tiền theo size nha chị nha. Đó, cứ size nhỏ là tầm 16 ký trở lại là size nhỏ, còn 16 ký trở lên là size lớn. Rồi chị coi màu hồng ở còn size 16 ký không hả? 16 ký hả? 16 ký. Giờ còn nó size S lên nữa rồi. S vừa hả? Rồi vừa luôn. Rồi còn nè. Rồi vàng một bộ nữa, bu me màu vàng nữa, cái cọc đó rồi đó. Ở đây có luôn. Rồi ok. Rồi màu vàng nữa cho chị Thủy Nguyễn một bộ nữa. Ừ. Rồi có em đọc số điện thoại để ghi luôn này, ghi số điện thoại trước thì em luôn ơi. Size 8 với 12 hả? 8 với 12 khủng long hả chị? Dạ xuất hàng đây á này, nó không phải size 8 với 12 chị à, mà nó là size từ 55 cho đến 80. Rồi chị Thủy Nguyễn nè, 033 729 3739. Rồi ok chị Thủy Nguyễn nè. Rồi chị Lê nè, cái xuất hàng đây nó không có size từ 1 cho đến 12 mà nó là size từ 55 cho đến 80 nha chị yêu nha. Đấy 55 cho đến 80 chị cứ báo số ký để bên em tự canh size, nếu mà rộng chọc bên em tự chịu trách nhiệm nha chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo là cái này là hình con cá sấu nè, chị nào lấy cá sấu comment nhanh giùm em mã cá sấu. Rồi 55.000 size nhỏ và 65.000 size lớn, mẫu cá sấu này có kẻ size nhỏ và size lớn nè. Đó, mẫu này có kẻ size nhỏ và size lớn luôn, là từ nếu mà còn đủ size là từ 9 ký cho đến khoảng 24 ký là mang vừa. Nhưng mà bữa nay em còn lẻ size nữa mấy chị cứ comment rồi coi cái size nào em còn thì em báo cho nha. Đó, rồi giá là 55.000 size nhỏ với 65.000 size lớn, chỉ có bán trên livestream mới có giá này. Đó, còn trước nữa tắt like là vui lòng không mua hàng với giá này, em nhắc đi nhắc lại cho để mấy chị không có chốt trên livestream, mấy chị cứ đợi xong mà gửi hình qua cho em là em không có chịu nha. Rồi bu ma vàng còn size 18 ký, cái đó còn nhiều lắm. Rồi bu ma vàng em còn size 18 ký chị ơi, chị có lấy bu ma vàng comment nha mẹ bu ma vàng nha. Rồi cá sấu 25 ký hả? Nắp hả? Cào lắm hết trơn. À, chị Huy mang vừa không chị Hai ơi? Huy mang vừa cái bộ xuất hàng này không? Không. Huy mang không vừa. Huy mang không vừa rồi chị Dung ơi, Huy mang vừa đâu, Huy hơi bị cao nha. Rồi ba lỗ bí chai thôi chị bộ. Em đang like xuất hàng mấy chị ơi, thông cảm giùm em là em đang like xuất hàng thì em sẽ like hết cái xuất hàng rồi em mới qua mẫu được, tại vì nãy giờ đầu like thì em đã like những cái mẫu kia rồi. Nên là chị nào muốn mua mẫu kia vui lòng đợi em, còn không thì coi lại livestream phát lại. Chứ còn mà em đang like em không có bỏ được qua mẫu khác nha. Rồi cái 62 ký cho chị Thuy Nguyễn nè. 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn nha em có báo giá lộn thì cho em nói lại nha. 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn là mẫu xuất hàng.
Rồi vậy Thuy Nguyễn một bộ là 59.000 nè. Rồi bộ vàng còn hoa cúc đỏ có size 18kg hả? Bu me hả? Dạ có chị ơi, cái bộ bu me còn hoa cúc đỏ là có size nha chị nha. Lấy chồng vô lấy cho chị luôn nha. Rồi cái mẫu đó em có size á chị à. Rồi chị nào lấy cái xấu comment cái xấu nha. Lấy cái xấu comment cái xấu. Rồi cái bộ đây là của bé gái chị ơi, không phải của bé trai. Bộ này là bộ của bé gái. Cái áo của nó là nó khuyết hơi sâu như thế này. Và cái quần nó xách lên như thế này là của bé gái. Chứ bé trai không mang được kiểu này nha chị yêu nha. Đấy, bé trai không mang được kiểu này. Rồi mẫu này là size nhỏ là 59.000 và size lớn là 69.000, nhỏ là tầm 16 17 cái đổ lại là size nhỏ, còn 17 cho đến 30 mấy ký, 33 ký là size lớn nha chị nha. Đó, size lớn em có size đến khoảng 33 ký nhưng mà tùy mẫu thì mấy chị cứ lên rồi để em chép lại size. Đó. Rồi cái xấu với chị Kiều Diễm Lê nè, ok nè, bộ ngố về cho chị, bộ ngố hàng người lớn thì chưa chị ơi, chắc hàng này phải tầm 3-4 hôm nữa thì em mới về được cái hàng người lớn nha chị Nguyễn Hậu nha, chứ hôm nay chưa có về. Rồi lấy bộ hồng con heo 16kg chị Thủy Nguyễn, hồi hồng con heo, hồng con heo nè, rồi chắc còn size á. Rồi đợi em xíu xíu em coi thử, em coi lại nha, cái bộ hồng con heo nằm đâu rồi. À, hồng heo ở hai tháng đâu ạ? Còn một bộ hết rồi, hết rồi. Hồng heo hết rồi. Rồi hồng con heo em hết mất rồi chị ơi, hồng con heo em hết mất rồi nha chị nha. Rồi qua mẫu tiếp theo, bây giờ qua cái hình đội bay siêu đẳng nè. Rồi em qua hình tiếp theo là mẹ máy bay siêu đẳng, chị nào lấy máy bay chốt máy bay giùm luôn em. Cái này trong hoạt hình là đội bay siêu đẳng mấy chị. Đấy, hoạt hình là đội bay siêu đẳng nha mấy chị yêu nha. Rồi lấy máy bay comment cho mẹ máy bay, mẫu này có cả size nhỏ và size lớn từ 9 cho đến 24kg mang vừa. Rồi size nhỏ là 59.000 và size lớn là 69.000, chị nào lấy máy bay chốt máy bay giùm em. Rồi lấy máy bay thì chốt máy bay giùm em nha mấy chị yêu nha. Máy bay nhỏ 59 và lớn 69.000. Rồi xuất hàng có màu đỏ, còn 12kg có màu đỏ không? 12kg chị, 12kg. 12kg rồi ta. À cái con khủng long mà cái đuôi đây nè, đây nè mới có nè, nhớ nè. Rồi khủng long màu đỏ. Đây nè em có size nhỏ với size lớn nè chị Thuy Nguyễn ơi, đây nha chị nha. Đây cái hình con khủng long này có cả size nhỏ và size lớn luôn, mà bữa nay nó rớt lại còn vài bộ thôi nên là chị nào lấy thì comment số ký để bên em check size lại. Rồi nhỏ 59 lớn 69.000, chị nào lấy khủng long đỏ chốt giùm em mã khủng long đỏ nha. Rồi lấy khủng long đỏ chốt khủng long đỏ luôn giùm em, khủng long nhà em có hơn 10 mẫu luôn mấy chị, rất là nhiều mẫu luôn. Em sẽ lên từ từ. Rồi khủng long đỏ này lấy comment giùm em mã khủng long đỏ. Rồi lấy khủng long đỏ thì chốt nhanh giùm em mã khủng long đỏ nha mấy chị yêu nha. Khủng long đỏ này. Rồi khủng long màu xanh lá cây nè, rồi sẽ lên xen kẽ bé gái. Đây khủng long màu xanh lá cây nè, chị nào lấy khủng long xanh lá cây chốt mẹ khủng long lá cây. Rồi khủng long lá cây nha mấy chị nha. Đây màu xanh lá cây á, chị nào lấy khủng long màu lá cây thì comment giùm em mã khủng long lá cây. Mẫu này thì chỉ có size nhỏ thôi là tầm từ 9kg cho đến khoảng 15kg mang vừa, 9 cho đến 15 16kg mang vừa. Khủng long lá cây này lấy lá cây comment nhanh giùm em mã lá cây. Rồi. Rồi đây để đọc cho. Rồi máy bay 18kg cho chị Bích Bích Kho Vũ nè, ok chị Bích Kho Vũ nè. Rồi ba lỗ treo sau dây có trai gái luôn không mẹ hả? Ờ trai gái là có mẫu NE á chị ơi, mẫu NE sau lưng em với lại mẫu con vịt sau lưng em á là có nha chị nha. Những mẫu đó là có của bé trai bé gái. Rồi khủng long lá cây này chị nào lấy lá cây comment giùm em mẹ khủng long lá cây. Rồi khủng long màu lá cây, cái này hình Batman. Cái này là Batman này, chị nào lấy Batman comment giùm em mẹ Batman này. Đó Batman đỏ này, Batman màu đỏ này, lấy Batman đỏ comment giùm em Batman đỏ nha mấy chị yêu nha. Batman đỏ này, Batman đỏ này chỉ có size lớn thôi, từ 17 cho đến 24kg mang vừa. 17 cho đến 24kg bé nào 5-6 tuổi thôi nha mấy chị nha, khoảng 5 tuổi đổ lại thôi. Cái còn bé mà lớn quá thì em sợ nó cao quá nó không vừa nha. Rồi Batman màu đỏ, chị nào lấy Batman đỏ chốt em mẹ Batman màu đỏ này. Batman đỏ 69.000, cái mẫu này chỉ có size lớn thôi, 69.000. Rồi cái này cho ai đây, rồi cho chị Thảo My nè, khủng long màu đỏ nè, ok chị nè, 15kg nè, ok chị. Rồi cái này là mẹ hình tóc vàng nè, cô gái tóc vàng nè, comment giùm em mẹ tóc vàng. Rồi tóc vàng này hình như là chị có size, ok có size nhỏ và size lớn nè. Mẫu này có kẻ size lớn, size nhỏ và size lớn là, nhưng mà em còn hết size rồi, còn size tầm 18kg đổ lại là mang vừa. Từ 9 cho đến 18kg mang vừa nè, mẹ tóc vàng, chị nào lấy tóc vàng comment nhanh giùm em mẹ tóc vàng. Tóc vàng nha mấy chị nha, chị nào lấy tóc vàng comment tóc vàng. Rồi 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn. Các chị nào mua xuất hàng không em qua mẫu nha. Em qua mẫu nha mấy chị nha. Các chị nào mua xuất hàng nữa chấm chấm hoặc là comment để em biết, còn không em để em qua mẫu khác nha. Rồi Batman đỏ 22kg nè cho chị Kiều Diễm Lê nè. Ok nè. Hả?
Rồi Batman đảo 12kg không vừa, Batman đảo chỉ có size lớn thôi chị ơi, là tầm 17 cho đến 24kg mang vừa nha, chứ còn mà 12kg thì không vừa rồi. 12kg thì không vừa nha chị yêu nha. Rồi em qua cái mẫu hình con chú yêu xe nè. Con chú yêu xe này là của bé gái nè. Con chú yêu xe, lấy yêu xe comment giùm em mã yêu xe nè. Yêu xe của bé gái nè mấy chị, con chú yêu xe của bé gái nè. Đó, lấy yêu xe comment yêu xe nha, size từ 9 cho đến 16kg mang vừa. 9 cho đến 16kg mang vừa yêu xe nè, lấy yêu xe comment yêu xe 59.000. Yêu xe xuất hàng 59.000 nè, lấy yêu xe comment cho em mã yêu xe 59. Rồi yêu xe 59.000 nha mấy chị nha. Rồi cho em một con ngựa nữa là mẫu cuối cùng, con ngựa với con thỏ nữa là hai cái cuối cùng. Rồi em sẽ like con ngựa với con thỏ của bé gái nữa là cuối cùng nha mấy chị nha. Chị nào muốn mua nữa thì comment để em biết em lên, còn không thì ui trời trời. Rồi tóc vàng 18kg. Tóc vàng 18kg là cho chị ấy nè, ok. Rồi Batman đỏ chị Đỗ Xuân ơi, lấy Batman đỏ 25kg lên giùm em, là kèm số điện thoại bên em mới chốt hàng được nha chị yêu nha. Rồi lên ngố luôn, ok chị nè. Xuất hàng bé gái 23kg là em hết mẫu rồi chị ơi, em không còn mẫu nào luôn, em hết sạch rồi, cái hàng size lớn của bé gái rồi nha chị nha. Rồi tóc vàng 12kg cho chị Kiều Diễm Lê. Rồi ok chị Kiều Diễm Lê nè. Rồi khủng long đỏ 13kg chị Thụy Nguyễn nè, em ok nè. Rồi ok nha. Rồi em qua cái mẫu, cái này là con ngựa Bonnie với lại là con thỏ, là hai mẫu cuối cùng. Có chị nào muốn mua của bé trai nữa thì em sẽ lên. Đó, nó nhiều hình lắm nhưng mà nó đa số là siêu nhân, khủng long, Batman hoặc là gấu hoặc là gì đó thôi, chứ còn mà nó cũng không có nhiều. Chị nào muốn mua thêm thì em lên mẫu khác cho lựa, còn không thì em sẽ qua mẫu. Rồi cái này là ngựa nè, đó ngựa này là em chỉ có size nhỏ thôi. Rồi ngựa này chị nào lấy ngựa comment ngựa, ngựa là size từ 10 size cho bé tầm 10 16kg đổ lại là mang vừa. Rồi ngựa 16kg lấy cái này chị lấy cho. Tóc vàng 12, tóc vàng 18. Tóc vàng 12kg với tóc vàng 18kg này cho chị nè, tóc vàng. Rồi em chốt tóc vàng 18 cho chị Lam chút, tóc vàng 12 cho chị Ngọc Như. Rồi tóc vàng 12, tóc vàng 18, 59.000 không ở đâu bán hả mấy chị, tranh thủ mua thật sự luôn. Cái hàng đây là nếu mà mấy chị đi vô shop có chỗ nào mà shop lớn lớn là họ bán 80-90.000 là chuyện bình thường. Đấy, cái shop nào lớn hơn họ bán 100-120 là chuyện bình thường luôn. Rồi bí trai hả chị, rồi ok bí trai em lên thêm một hai mẫu cho chị lựa nha, lựa nhanh giúp em nha chị nha, cố gắng lựa nhanh giúp em. Rồi cái này là ngựa này, chị nào lấy ngựa chốt ngựa giùm em. Rồi lấy ngựa chốt ngựa giùm em nha mấy chị nha, ngựa nè. Rồi mẹ cuối cùng của bé gái là sẽ là mẹ con thỏ. Mẹ cuối cùng của bé gái sẽ là mẹ con thỏ này, chị nào muốn mua thêm thì comment giùm em mẹ thỏ này mấy chị. Rồi chị nào muốn mua thêm của bé gái thì comment giùm em mẹ thỏ. Còn màu mẫu màu vàng nữa em sẽ lên màu vàng cho mấy chị luôn. Rồi cái này là thỏ này, lấy thỏ comment giùm em mẹ thỏ nha mấy chị nha. Thỏ này cũng chỉ có size, thỏ này cũng chỉ có size nhỏ thôi. Rồi thỏ em cũng chỉ có size nhỏ là tầm khoảng 10-15kg đổ lại là mang vừa nha. Chị nào lấy thỏ chốt thỏ luôn giùm em. Rồi lấy thỏ chốt thỏ giùm em nè. À, rồi em sẽ lên cái mẫu màu vàng của bé gái thôi chứ. Rồi lấy thỏ chốt thỏ giùm em nè. Rồi lấy thỏ chốt thỏ giùm em. Rồi lên mẫu cuối cùng là cái bộ màu vàng của bé gái. Cuối cùng là màu vàng của bé gái nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng bé gái. Vàng nha mấy chị nha. Vàng này là có cả vàng này hình như là còn size 18kg đổ lại là mang vừa. Rồi vàng còn size 18kg đổ lại là mang vừa nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng giùm em xuất hàng nè mấy chị. Đó, chị nào mà sành mua đồ cho bé là tốt nhất là cho bé mặc xuất hàng là lúc nào cũng đẹp hết, lúc nào cũng bền vải. Đó, bền vải đẹp cực kỳ luôn. Rồi màu vàng này chị nào lấy vàng chốt em mã vàng. Rồi ngựa 9kg dồn đơn này cho chị Phương Nguyễn nè, ngựa dồn đơn nè. Ok. Rồi ngựa 12kg nè, ok nè. Rồi chốt ngựa 12 cho chị Ngọc Như, ngựa 9 cho chị Phương Nguyên Lê. Rồi ngựa 9 cho chị. Ngựa 9 cho chị Phương Nguyên Lê nè, ok chị nè. Rồi vàng, vàng 18 với vàng 12 hả? Rồi để em coi thử còn không nha mấy chị nha, còn con cọc này không biết còn cái nào. Rồi vàng 18 nè, với vàng 12 hả? Rồi vàng 12 nè, ok nè. À. Rồi chị Đỗ Xuân là một bộ Batman đỏ 25kg nè.
Rồi ok, chị đổ xuân lựa thêm giùm em 2-3 sản phẩm để bên em đi hàng nha chị nha. Rồi cái này chị đổ xuân nè. Rồi ok, chị đổ xuân nè. Chị nghe bộ bí chai phía sau họ to mấy chị không? Mấy cái bộ phía sau lưng em là biết như chị không vừa rồi 16kg. À 16kg có bộ NE chị ơi. Có bộ NE nha chị nghe tròn nha. Nghe tròn nha. Rồi 12kg bây giờ là để em coi em còn mẫu nào nữa em lên luôn cho mấy chị nè. Coi cá mập nè. Rồi em sẽ lên thêm một ít đồ bé trai. Rồi bấm số điện thoại này gọi giùm chị chứ có khách đang gọi nè. 0397. Tắt cái này. Rồi cho 2 giây phía sau bao nhiêu? À, 2 giây ở phía sau là giá là 49.000 áp dụng cho chị nào hiển thị lên logo người chia sẻ sẽ chốt cho 0, giá 7, là 49.000 nha chị nha. Rồi 0397867250. Rồi. Rồi bộ 2 giây là 49.000 nhưng mà chị chốt cho chị nào hiển thị lên có logo người chia sẻ thì mới chốt, còn chị nào không chia sẻ không chốt hàng được với giá đó nha chị nha. Rồi cái này bộ con gấu này, chị nào lấy gấu cho em mẹ gấu nè. Dạ bộ 2 giây phía sau không có xa 28kg rồi chị Trần Võ Tiến ơi. Rồi kem đất xét chân chị hả? À kem đất đây hả? Ờ kem đất này đợi em xíu nha chị nha. Kem đất này đợi em xíu xíu em lên luôn cho. Rồi cái này là gấu nè, chị nào lấy gấu cho em mẹ gấu. Gấu này biết trai biết gái đều mang được luôn nè. Đấy gấu này chỉ có size nhỏ thôi là tầm từ 9 cho đến khoảng 16kg mang vừa. 9 cho đến 16kg mang vừa mẹ gấu nè. Chị nào lấy gấu chốt gấu giùm em nha mấy chị nha. Rồi lấy gấu chốt gấu luôn giùm em. Gấu 9 cho đến 16kg mang vừa mẹ gấu. Lấy gấu chốt gấu giùm em. Rồi gấu nha chị nào lấy gấu chốt gấu size từ 9 cho đến khoảng 10. Dạ cái gì? Dạ tại vì em á, cái chị điện thoại không có thấy được cái hình đó, cái gì mà em bắt được em cái mẫu thì em báo mình sai nha. Rồi đây, cái bộ dưới chân em là cái bộ cam gì đây? Cái bộ cam hình xe máy cày nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy cam chốt cam giùm em này, cam máy cày. Rồi lấy cam máy cày comment giùm em mẹ cam máy cày. Cam này chỉ có size lớn thôi là từ 17 cho đến 24kg mang vừa. 17 cho đến 24kg mang vừa là giá là 69.000. Đấy, nhỏ là 59 và lớn là 69.000 nha chị nha, xuất hàng nè. Đó, chị nào lấy cam chốt em mẹ cam máy cày nè. Rồi cam máy cày nè, rồi lấy em bộ vàng nha hả? Rồi lấy một bộ này vàng nè, ok nè. Vàng cho Tường Vi một bộ vàng hoa cúc đi. Rồi cho Tường Vi một bộ vàng hoa cúc size số 3. Rồi ok Tường Vi nè, lựa giờ ghi số các lấy nha em nha, ghi số các lấy em chị nha. Rồi vàng. Cam máy cày nè, chị nào lấy cam máy cày chốt em mẹ cam máy cày. Rồi cái này là hình con cá mập nè. Hình con cá mập này em còn size lớn thôi. Cái mẫu này không có size nhỏ, mẫu này là size lớn nha mấy chị nha. Mẫu này là size lớn từ 17 cho đến 24kg mang vừa. 17 cho đến 24kg mang vừa mẹ cá mập nè. Chị nào lấy cá mập chốt cá mập giùm em. Đây nha, cá mập nè. Đó, chị nào lấy cá mập chốt cá mập giùm em. Cá mập size lớn là 69.000. Rồi cá mập size lớn là 69.000 nè. Lấy cá mập comment cá mập giùm em nè. Rồi cá mập. Rồi cái này là con khủng long tắm biển nè mấy chị. Con khủng long tắm biển nè. Đấy, một bài khủng long nó đang tắm biển nè mấy chị. Khủng long nha mấy chị nha. Rồi khủng long comment giùm em mẹ khủng long. Comment giùm em là cái này là tắm biển đi nha. Rồi comment giùm em mẹ tắm biển đi. Bây giờ để em phân biệt ra. Rồi khủng long tắm biển. Khủng long nó đang tắm biển mấy chị ơi. Rồi khủng long tắm biển nó là size nhỏ là từ 9 cho đến 16kg mang vừa. 9 cho đến 16kg mang vừa mãn con khủng long tắm biển nè. Chị nào lấy khủng long tắm biển comment giùm em mẹ tắm biển nha. Rồi em chốt cúc hồng cho chị Tường Vi. Rồi cúc hồng chị Tường Vi 49.000 nè. Đó, để chia sẻ bài viết giùm em nè. Hoa cúc bộ hoa cúc đỏ là 16kg nè. Rồi vừa luôn bộ hoa cúc đỏ 16kg vừa nè. Ok chị luôn nè. Đó cái ri nè. Đấy rồi ok chị nha. Rồi giờ chị Tường Vi là lấy hai bộ màu hồng với lại màu vàng á. Tường Vi lấy hai bộ. Rồi gom đơn à dạ rồi ok nè. Ok có gì ngày mai bên em sẽ nếu mà chị Tường Vi có gửi lên thì em gửi chung với chị Hồng Phấn cho, còn nếu mà không gửi thì ghi số cát thì báo lại em nha chị nha. Đó, có gì hai chị thỏa thuận với nhau ơi, nếu mà gửi lên thì em gửi chung cho, còn không thì có ghi số cát lấy thì em gửi cho số cát cho lấy. Rồi cái này là con khủng long màu vàng nè mấy chị, xinh lắm luôn á. Khủng long là một bầy luôn mấy chị, trẻ bé nào mà thích khủng long thì quá trời hình khủng long luôn. Rồi cái này comment giùm em mẹ khủng long vàng này, khủng long vàng còn có một bộ. Rồi khủng long vàng em còn hai bộ cuối cùng là size 75 luôn, còn hai bộ size 75 là cho bé tầm từ 17 cho đến 19kg mang vừa. 17 cho đến 19kg mang vừa vẻ mẹ khủng long vàng này, chị nào lấy khủng long vàng chốt khủng long vàng giùm em nha mấy chị nha. Rồi khủng long vàng này. Hoa cúc có size 11kg nha chị ơi. Cái mặt 25 kìa.
Rồi cá lập 25 kg. Ờ chị nào lấy hoa cúc thì gọi lên là hoa cúc kèm màu kèm số ký số điện thoại chốt đơn cho mình ạ. Ui cá mập hết 25 kg rồi, hết size 80 rồi. Rồi chị ơi cá mập em coi lại là em hết size 80 rồi chị ơi, không vừa nha chị. Chị lựa giùm em mẫu khác nha. Rồi lựa giúp em mẫu khác, cá mập em hết size rồi, cái siêu nhân đây em có size nè. Rồi cái này khủng long này là size tầm 17 cho đến 19 kg thôi, còn size 75 à. À, bóng chày 18 kg có tay hồi chị. Rồi ok chị Diễm Thị nè, bữa trước hình như chị Diễm Thị cũng mua một bộ nè, nhưng mà có một bộ bên em xẻ ra rồi thì mình cố gắng mình lựa cho em hai bộ 100.000 đủ đơn 100.000 để bên em đi đơn cho mình nha chị Diễm Thị nha. À, một cúc với làng con gấu hồi chị, gấu hả? Gấu hết rồi sao á? Cúc 18 kg không vừa nha chị ơi. Hoa cúc 18 kg không vừa rồi chị yêu ơi, hoa cúc 18 kg không vừa. Rồi cho em một cái, cho em cái bộ mà thể thao có tay vô đây cho mấy chị coi lại. Rồi cố gắng lựa đơn giùm em đủ 100.000 để bên em đi đơn nha chị yêu nha. Rồi có tay size lớn á. Rồi cái này là siêu nhân size lớn nè mấy chị, siêu nhân này em có size cho bé tầm từ 17 cho đến 25 kg mang vừa này còn size nè. 17 cho đến 25 kg em còn size này, chị nào lấy siêu nhân chốt siêu nhân giùm em. Đấy siêu nhân này em còn size từ 10, siêu nhân này chỉ có size lớn thôi nha chị nha. Size lớn từ 17 cho đến 25 kg mang vừa giá 69.000, chị nào lấy siêu nhân chốt siêu nhân giùm em, siêu nhân 69. Rồi siêu nhân 69.000 nè. Rồi các chị nào hình như hết mẫu size nhỏ rồi. Thôi quên mẫu khác đi. Rồi em qua mẫu nha chị nha. Chị nào muốn mua nữa thì inbox đi, hoặc là lấy những cái mẫu nãy đi. Rồi em hết mẫu rồi, em còn ít lắm. Rồi hoa cúc lấy màu hồng hả? 16 kg nè. Rồi cho chị Thủy Nguyễn một bộ hoa cúc màu hồng đi. 16 kg đi. Rồi ok màu chị hồng, nè. Màu hồng hết 16 kg. Ủa màu hồng hết 16 kg rồi hả? Màu hồng hết rồi. Còn đỏ vàng luôn. Hoa cúc màu hồng em hết size 16 kg rồi chị ơi. Chị còn em còn đỏ vàng với lại màu da. Em còn màu đỏ, màu vàng và màu da. Chị lấy màu nào lên màu lại giùm em, chứ còn màu hồng em hết rồi nha chị yêu nha. Màu hồng em hết rồi. Hoa cúc màu da cũng trắng da lắm luôn. Thật sự riêng bản thân em là em rất thích cái màu da, rất thích cái màu nút này. Mặc vô là thấy nó trắng da, nó gợn gợn theo da của mình nè, nó cưng. Ai nha. Rồi em chốt cúc đỏ 2 cho chị Ngọc Như. Rồi em còn màu da, màu hồng với lại màu đỏ là size 16 kg đổ lại, chứ còn màu hồng thì hết rồi. Màu hồng hình như là còn size nhỏ nhỏ rồi, em hết size 16 kg. Chị Thụy Nguyễn có lấy thì đổi qua giúp em màu khác nha chị luôn nha. Màu hồng thì còn size Mickey, màu hồng thì còn bộ con Mickey thì em còn màu hồng á. Rồi em chốt chị Tường Vi là màu hồng chuột nha chị, màu hồng gấu em hết rồi. Rồi hoa cúc 18 kg không vừa chị ơi, hoa cúc 18 kg không vừa, 16 kg, nhưng mà bây giờ còn màu da, màu vàng với lại màu đỏ à. Siêu nhân 25 kg. Bộ nội ơi, hôm bữa còn không chị? Dạ nội ơi, nội dạ còn chị ơi, nội em còn á chị à, nội ơi em còn. Siêu nhân 25. Siêu nhân 25. Rồi chị Ngọc, siêu nhân 25 kg hả, cho chị nào á? Đổ chung. Rồi, siêu nhân 25 kg này ok nè. Ủa cái bộ hồi nãy em cầm lên sao? Rồi em sẽ qua cái set ống rộng 30 giây xong em sẽ quăng lại cái đồ khác cho mấy chị nha. Rồi em chút xíu giao nãy giờ cái chị kia chị đợi em hơi lâu. Rồi cái này siêu nhân 25 kg này cho ai nha. Okay. Rồi em chốt siêu nhân 25 cho chị Đỗ Xuân. Rồi em chốt màu vàng hoa cúc cho chị Thủy Nguyễn. Rồi cái bộ ngố chắc quay sau lưng chị hai có mấy cái bộ ngố. À bộ ngố chữ ký này, chị có mua bộ ngố chữ ký không chị yêu ơi? Rồi lấy vàng này ok này. Rồi chị có mua bộ chữ ký không? Em lên bộ chữ ký cho chị xem, hình như là chị lấy size 18 kg đúng không? Rồi 18 kg nè. Cho em cái bộ chữ ký. Lên bộ này trước. Rồi đợi em xíu em sẽ lấy bộ ngố cho nha mấy chị nha. Đợi em 30 giây em lấy bộ ngố cho. Rồi cái bộ đây nè, em lỡ gỡ nó rồi nên em lên lưu luôn cho mấy chị nè. Máy cây màu xanh lá cây nè. Máy cây này chị nào lấy lá cây comment giùm em mẹ lá cây nha mấy chị nha. Lá cây này có kẻ size nhỏ với size lớn luôn, là từ 9 kg cho đến 25 kg mang vừa nè. 9 cho đến 25 kg mang vừa mẹ máy cây này. Chị nào lấy máy cây lá cây comment giùm em mẹ lá cây. Rồi lấy lá cây comment giùm em mẹ lá cây nè. Rồi bộ ngố thì em bây giờ chắc chỉ còn một hai mẫu vậy thôi, không có nhiều nên em sẽ qua nhanh luôn cho chị kia nãy giờ chị đợi nè. Em sẽ qua rất là nhanh luôn cho chị kia đợi. Rồi cái này là chữ ký nè, chị lấy chữ ký cho chữ ký là còn size đến khoảng 20-21 kg đó là mang vừa nha. 20 tầm 21 kg đổ lại là mang vừa nè. Mẹ chữ ký nè, lấy chữ ký comment giùm em mẹ chữ ký 55.000. Chữ ký thêu luôn nha mấy chị nha, hàng cao cấp luôn, chữ ký thêu 55.000. Đó, chị nào lấy chữ ký thêu comment giùm em mẹ chữ ký thêu 55.000 một bộ nè. Đấy. 55.000 một bộ chữ ký thêu. Rồi size nhỏ nhất là tầm từ 12 cho đến 21 kg mang vừa. Đó, mẹ chữ ký nè, lấy chữ ký comment nhanh giùm em mẹ chữ ký. Chữ ký. Rồi cái bộ ở đây này, cái quần của nó là cái kiểu như thế này nè. Bây giờ em còn ít nên em share cho mấy chị luôn nha.
Rồi đây. Đấy, nó bao gồm cái này là nguyên một set nha chị nha, là gồm một cái áo crop top này và một cái quần ống rộng, một cái áo crop top và một cái quần jean này mấy chị ơi, và một cái quần jean ở phía sau là lưng thun như thế này nha. Thật sự là chắc là mấy chị hay mua đồ trên mạng mấy chị sẽ biết cái set này. Đấy, ở phía sau là nó lưng thun và ở xuống là nó như thế này nha mấy chị nha. Quần ống ống số này. Đó, một cái quần jean ống số và một cái áo crop top như thế này. Nguyên một set em sẽ sale luôn cho mấy chị luôn. Là size nhỏ là 80.000 và size lớn là 90.000. Nhỏ 80 và lớn 90 nha mấy chị nha, nguyên một set luôn. Đó, có size cho bé đến khoảng 20 mấy 30 kg rồi nè. Để em coi lại size nè. Rồi size 14 nó to lắm, size 14 đến khoảng 30 mấy ký này, để em coi lại. Rồi đến khoảng 33 ký đổ lại là mang vừa nha mấy chị nha. Rồi 33, 34 ký đổ lại là mang vừa, nó rất là to luôn này. 33, 34 ký đổ lại là mang vừa. Đó, cứ nhỏ là 80.000 và lớn là 90.000. Chị nào lấy cái nào comment nhanh giùm em. Đó, cái size nhỏ là cái size lớn là chắc tầm gần 18, 19 ký đó, lại gọi là size lớn nha. Để bên em canh size 18, 19 ký thì đó là size lớn. Đến khoảng 33, 34 ký là mang vừa là size lớn, 90.000 nguyên set. Còn size nhỏ là 80.000. Đấy, nguyên một set luôn, bao gồm mình một cái áo rất tốt và một cái quần ống số này. Rồi em chốt chữ ký 18 cho chị Ngọc Thu Bùi. Đấy. Rồi chị nào lấy cái set set đây comment cho em mã set riêng nha mấy chị nha. Set ngố cũng được, comment cho em mã set riêng đi. Set riêng nhỏ là 89.000 và lớn là 99.000. Nhỏ 89, lớn 99. Rồi chữ ký là em còn một bộ màu vàng cuối cùng nè. Rồi chữ ký còn một bộ màu vàng 17, 18, 19 kg luôn nè. Đấy, màu vàng còn một bộ là 18, 19 kg nè. Chị nào lấy vàng chốt vàng nhanh giùm em, còn một bộ cuối cùng thôi, hàng Quảng Châu. Đấy, qua hàng Quảng Châu và chữ ký theo, hàng cao cấp luôn nha mấy chị nha. Shop họ đang bán 101, 102 bộ nè. Đấy, vàng còn một bộ 18, 19 kg mang vừa, chị nào lấy vàng chốt vàng luôn giùm em. Rồi lấy vàng chốt vàng nhanh giùm em luôn nha mấy chị nha. Lấy vàng chốt vàng. Vàng còn một bộ thôi, chị nào nhanh thì chị đã có. Rồi màu cam còn một bộ luôn. Cam em còn một bộ là size này tầm 12 cho đến 14 kg mang vừa. 12 10 cho đến 14 kg mang vừa màu cam này, chị nào lấy cam chốt cam 12 cho đến 14 kg mang vừa, chị cái theo này, hàng Quảng Châu này. Đó, sale luôn cho mấy chị là 59.000 một bộ là quá rẻ mấy chị. Quá rẻ luôn, không rau bán luôn, hàng cao cấp luôn nha. Rồi cam còn một bộ luôn, chị nào lấy vàng chốt vàng, lấy cam chốt cam luôn giùm em. Rồi. Rin 12 kg này ok chị nè. Đem ra. Rồi đem ra làm đi. Buma 16kg màu xanh em hết rồi chị yêu ơi. Buma 16kg màu xanh em hết rồi nha chị nha. Em còn cái mẫu khác màu xanh, nó tương tự mà màu xanh, chứ còn mà mẫu Buma thì em hết rồi nha chị nha. Rồi em nợ ơi có luôn chị, đợi em 30 giây em lên luôn cái bộ nợ ơi cho, đợi em xíu. Chị Ni Ti ơi, mình lấy ngố vàng bao nhiêu ký, comment lên em lấy nha. Rồi ngố là nhỏ là 80.000, lớn là 90.000 là quá rẻ mấy chị. Bao gồm một cái áo và một cái quần, đó mấy chị đi mua cái quần không, người ta đã bán 118. Có khi cho 100.000, 101 cái quần rồi mà nhà em bán cả cái quần và cái áo luôn. Giá chỉ có là 80.000 size nhỏ và 90.000 size lớn thôi. Rồi cái này là bộ Chanel này mấy chị, bộ Chanel màu xanh luôn nè. Đó chị, mẫu này là tầm 18kg đổ lại là mang vừa. Mẫu này em còn đủ size 18kg đổ lại là mang vừa nè. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em mã xanh nha mấy chị nha. Xanh bộ ba lỗ này, sale luôn cho mấy chị luôn. Bộ này 59.000. 59.000 xanh lá này, chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá giùm em 59.000. Xanh lá 59.000 nha mấy chị yêu nha. Lấy xanh lá chốt xanh lá giúp em. Xanh lá là ký đâu? Chị ký 17 ký vừa. Rồi chữ ký vừa, chữ ký màu vàng thì 17 18 ký nè. 14 á. Rồi còn màu cam là còn bộ là size 12 cho đến 14 ký. Rồi em chốt cái số set riêng cho chị Ngọc Như là 12 ký nè. Ok chị Ngọc Như nè. Rồi. Cái này chị Ngọc Như luôn hả? Rồi chị Ngọc Như cái bộ chữ ký màu cam luôn nè. Ok chị Ngọc Như bộ chữ ký màu cam luôn, bỏ chung vô đây luôn đi. Đó, đẹp lắm chị ơi. Trời bữa nay chị nào mà mua hàng là quá sướng luôn, vừa rẻ mà vừa đẹp. Đó, vừa rẻ và vừa đẹp luôn nha mấy chị yêu nha. Rồi cái này cho chị Phạm Hồng nè. Cho chị Phạm Hồng làm 9 kg với lại 18 kg nè, xếp riêng nè em. Ok chị Phạm Hồng nè. Ok nè, giục đây cho để nó tốt nha. Rồi cho chị Phạm Hồng em ok luôn nha mấy chị nha. À set ống rộng rồi ok chị nè. Rồi cái này là xanh lá đó, chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá, size 18kg đổ lại mang vừa sale cho mấy chị. Bộ này 59.000 xanh lá, chị nào lấy xanh lá chốt xanh lá giùm em, xanh lá 59. Rồi xanh lá 59.000 này, lấy xanh lá chốt xanh lá giúp em nha. Rồi em qua mẫu. Rồi cái này ta rẻ luôn. Rồi cái mẫu đây em còn vài bộ lẻ nên lẻ size nên em sẽ sale luôn cho mấy chị luôn nè. À em có cái bộ này cưng lắm nè mà. Em có cái bộ này cưng lắm này, chắc phải đợi xíu nè mới lên được. Bây giờ em lên cái này size số 1 trước đúng không? Còn size số 1 không hả? 2 bộ 1, 3 bộ B, 1 bộ B. Dễ không? Rồi cái bộ đây bây giờ nó còn rớt ra vài bộ nên em sẽ bán rẻ cho mấy chị luôn nha. Đây,
Rồi bán cho mấy chị là 19 ngàn một bộ mấy chị ơi. Bán lẻ bây giờ là nó rớt ra còn ít quá nên bây giờ không bán combo được, em bán lẻ cho mấy chị luôn. Rồi 19 ngàn một bộ, chị nào lấy xanh cũng xanh. Rồi, đi trả đi. Thôi cho mấy chị chốt luôn đi. Rồi xanh 19 ngàn này, chị nào lấy xanh chốt xanh chai cả đời mang được luôn. Cái này là size màu xanh này còn mấy bộ? Xanh còn mấy bộ? Rồi cái này là size này là size số 1 hộp. Cái này là 89 kg mang vừa nè. Đó, cái này 78 kg mang vừa nha mấy chị nha. 78 kg mang vừa xanh này 19 ngàn nè. Cái này là chất thun chất cô tông giấy mấy chị. Đó, bữa cái này bữa trước em lấy về bán combo mà nó rớt ra còn vài bộ nên em bán lẻ cho mấy chị luôn. Rồi xanh 78 kg, 7-9 kg mang vừa. Đó, chị nào lấy xanh chốt xanh giùm em. Rồi lấy xanh chốt xanh nha, vàng này. Đó. Vàng còn 2-3 bộ gì đây, chị nào lấy vàng chốt vàng luôn giùm em, vàng coi size đi cho dễ báo. Vàng số 3, số 2. Rồi vàng em còn size chờ số 2, hồi số 2 tầm 10 kg đổ lại là mang vừa. 10 kg đổ lại là mang vừa này, chị nào lấy vàng chốt vàng luôn giùm em, 11 kg đổ lại mang vừa nha mấy chị nha, 19.000 bộ vàng, chị nào lấy vàng chốt vàng. Rồi lấy vàng chốt vàng luôn giùm em, lấy vàng chốt vàng. 19.000 một bộ cô tâm giấy nha mấy chị nha. Hàng cô tâm giấy. Ấy mặc mát mùa hè luôn, mặc cực kỳ mát mùa hè luôn này, chất vải này cô tông giấy nha, 19.000, chị nào lấy vàng chốt vàng. Rồi lấy vàng chốt vàng giùm em, 19.000 size 10-11 kg đổ lại là mang vừa, em còn vài bộ thôi. Đó, chị nào muốn lấy mấy bộ thì lấy. Bé trai bé gái để em lấy màu cho. Đó, chủ yếu còn xanh vàng với hồng. Hồng là của bé gái nè. Hồng cũng còn 1-2 bộ, chị nào lấy hồng chốt hồng lên kèm số ký để nhân viên nhà em lấy hàng cho nha. Rồi hồng 19.000, chị nào lấy hồng 19 chú em mã hồng 19.000. Đấy cô tông giấy 19.000 bộ. Cô tông giấy nha mấy chị yêu nha, 19.000. Chị nào lấy hồng chốt hồng luôn giùm em. Còn vài bộ à. Nên em mới lai lẻ cho mấy chị nè. Rồi hồng 19.000, chị nào lấy hồng chốt hồng. Rồi em chốt. Chốt chị Thi Nguyễn là xanh 11. Em chốt chị Anh nè là xanh 11. Chốt chị Trâm Nguyễn là xanh 11. Xanh 9, Trâm Nguyễn xanh 9. Rồi Trâm Nguyễn xanh 9 rồi, chị nào lấy nữa comment nhanh giùm em nha mấy chị yêu nha. Chị Anh nè vàng số 2. Dạ set tôm thôi chị, set tôm là chị lấy của mẹ hay của bé? Chị của mẹ là 99.000 một set, còn của bé là 59.000 một set nha chị nha. Rồi em chào chị Võ Thanh Hoàng nè, em chào chị yêu nè. Đó. Rồi set mẹ, set tôm á là 99.000 của mẹ và 59.000 của bé nha chị yêu nha. Rồi chị Lương Mũi coi còn không để chị. Còn vàng. Rồi chị Lương Mũi em còn màu vàng này, còn màu hồng không? Chị biết chờ biết. Rồi chị này chưa có đơn thì lên đầy đủ số ký giùm em ạ. Rồi chị thấm tròn lên số ký. Rồi chị thấm tròn lên số ký giùm em. Dạ bộ nội sau lưng em có size là 14 kg nha chị nha. Giá 55.000, chị nào lấy nội chút nội giùm em. Lấy nội chút nội nha. Giá mẫu đó nãy em like rồi nên là chị nào muốn mua thì cứ comment để nhân viên em lấy hàng cho mình nha. Bộ nội 55.000 có size từ 17 kg đổ lại là mang vừa. Lấy nội chút nội giúp em. Rồi qua mẫu nha mấy chị yêu nha. Cái yếm này sale cho mấy chị là 39.000. 39.000 này. Đó chị nào lấy yếm mèo chú em ạ, yếm mèo 39.000 nha mấy chị yêu nha. Yếm mèo 39 không dày không đẹp không lấy tiền luôn. Chốt hồng chị Anh nè. Rồi hồng chị Anh nè, ok chị Anh nè. Mấy chị có đơn cố gắng là ngày mai chiều tối nay và ngày mai bắt đầu giờ nhân viên em sẽ chốt đơn nha. Nếu mà chị nào mà không được gọi điện chốt đơn thì cứ nhắn tin qua, chủ động nhắn tin qua và Messenger cho em để bên em kiểm tra lại, nhiều khi mấy chị cho em sao sai số điện thoại bên em không gọi được đó nha mấy chị nha. Đó, rồi cái này mèo 39.000, chị nào lấy yếm mèo comment cho em ạ. Yếm mèo nè, cái này là size tầm khoảng 10 cho đến 12 kg mang vừa. Đó 10 12 13 kg gì đó tùy chiều cao của bé nha mấy chị nha. Rồi sale cho mấy chị 39.000 yếm mèo, chị nào lấy yếm mèo chú yếm mèo có một cái cuối cùng thôi, sale cho mấy chị luôn. Đẹp lắm chị, hàng này hàng chuyên shop luôn nha mấy chị nha. Yếm mèo có hai, cái này có hai túi hai bên nữa nè. Đó 39.000 sale cho mấy chị luôn. Yếm mèo 39, chị nào lấy yếm mèo chú yếm mèo. Rồi chị Thảo Văn ơi lên giùm em số điện thoại chị yêu ơi. Rồi yếm mèo 39.000, lấy yếm mèo chú yếm mèo giúp em nha mấy chị yêu nha. Yếm mèo 39.000. Rồi bộ nội hôm nãy chị nào hỏi bộ nội nè. Trời ơi nãy giờ nhiều đồ quá nên là em không có like hết được, mấy chị thông cảm đợi em xíu xiu nha. Rồi chị thấm trần ơi, mình lên số điện thoại mới chốt đơn được cho mình ạ. Rồi bộ NI sale luôn cho mấy chị là 69.000, hình như còn hai bộ sao NI nè. Đó 17-18 kg mang vừa nè, chị Diễm Thị hồi nãy không biết chị Diễm Thị còn đó không chị ơi. Đó có lấy thì comment lại giùm em, rồi em lên thêm cái bộ thể thao nữa rồi chị đủ đơn để bên em cho gửi hàng nha chị nha. Đây bộ NI sale cho mấy chị là 69.000 NI đẹp lắm mấy chị, người ta đang bán là 140 một bộ nè. Nhà em còn ít sale cho mấy chị luôn. Còn hai bộ thôi sale cho mấy chị luôn 69.000 NI nè, chị nào lấy NI chút NI. Đó chị Diễm Thị hồi nãy có dặn em nè mà không biết còn đó hay không nè. Đó 69.000 nha chị nha. Đó, chị nói NI chút NI luôn giùm em NI 69. Rồi NI 69.000 này rồi cái yếm này. Kiếm này bữa trước sang nhau không có mà nó rớt ra một cái cuối cùng bữa giờ nó sót kho này mấy chị ơi. Cái yếm quần nè. Đấy cái yếm quần này nó hot cực kỳ luôn, nó bao gồm cho mình một cái áo một cái yếm này. Đó, một cái áo như thế này và kèm cho mình một cái yếm nha mấy chị nha.
Ai? Thắm tròn là xanh vàng tán tới. Rồi một cái yếm này xem cho mấy chị luôn, nguyên set yếm này với giá là 49.000. Chị nào lấy set yếm comment cho mẹ yếm 49. Rồi, gồm một cái áo và một cái hả? Sao một cái mấy cây. Sao nhỏ nhất? Mấy cây 8 kg hả? Rồi em chốt cho chị thắm tròn. Chị nào này? Rồi bộ nội không có, ủa bộ nội là sau lưng em á thì mới có size 12 kg chị ơi. Còn bộ nội đen hồi nãy em vừa la là size lớn là 17-18 kg. Chị Thuy Nguyễn ơi, chị lấy nội nào? Nội sau lưng em á, màu xanh với lại màu trắng á thì có size 12 kg. Rồi nội sau lưng em họ đen thì còn một bộ, hồi nãy em thấy trong cái cọc nó có đen một bộ size số 4 hay số 5 gì ạ. Rồi cho hả? Chị Diễm Thùy một bộ này. Ok chị Diễm Thùy ơi, lên giùm em là số điện thoại nha chị nha. Cho em xin lại số điện thoại để bên em gọi điện chốt đơn nha. Lựa giúp em thêm một bộ nữa để bên em cho đi hàng nha chị yêu nha. Trong cái cọc nội á, nãy em thấy có một bộ màu đen á. Rồi cái yếm đây xin cho mấy chị là 49.000 nguyên set. Chị nào lấy yếm chú em, mẹ yếm chú em luôn đi. Đấy, đây nè 49.000 mấy chị ơi. Size này chắc tầm 13-14 kg mang vừa. 13-14 kg mang vừa, bao gồm cho mình một cái áo và một cái áo tay loe như thế này và một cái yếm quần nha mấy chị nha. Đấy, xin luôn rồi sale cho mấy chị 49.000, size tầm 14-15 kg mang vừa, 13-14 kg, 15 kg mang vừa nha mấy chị nha. Rồi chị nào lấy yếm chút yếm giùm em nè, yếm 49.000. Xem cho mấy chị luôn. À, set này em xỉ vô là cũng tầm khoảng gần 7x rồi mà bữa nay em còn set lên siêu rẻ cho mấy chị luôn, 49.000 lấy yếm chút yếm giùm em nha. Rồi nội có tay 12 kg không vừa rồi chị yêu ơi. Rồi nội có tay là 17-18 kg chị à. Cái hàng đó hàng size lớn 12 kg không vừa. Rồi chị Diễm Thủy ơi, lấy thì cho em xin lại số điện thoại nha. Số hàng bao nhiêu hả? Dạ số hàng là giá là 59.000 size nhỏ và 69.000 size lớn. Nhưng mà em chỉ chốt cho chị nào có chia sẻ bài viết thôi. Chị nào có chia sẻ bài viết hiển thị lên logo người chia sẻ bên em mới chốt, còn không chia sẻ không chốt hàng nha. Đó, rồi cái này là chữ NI nè chị ơi. NI theo nha mấy chị nha. NI theo cái màu đen này còn một bộ cuối cùng. Còn một bộ cuối cùng là size số 5. Rồi cái này là còn một bộ cuối cùng là size số 5. Size số 5 là cho bé tầm khoảng 14, 13 mà, nếu mà trụ hao là tầm 14-15 kg mang vừa. Rồi 14-15 kg mang vừa, mã nội màu đen này còn một bộ cuối cùng thôi. Chị nào lấy nội đen chú em, mã nội đen 55.000. Đó, chủ yếu là em còn màu xanh với lại màu trắng, màu đen thì em hết rồi. Màu đen còn một bộ cuối cùng là 14-15 kg mang vừa, 13 kg mà bé nào hồi tròn tròn thì vẫn ok nha. Đó, chị nào lấy nội đen chú em, mã nội đen. Nội đen 55.000. Nội đen 55.000 nè. Ôi trời. Rồi nội đen 55.000 lấy nội đen chốt nhanh giùm em, mã nội màu đen. Rồi cái này xếp cao cấp nè mấy chị. Nè, các chị nào thích thì em lên luôn cho mấy chị lựa luôn. Cái hàng nào hàng cao cấp thì em sẽ nói là hàng cao cấp. Cao cấp là nó đắt hơn một chút xíu thôi. Nhưng mà nó cũng rất là rẻ so với thị trường. Cái hàng đây vải y chang như vải của người lớn mấy chị, những người lớn mà mình những cái đồ mà váy đồ á mấy chị, váy mà đầm váy đồ của người lớn hoặc là dâm đồ của người lớn là chất liệu y chang nha mấy chị nha. Đấy, bao đẹp luôn. Rồi em một chút xíu em cột cái nơ xong em sẽ lên cho mấy chị xem. Rồi em chốt cho chị Thảo Văn. Rồi chốt cho chị Thảo Văn này. Ok chị Thảo Văn với chị yêu nha. Rồi nơi màu xanh cho em luôn, lời màu xanh để em lên luôn cho chị, cho mấy chị xem. Đây nơi màu xanh với lại nơi màu trắng giống như mẫu em đang treo mấy chị à. Màu xanh với màu trắng thì em còn đủ size. Em còn đủ size, mấy chị có lên số ký rồi để bên em chiết hàng nha. Chủ yếu màu xanh đây nó lẹ nè mấy chị. Đó, màu xanh đây nó lẹ nên em về nhiều hơn. Còn cái màu đen hồi giờ nó thường quá điều rồi nên em về ít. Được cái số 5 rồi. Hả? Số 5 đây nè, đây nè, nội số 5 nè, ok nè. Đấy, rồi màu xanh với lại màu trắng chị nói nội, màu nào lên giùm em mã nội. Kìa màu 55.000 là không ở đâu bán mấy chị, thật sự mỗi bộ như này em lại đúng vài ngàn thôi. Đó, nhà người ta bán rẻ nhất là cũng tầm 70-75.000 mấy chị, hay xem livestream mấy chị biết rồi. Đấy, biết giá thị trường họ bán bao nhiêu rồi, nhà em sale cho mấy chị giá chỉ có 55.000 thôi là em lại đúng vài ngàn thôi à. Đó, nên là chị nào yêu thương em thì mua hàng ủng hộ em nha mấy chị yêu nha. 55.000 màu xanh với lại màu trắng, chị nào lấy xanh chốt xanh và lấy trắng chốt trắng, đen thì hết rồi. Đen lên trai rồi. Nơi trai gái gì mang đều được chị yêu ơi. Trai gái mang được hết nha. Rồi đen số 5 cho chị Ảnh Nguyễn. Rồi đen số 5 cho chị Ảnh Nguyễn nè. Ok, ok chị yêu nè. Rồi em chốt cho chị Diễm Thị là một bộ NI. Rồi ok chị Diễm Thị, rồi đợi em sẽ lên cái bộ đây cho chị Diễm Thị có lựa lại thì lựa đủ đơn giùm em luôn. Xong rồi chờ em chút nha, chị nào có mua thì mua luôn cho đủ đơn. Đó, còn chị nào ấy thì chờ em chút em lên bộ đây cho chị Diễm Thị nè. Vậy nhiêu
cái nào nội đó thì 69.000. Rồi cái bộ này là bộ hàng size đại này, sale cho mấy chị là 59.000 một bộ thôi mấy chị, là size từ 17 cho đến khoảng 30 kg, mang vừa 17 cho đến 30 kg, mang vừa này, có màu đen và màu đỏ này mấy chị, có màu đen và màu đỏ nha mấy chị nha, 59.000 từ 17 cho đến 30 kg, hàng size đại luôn mà em sale rẻ cho mấy chị luôn, 59.000, hàng cao cấp, hàng đẹp vải rất là mát luôn nha mấy chị nha, mặc vô thấy cưng rồi, biết trai biết gái đều mang được luôn đó. Chị nào lấy thì comment giùm em mã thể thao màu đen và thể thao màu đỏ. À, em lên nhanh để cho chị ấy có lựa đủ đôi thì lựa, rồi để qua mẫu khác nè. Đây nha, ở thể thao màu đen và thể thao màu đỏ giá 59.000, không ở đâu bán mà hàng size đại mà 59.000 hết mấy chị, thật sự cam kết một câu luôn, cam kết một câu không ở đâu bán hàng size đại 59.000. Rồi đỏ này chị nào lấy đỏ chút đỏ luôn giùm em, rồi lấy đỏ chút đỏ nha, chị nào chưa đủ đôi cố gắng lựa giùm em, không biết nãy giờ em like mấy tiếng rồi, em sợ em like 4 tiếng là Facebook nó sẽ ao ra á, em cố gắng mà lựa. Còn nửa tiếng nữa, em còn nửa tiếng để like nữa thôi, nên là mấy chị cố gắng lựa đủ đơn giùm em để cho nó đủ đơn, ngày mai bên em đi hàng luôn nha mấy chị nha. Em like chỉ được 4 tiếng thôi, Facebook họ quy định là chỉ được 1 tiếng thôi, nên là cố gắng lựa đủ đơn giùm em. Rồi chị Trâm Nguyễn ơi, lấy nồi xanh lên giùm em, số ký, okay, số điện thoại. Ok. Ủa có đơn hả? Rồi ok nè, như bộ vài chị thôi chị, dạ tùy mẫu, em có báo giá trên từng mẫu, chị nghe giùm em nha chị nha. À, em có báo giá trên từng mẫu hết nha chị nha. Rồi cái này, bộ này là bộ bộ bèo như thế này mấy chị, bèo 2 tầng như thế này, áo 2 dây bèo như thế này và kèm cho mình cái quần như thế này nha mấy chị nha. Quần có 2 túi hai bên nó cực kỳ xịn sò, chất vải bao đẹp luôn. Hàng này em gọi là hàng cao cấp nha mấy chị nha. Đấy, quần có bao phía dưới như thế này, bao cưng luôn và kèm cho mình cái turban. Đấy, kèm cho mình cái turban như thế này, bao dễ thương luôn. Rồi set này sale cho mấy chị là 85.000. 85.000 một set như này, nhận hàng không đẹp không đúng như lời em nói cứ hoàn trả lại cho em nha mấy chị nha. Đấy, bộ bèo hàng cao cấp, vải bao đẹp, vải đuổi bao đẹp bao mát luôn. Đấy, một cái áo em không có ướm lên thân người hết được. Đấy, một cái áo, một cái quần và một cái turban nguyên set như này sale cho mấy chị 85.000. Chị nào lấy set cao cấp comment giùm em mã cao cấp nha mấy chị nha. Rồi comment cái hàng này là hàng của công ty HM này, chị nào có hay mua hàng thì biết nè, hàng HM bao giờ cũng là hàng cao cấp hết mấy chị đó. Rồi sale cho mấy chị là giá là 85.000, chị nào lấy set cao cấp comment giùm em mã set cao cấp nha mấy chị nha. Set cao cấp 85.000, size tầm 20 kg đổ lại là mang vừa, từ 10 cho đến 20 kg đổ lại là mang vừa nè. Chị nào lấy cao cấp comment giùm em mã cao cấp 85. Rồi em chốt thể thao đỏ 18 cho chị Diễm Thị. Rồi xuất okay, hàng em lên rồi chị ơi. Rồi xuất hàng em đã lên rồi nên là vui lòng, chắc là em không lên lại được vì không có thời gian mấy chị ơi. Xuất hàng thật sự em chỉ lên đúng một lần thôi. Hàng xuất hàng lúc nào vậy, em like một bữa em chỉ lên một lần rồi chị ơi, chứ không có lên lại 2-3 lần được vì nó nhiều mẫu. Đó, không lên được, em vừa lên rồi. Rồi sau lưng ở size bao nhiêu ký hả chị? Dạ những bộ hai dây sau lưng em là size từ 7 kg cho đến khoảng 18 kg nha chị nha, tùy mẫu có mẫu thì còn size, có mẫu thì hết size thì mấy chị có báo màu đi, thích màu nào có lên màu rồi để bên em lấy hàng cho mấy chị nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Có màu vàng ở đó. Rồi cái này là bộ con vịt nè mấy chị ơi, bộ con vịt em còn ít nên em sẽ sale rẻ cho mấy chị luôn. Bộ con vịt còn ít em sale rẻ cho mấy chị là 55.000 một bộ nè. Bộ vải rất là đẹp luôn mấy chị, bộ vịt đây bé trai bé gái đều mang được cho mấy chị nha. Em có hai màu, em lên luôn hai màu cho mấy chị lựa luôn. Rồi màu vàng với lại là màu hồng, chị nào lấy màu nào lên giùm em kèm màu rồi coi size luôn giùm em, còn size 20 kg không ta? Số 5 rồi. Rồi cái này em còn size tầm khoảng 16-17 kg gì đó, tùy màu nha mấy chị nha. Cứ lên số ký rồi để bên em coi còn hàng không nha. Có hai màu, màu vàng với lại là màu hồng. Sale luôn cho mấy chị luôn, 55.000 một bộ vịt. Chị nào lấy vịt màu nào lên giùm em, vịt kèm màu. Rồi xếp đỏ 10 với lại 18 kg nè, ok nè. Đó chị nào mà đơn 100.000 mấy chị, ngày mai mấy chị cọc giúp em là 50.000 để bên em cho đi hàng nha mấy chị nha. Đơn 500.000 á, cọc giùm em là 50.000 nha để bên em cho đi hàng nha mấy chị nha. Đấy. Rồi xếp đỏ chị Phạm Hồng 10 với lại 18 kg em ok nè. Rồi con vịt này chị nào lấy vịt màu nào lên giùm em mã vịt kèm màu nha mấy chị nha. Vịt kèm màu giúp em 55.000 một set, có hai màu, màu hồng với lại màu vàng. Set này hot lắm, của mẹ của bé đều có luôn mấy chị. Đấy, của mẹ của bé đều có cái set này luôn, bao dễ thương luôn, 55.000. Siêu rẻ cho mấy chị luôn, size tầm 16-17 kg, size nhỏ nhất là tầm từ 7 kg nha. Từ 7 kg cho đến khoảng 16-17 kg mang vừa. Chị nào lấy vịt màu nào lên nhanh giúp em vịt kèm màu. Rồi lấy vịt màu nào lên nhanh giúp em và vẽ vịt kèm màu nha mấy chị yêu nha. Vịt kèm màu. Rồi mấy chị nào đang theo dõi livestream thì mấy chị nhấn theo dõi trang fanpage nha em, để hôm sau mình cập nhật mẫu mới nha. Chữ ký màu vàng em hết rồi chị Diễm Thị ơi. Em hết rồi, bộ nơ y xanh bao nhiêu chị? Dạ giá 55.000 đó chị ơi, giá 55.000.
Rồi giá 55 ngàn hả chị? Rồi em lên mẫu tiếp theo là bộ mã bộ con khủng long nè. Đấy, con khủng long nè. Xinh chưa? Khủng long nha mấy chị nha. Khủng long, chị nào lấy khủng long chốt khủng long luôn giùm em. Khủng long này, khủng long là size tầm 19kg đổ lại là mang vừa. Khủng long em có size 19kg đổ lại là mang vừa này. Chị nào lấy khủng long chốt khủng long siêu luôn cho mấy chị. Bộ khủng long này với giá là 55 ngàn. Khủng long 55 ngàn thì chị nào lấy khủng long chốt khủng long. Quần nó là cái đuôi con khủng long, cái màu của nó rất là tây luôn mấy chị. Màu của nó cực kỳ tây và cực kỳ lạ luôn. Em sale luôn cho mấy chị luôn. Bộ này 55 ngàn này, size tầm 19kg đô la mang vừa. Size nhỏ nhất là tầm từ 7kg cho đến 19kg là mang vừa bộ khủng long nha. Chị nào lấy khủng long chốt khủng long. Vải không đẹp cứ hòn trả lại cho em luôn mấy chị. Vải không đẹp không mát cứ hòn trả lại cho em luôn. Vải thun cô tông co dạng 4 chiều. Đó, toàn bộ là hàng đẹp hết mấy chị. Đấy, hàng bán shop, hàng nhà em là vừa bán shop vừa bán live nên chị nào mà ở gần khu vực Chiên Khánh muốn qua shop em lựa cái inbox em sẽ chỉ đường nha mấy chị nha. Đấy, xếp khủng long 55 ngàn, chị nào lấy khủng long chốt khủng long 55 xa 20kg, tầm 19kg đổ lại là mang vừa nè. Lấy khủng long chốt khủng long giúp em nha. Rồi lấy khủng long chốt khủng long. Xếp vịt họ dạ không bên em hết. Em hết của mẹ rồi, em chỉ còn của bé thôi. Dạ cọc cạc đó chị ơi, cọc cạc giúp em nha. Rồi cọc cạc 50 ngàn giúp em nha chị nha. Rồi hai dây sọc, hai dây hồng xoay. Dạ cái nếu mà 18kg thôi chị, 18kg không biết còn bộ Mickey rồi chị à. Có bộ Mickey à, Mickey hình như chắc còn màu hồng với lại màu vàng sao á. Mickey còn màu hồng màu vàng. Nhiều tiền vậy chị? Rồi 55 ngàn. Rồi khủng long này 15kg này cho chị Trâm Ngọc này. Ok chị Trâm Ngọc này 15kg này, ok chị yêu nha. Rồi em qua mẫu tiếp theo. Đấy, trời ơi cái bộ đây em lên màu tiếp theo này mấy chị ơi. Cưng chưa cái bộ màu vàng nha, chị nào lấy hoa vàng comment giùm em mã hoa vàng. Đấy, rồi cái này mặc vô là thấy sáng rồi, thấy trắng da rồi mấy chị ơi. Rồi sale cho mấy chị luôn bộ này 55 ngàn. Sale luôn 55 ngàn, cái này là quần chip nha mấy chị nha. Chốt khủng long 12 chị Thi Nguyễn. Rồi khủng long 12 chị Thi Nguyễn nè. Đấy, mình mặc một cái quần chip ở phía trong và kèm một cái áo váy, áo dạng như áo váy ở phía ngoài như thế này nha mấy chị nha. Bao xinh luôn. Đấy, mềm cực kỳ nha mấy chị nha. Chất là KT rất là mềm luôn. Rồi sale cho mấy chị bộ hoa này với giá là 55 ngàn. Chị nào lấy hoa chốt hoa giùm em. Hoa 55 ngàn. Trời ơi, không đẹp không thần, không ăn tiền mấy chị luôn, thật sự luôn. Khủng long em có một màu thôi chị ơi. Mấy chị có thể lấy cái áo này mặc với một cái quần legging đó mấy chị. À, mặc với một cái quần legging rồi mang thêm một cái đôi giày cho bé nữa là em phải nói là bao cưng bao xịn sò luôn. Ấy à, mình mặc nó hơi giấu vô như thế này nha mấy chị nha. Giá chỉ có 55 ngàn nguyên một set hoa vàng. Chị nào lấy hoa vàng chốt hoa vàng luôn giùm em nha. Hoa vàng 55 size tầm khoảng 14-15kg cho mấy bé nhỏ nhỏ tầm 2 tuổi đổ lại thôi nha. Set này là set sơ sinh. À, cho mấy bé nhỏ nhỏ thôi. Rồi giá có 55 ngàn đẹp chưa? À, em đưa cọn chất vải cho mấy chị xem, rất là đẹp luôn, bao đẹp luôn. Rồi lấy hoa vàng comment hoa vàng nhanh giúp em nha, em qua mẫu. Em chốt hoa vàng cho chị Vũ Nguyễn là 10kg. Rồi chị Vũ Nguyễn nè, em chào chị Vũ Nguyễn nè. Chào chị yêu nha. Rồi khủng long giảm có một màu rồi chị ơi, khủng long có một màu rồi nha chị yêu nha. Rồi bây giờ lên một cái máy bay nè. À máy bay hả? Rồi em lên máy bay nè. Rồi máy bay, mấy bộ máy bay nè. Cái bộ máy bay nè mấy chị yêu ơi. Đấy. Máy bay nè, máy bay xanh lá cây nè. Trời ơi, máy bay màu xanh lá cây nè. Chị nào lấy máy bay chút máy bay có hai màu lên luôn, hai màu cho mấy chị ơi. Đó cho chị nào thích màu nào lựa luôn cho nó nhanh nha. Rồi máy bay có hai màu, màu vàng với lại màu xanh lá cây. Chị nào lấy màu nào lên kìm màu giúp em. Rồi lấy màu nào lên kìm màu giúp em rồi cho chị mấy cái váy suông suông nhẹ nhẹ đó luôn. Rồi váy máy bay nè, máy bay màu vàng và máy bay màu hồng size cho bé tầm 14kg đổ lại là mang vừa. 14kg đổ lại là mang vừa này, chị nào lấy máy bay màu nào lên máy bay kìm màu giùm em nha. Rồi sale cho mấy chị luôn bộ này 55 ngàn. 55 ngàn mẹ máy bay nè. Đó bộ này như bữa trước em thấy nhà người ta bán là 80-90 ngàn gì đó mấy chị. Đó bộ cao cấp luôn này, người ta bán 80-90 ngàn á mà em bán cho mấy chị giá 55 ngàn, bán phá giá như vậy luôn á. Rồi 55 ngàn máy bay kìm màu giùm em size khoảng 14kg đổ lại mang vừa. Rồi size nhỏ nhất là tầm từ 7 cho đến 14kg đô la mang vừa nha. Lấy máy bay thầm máy bay giùm em. Vịt có 18kg. À vịt có 18kg hả? Có chị nào ấy không? Diễm Thi. À chị Diễm Thi hả? Vịt có 18kg chị yêu ơi. Con vịt màu vàng em còn size 18kg nha chị nha. Chị có lấy vịt vàng chút vịt vàng giùm em. Vịt đây đúng không? Đúng rồi. Rồi con vịt màu vàng này em còn size tầm 19kg đổ lại là mang vừa này. Chị có lấy comment giùm em để bên em lấy hàng cho nha chị yêu nha. Đấy con vịt màu vàng em mới coi lại size là còn size tầm 18-19kg đổ lại mang vừa. 55 ngàn một bộ không ở đâu bán hết mấy chị, vải mát lắm. Vải mát đẹp. Đó vải mát đẹp cực kỳ luôn. 55 ngàn chị nào lấy vịt chốt vịt rồi đưa chị cái váy đó chị sale rẻ luôn. Rồi con vịt vàng này lấy vịt vàng chốt vịt vàng giúp em nha. Lấy vịt vàng chốt vịt vàng 55 ngàn. Rồi vịt vàng 55 ngàn, lấy vịt vàng chút vịt vàng rồi em lên cái váy nhẹ nhẹ cho mấy chị nè. Bài á. Hả? Quýnh bài á. Quýnh bài chạy chân luôn. Quýnh bài.
Rồi cái váy hoa nha cô, váy váy cherry này mấy chị cho cái size nhỏ nhỏ hơn cái size này to quá. Rồi váy cherry này mấy chị sale cho mấy chị váy này 45.000 một cái nha mấy chị yêu nha, 45.000. Váy cherry bọng mát mùa hè nè. Đấy, váy mặc mát mùa hè mặc vô thấy cưng rồi mấy chị ơi đây nha. Rồi có hai màu, màu vàng và màu đỏ. Váy hình cherry này em có hai màu, màu vàng với lại màu đỏ này. Chị nào lấy váy màu nào lên giùm em vậy? Mẹ váy kèm màu nè. Đấy, màu vàng, màu vàng, màu đỏ nha mấy chị nha. Lấy màu nào lên giùm em là kèm màu, mặc vô cưng lắm mấy chị ơi, mặc mát mùa hè nha. Siêu cho mấy chị 45.000. 45.000 một váy. Chị nào lấy váy màu nào lên váy kèm màu giùm em. Đấy. Váy 45.000 nha mấy chị nha. Váy 45. Rồi em chốt vịt vàng 18 cho chị Diễm Thy. Chốt kia đi đỏ 10 cho chị Vũ Nguyễn. Rồi Buma có size hả chị? Buma size 17kg hả chị? Dạ con chị ơi, con 17kg. Ờ cái đó 55.000. Rồi Buma em còn size chị ơi. Rồi cherry đỏ cho chị Vũ Nguyễn ok nè. Đó, chị nào lấy thì comment giùm em. Vậy cherry nha mấy chị nha, cherry cưng mà. Đấy, cherry cưng mặc vô mặc mát mùa hè 45.000 cái thôi. 45.000. 45. Rồi cái Buma em còn size chị ơi, chị lấy màu nào lên màu để bên em kiểm tra lại coi còn size màu nào nha. 17kg hầu như tất cả các màu. Ồ 17kg còn tất cả các màu luôn, đa số là còn màu á. Rồi váy này cũng sale cho mấy chị luôn là 45.000 một cái luôn cho nó máu mấy chị ơi. Váy này cũng sale luôn 45.000 cho nó máu luôn nè. Chị là lấy váy con ong màu nào lên giùm em, váy con ong kèm màu. Cái đây là váy con ong nha mấy chị nha, hình con ong nè. Đấy cái váy này váy hình con ong mấy chị. Trời con ong thêu nè, đẹp cực kỳ luôn nha. Rồi váy này cũng sale 45.000 luôn, size tầm khoảng 14-15kg đổ lại là mang vừa. Rồi 14-15kg đổ lại là mang vừa. Váy con ong có 3 màu, màu đen nè, màu đỏ và màu trắng. Màu đen, màu đỏ và màu trắng nè. Chị nào lấy váy con ong màu nào lên như em mẹ váy ong kèm màu. Đấy, sale luôn 45.000 nó may cái viền nè mấy chị. Xinh chưa? Mặc vô dễ thương lắm. Mặc vô là thấy dễ thương thấy cưng rồi. 3 màu. Đó, 45.000 chị nào lấy váy ong màu nào lên như em mẹ váy con ong kèm màu. Rồi váy con ong kèm màu nha mấy chị yêu nha. Bán ong hôm bữa mà yêu lắm. Dạ vâng đúng rồi, bữa nay em còn ít lắm nên em sẽ sale. Đó em sale hôm nay là phải nói là sale lỗ vốn luôn. Nên là đừng có so sánh giá giùm em tội nghiệp nha. Đấy, bán ong mặc cưng với lại cái vải của nó là vải thun cô tông coi dạng 4 chiều mặc rất là bền vải luôn á chị yêu ơi. Đấy, sale luôn 45.000 cho nó máu cho nó hết hàng luôn. Em còn vài cái à, mỗi màu còn có 2-3 cái gì thôi. Nên là em sale rẻ cho mấy chị luôn cho nó hết hàng nè. Rồi màu vàng hồi chung size hả em hả? À, màu vàng hồi size 17-18. Dạ đúng rồi 17-18kg là mặc chung size á chị ơi. 17-18kg là mặc chung size, 16kg mặc size khác. Và 19-20kg là mặc một size. 15-16kg là một size, 17-18 là một size, 19-20 là một size. Rồi em chốt cherry vàng đỏ cho chị Anh nè là size số 2. Rồi ok nè. Rồi rồi mấy chị muốn mua đồ bé trai bé gái nữa comment lên cho em biết không đấy nha mấy chị. Giờ coi cho đủ hàng rồi chuẩn bị em thoát like nha mấy chị nha. Mấy chị muốn mua đồ bé trai bé gái nữa comment lên cho em biết thì em lấy hàng cho xem rồi cho nó đủ đơn luôn. Em chuẩn bị thoát like. Rồi cái con hổ đây em còn một hai cái này siêu cho mấy chị luôn 55.000 luôn nè. Hổ còn hai cái cuối cùng. Con hổ em còn hai bộ cuối cùng siêu luôn cho mấy chị là 55.000. Chị nào lấy hổ chú mẹ hổ nè. Hổ 55 còn hai bộ cuối cùng. Size này là size số 5 nè. Rồi size này là size số 4 nè. Là từ 13, 12 cho đến khoảng 15kg mang vừa. 12 cho đến 14, 15kg mang vừa nha. 12 cho đến 15, 14, 15kg mang vừa. Hổ vàng này chị nào lấy hổ vàng chốt hổ vàng siêu cho mấy chị là 55.000 hổ vàng. 55.000 hổ vàng lấy hổ vàng chốt hổ vàng giùm em nha. Rồi 55.000 hổ vàng lấy hổ vàng chốt hổ vàng. Đây rất là đẹp luôn mấy chị ơi. Cực kỳ đẹp luôn. 55.000 thôi siêu cho mấy chị luôn. Bộ hàng cao cấp luôn. 55.000. Bí gá 24kg thôi chị. Mẫu Buma. Bí gá 24kg thì chị có mẫu Buma thôi chị yêu ơi. À có cái mẫu hoa cúc qua hai, nãy giờ quên cái bộ hoa cúc qua đi, bộ hoa cúc đây. Cái bộ hoa cúc qua đây rồi có bộ con Mickey nè. Ừ nó nè, cái cúc hoa lỗ ơi. Đây cúc hoa lỗ lại chị. Hoa cúc giá nhiêu hả chị? Hoa cúc sau lưng em là giá là 49.000 nha chị yêu nha. Bé trai hả chị? Lô nè nè nè. Rồi lên đi đừng đọc. Rồi ok ok. Còn có 15 phút à. Rồi còn 15 phút. Chữ ký còn màu gì 18kg. Chữ ký còn màu hồng hay sao. Rồi cái bộ hoa cúc này mấy chị ơi. Bộ hoa cúc này còn ít siêu cho mấy chị luôn là 59.000 à. Rồi chơi luôn 59.000 mấy chị ơi. Hoa cúc này siêu cho mấy chị 59.000 bộ nha. Hoa cúc vàng này 59.000. Ở phía sau có hình hoa cúc nè. Xin chưa. Rồi 59.000 chị nào lấy cúc vàng comment nha mẹ cúc vàng 59.000. À còn cúc hai dây sau lưng em đó là sale cho mấy chị 49.000. Đấy rồi cúc vàng 59.000 này chị nào lấy cúc vàng chú em mẹ cúc vàng 59.000 nha mấy chị nha. Size tầm 10
17-18 kg là mang vừa. Sa nhỏ nhất là tầm từ 6-7 kg cho đến 10-17 kg là mang vừa nha mấy chị nha. Cúc vàng, chị nào lấy cúc vàng chốt cúc vàng. Rồi lấy cúc vàng chốt cúc vàng nhanh giùm em luôn. Rồi em chốt cho chị Vũ Nguyễn là bộ cúc 2 dây đỏ 10 kg. Rồi cái này là cúc hàng size đại nè mấy chị. Cúc này là cúc hàng size đại nè. Ở năm nay cái hoa cúc nó rất là hot luôn. Thành ra là em chính bản thân em cũng thấy nó đẹp. Em cũng thấy nó đẹp nên thành ra là em về nhiều mẫu, em về 3-4 mẫu luôn. Tính từ bữa giờ là 5-6 mẫu rồi. Em chốt bu me đỏ 24 kg cho chị Lương Muội. Rồi bu me đỏ này nhanh chốt nhanh giùm em nha mấy chị nha. Em còn 15 phút để like thôi, chuẩn bị Facebook nào em ra rồi nên mấy chị cố gắng xem xíu cho nó đủ đơn luôn. Hoặc là nãy giờ mình xem mình thích mẫu nào nữa mấy chị cứ comment lên để nhân viên nhà em lấy hàng cho nha mấy chị nha. À, nãy giờ mình like, ví dụ mình không có thích mà bây giờ mình thích thì mình cứ comment lên. À, để bên em lấy size cho rồi hoa cúc và này em có hai màu. À, chị nào lấy cái cúc cái này comment giùm em là đại nha mấy chị nha. Comment giùm em là đại đen hoặc là đại đỏ. Đó, comment là size đại đen hoặc là size đại đỏ. Mẫu này em có size tầm 33 kg đổ lại là mang vừa 33-34 kg đó, tùy mẫu thôi mấy chị cứ comment lên để nhân viên em coi còn size nha. Rồi size nhỏ nhất là tầm từ 18 cho đến 33 kg. 18 cho đến 33 kg nè, cái hình in của nó rất là lạ luôn mấy chị. Nhìn nó hơi phản quang không mấy chị ơi, nó hơi phản quang như thế này nè. Đấy, cực kỳ đẹp luôn nha mấy chị nha. Đây, đại đen hoặc là đại màu đỏ. Đại màu đen hoặc là đại màu đỏ rồi sale cho mấy chị luôn. Bộ này hôm nay chơi lớn luôn, 69.000. Sale luôn, cuối giờ em sale lớn cho mấy chị luôn, 69.000. Chị nào lấy đại đen thì comment đại đen và lấy đại đỏ, comment giùm em mã đại đỏ nè. Đó, lấy đại đen và lấy đại đỏ, comment giùm em mã đại đỏ. Giá là 69.000 một bộ. Thôi giá là 69.000 bộ nha mấy chị nha. Lấy đại màu nào lên giùm em mã đại kèm màu. Rồi đại kèm màu giúp em nha mấy chị yêu nha, đại kèm màu. Rồi cái bộ đây là em còn size cho bé đến bên cưới đây rồi cho chị Diễm Thi xin. Cái gì đây? Chị Diễm Thi hả? Rồi cái đây cái bộ chữ ký này chị ơi, bộ chữ ký theo nè. Đấy 18 ký thì em còn màu hồng nha chị yêu nha. 18 ký còn màu hồng nè, bộ ngố nè. Đấy bộ ngố còn màu hồng nè, chị nào lấy chữ ký comment giùm em mã chữ ký nha mấy chị nha. Chữ ký còn màu hồng thôi, hết màu rồi. Màu hồng thì bé gái nào cũng thích nên thành ra em về nhiều hơn. Thôi, mã chữ ký hồng, giá là 59.000, chị nói chữ ký hồng, chốt chữ ký hồng giùm em nha mấy chị nha. Chữ ký hồng. Rồi cái bộ Mickey đây em cũng còn size tầm khoảng 22 cái đổ lại, 23 cái đổ lại là mang vừa nè. 23 cái đổ lại là mang vừa, mã con Mickey vàng nè, chị nào lấy Mickey vàng chốt Mickey vàng giùm em nha mấy chị nha. Mickey vàng 23 cái đổ lại là mang vừa. Đấy, cái size nhỏ nhất là tầm từ 17 kg cho đến 23 kg nè. 17 cho đến 23 kg mang vừa Mickey vàng sale cho mấy chị. Bộ Mickey trên livestream giá 69.000. Đấy, giờ em chuẩn bị thoát live rồi nên em sẽ bán rẻ hơn cho mấy chị luôn. Chứ xíu tắt là không có giá này đâu nha mấy chị yêu nha. Rồi 69.000 luôn, chị nào lấy Mickey vàng chốt giùm em mã Mickey vàng size 23 kg đổ lại mang vừa Mickey vàng. Rồi Mickey vàng nha, 23 kg đổ lại mang vừa. Rồi Mickey vàng này, lấy thì comment giùm em mã Mickey vàng. Lờ mua vừa lắm. Rồi đại đỏ còn 24 kg không? Nô y thôi chị, dạ nô y là giá là 55.000 một bộ nha chị nha. Rồi lấy bu me đỏ 24 kg nè, ok chị Lương Muội nè. Em chốt đại đỏ 24 kg chị Lương Muội, bao nhiêu tiền? 69 nha. Ký hồng 18. Rồi em chốt chữ ký hồng 18 để cho chị Diễm Thị. Rồi ok chị Diễm Thị nè. Rồi cái này bộ ve sạch nè mấy chị, bộ ve sạch này em có size tầm từ 14 cho đến khoảng 23 kg, 22 khoảng 23 kg mang vừa nha. 14 cho đến 23 kg mang vừa bộ ve sạch này sale cho mấy chị luôn. Bộ ve sạch này với giá là 65.000. Chị nào lấy cái bộ 65 comment giùm em mã trắng 65.000 nha mấy chị nha. Rồi comment giùm em mã trắng 65, bộ ve sạch này sale cho mấy chị luôn 65.000. Trắng 65.000, lấy trắng comment giùm em mã trắng 65.000 nha mấy chị yêu nha. Trắng 65.000 size từ 14 cho đến 23 kg, size nhỏ nhỏ nè. 14 cho đến 23 kg mang vừa mã trắng 65, lấy trắng 65 chứ em mã trắng 65.000. Ôi trắng 65.000 nha mấy chị yêu nha. Lấy thì comment giùm em mã trắng 65. Dạ được. Thôi chờ nó eo luôn, thôi để nó eo luôn. Mickey vàng 18 kg. Rồi Mickey vàng 18 kg nè, ok nè. Lấy size lớn nhất. Đây lớn nhất. Điên đe, điên hết. Cho ai vậy? Cho chị Ngọc Thu Bùi. À, chị Ngọc Thu Bùi hả? Rồi ok, chị Ngọc Thu Bùi nè. Thôi trắng nè, cái điện thoại của chị đâu hả? Kéo nó đi rồi. Rồi trắng nè, chị nào lấy trắng cho em mà trắng 65 nha. Bộ chuột màu kim sau lưng màu ký nha. Rồi ok nè. Rồi. Xanh 16 kìa. Chuột. Rồi em chốt cho chị cái ti vàng là Ngọc Thu Bùi 18 nè.
Chốt bộ chuột màu kem 10 cho chị Vũ Nguyễn nè. Chốt nội xanh 16 cho chị Thủy Nguyễn nè. Rồi nội xanh 16 ký chị Thủy Nguyễn nè, ok nè. Dạ có chị ơi, dạ có nha chị Vi Suri nha. Nhưng mà nhà em chuẩn bị thoát live rồi nên là mình có thể xem live phát lại hoặc là xem cập nhật mẫu mới giùm em nha. Chứ hôm nay vậy luôn hả? Ờ cái bộ 69 nha. Rồi cái này là cho chị Vũ Nguyễn nè, ok. Đúng chị rồi. Vũ Nguyễn Vi luôn đi. Chị Vũ Nguyễn là 49 nha. Siêu rẻ luôn. Rồi chốt rồi. Rồi rồi chị nào thích mẫu nào comment lên để em lấy rồi em tắt like nha mấy chị ơi. Rồi cái này cho chị Vũ Nguyễn là ok nè. Rồi bây giờ lên gì nữa ta? Bây giờ lên cái mẫu Buma màu cam nha. Trời Buma màu cam hot lắm luôn á nè. Để gì chị đổ xuân. Rồi đổ xuân cho chị, đổ xuân lấy cái gì này lấy chị? Đít này xanh sâu lưng. Đít này xanh hả? Không được. Đít này, ủa cái đó là siêu nhân hả? Vậy rồi chị lấy cái gì nữa? Ở sâu 25 không được. Bít men đỏ. Luôn. À đây, đây không đây nè, đây nè. Chị thấy không? Đây nè, hồi nãy like bây giờ chị comment lại mà nãy có chú chị đổ xuân chưa? Rồi thôi, thôi tạm thời cứ ghi lại rồi ngày mai có dư bỏ ra. Rồi chứ để. Rồi cái này 25 kg này cho chị đổ xuống một bộ, hình như nãy nhớ có chốt rồi mà cứ làm thêm lại. Rồi siêu nhân 25 kg này. Nãy có ghi rồi á. Rồi cái này là cho chị đổ xuân nè, ok chị đổ xuân nè. Rồi cái này cho chị đổ xuân nè, có lại một bộ bếp men xanh nè. À bếp bếp men xanh hết rồi, bếp men xanh hết rồi. Cái gì áo sơ mi hả chị nào hỏi áo sơ mi hả? Rồi áo sơ mi nè, rồi áo sơ mi này sale cho mấy chị, áo sơ mi này với giá là 39.000 nha mấy chị nha, cuối giờ rồi. Áo sơ mi 39.000 rất là mềm luôn mấy chị ơi, mềm cực kỳ luôn. Rồi sơ mi 39.000 size này là tầm từ size nhỏ nhất thôi. Rồi cái này tầm từ 17 kg nha mấy chị nha, 17 cho đến 24 kg mang vừa. 17 cho đến 24 cái hình này là hình con chó theo nè mấy chị. Hình con chó theo rồi sale cho mấy chị 39.000. Chị nào lấy sơ mi chốt em mã sơ mi 39 rồi mẫu mẫu này là mẫu em thoát la luôn nha mấy chị nha. Em thoát la luôn, chị nào mà muốn mua sơ mi thì comment em mã sơ mi nè. Sơ mi 39.000 sale luôn cho mấy chị luôn, hình con chó theo. Hình con chó theo này 39.000. Rồi chị nào lấy sơ mi comment giùm em mã sơ mi. Rồi em thoát la luôn nha. Chị nào chốt nữa thì chốt sơ mi comment giùm em mã cuối cùng em la luôn. Rồi sơ mi 39.000. Rồi sơ mi comment giùm em mã sơ mi 39. 28 kg thôi chị. 28 kg thì hôm sau mình mua nha chị nha. Hôm sau chị theo dõi, chị nào chưa theo dõi trang fanpage nhà em thì mình nhanh tay nhớ theo dõi để hôm sau nhà em có like mình cần. Mình theo dõi lịch nha. Chứ giờ em chuẩn bị thoát la rồi tại vì em like 4 tiếng rồi á. Em chuẩn bị thoát live chị, hoặc là mấy chị có thể xem live phát lại rồi báo lại cho em cũng được. Em chốt sơ mi 24 cho chị Trâm Ngọc. Rồi sơ mi 24 kg chị Trâm Ngọc nè, ok nè. Rồi em cảm ơn tất cả chị xem live chuyên viên ngày hôm nay nha. Rồi chị nào có đơn thì cố gắng ngày mai nghe điện thoại bên em chốt đơn, hoặc là nếu mà chị nào không nghe được thì em đều gửi tin nhắn qua Messenger hết, nên mấy chị cứ chép tin nhắn để mình để bên em cho đi hàng nha mấy chị nha. Rồi em cảm ơn tất cả chị xem live nè, em chào tất cả các chị ạ. Cô từ chị nào lấy nữa hả? Bộ Buma màu kem 14 kg. À Buma màu kem đó là cái mẫu đây nè, để coi còn hình như hết size rồi. Rồi em hết size rồi chị ơi, em không đổi được nha. Rồi Buma kem em hết size rồi chị ơi, em không đổi được. Còn có một bộ size nhỏ xíu không vừa. Rồi hết size rồi chị ơi. Rồi em thoát like nha mấy chị nha. Rồi em thoát like ạ. À.